Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 77. Lam Dương, mau giết tiểu tử này giúp ta. Lam Phi nghe thấy giọng Lam Dương, nhướn mày, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh nói. Anh ta không biết sao Lam Dương lại tới đây, nhưng nếu Lam Dương tới đây, anh ta được cứu rồi. Anh ta không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng chiến lực của Lam Dương không chỉ gấp 10 lần anh ta, Lam Dương bắt Mạc Phàm hẳn là dễ dàng. Lam Dương sư đệ, nhanh tới cứu bọn ta, Mạc sư đệ điên rồi, muốn giết hết bọn ta. Nam tử họ Phùng cao giọng kêu lên, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Hai người dứt lời, tận cùng cơn gió, tiếng bước chân vang lên. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn theo giọng nói. Chỉ thấy một người mặc áo trắng, bất luận là tướng mạo hay thân hình đều rất giống Lam Phi, nhưng đôi mắt và thần sắc ổn trọng, sắc bén hơn Lam Phi nhiều. Nếu Lam Phi là một thanh linh khí, vậy Lam Dương ít nhất là bán tiên khí, chưa rút ra khỏi vỏ đã khiến hắn cảm nhận được sắc bén. Nhìn thấy Lam Dương, Lương Nguyệt Hoa nhíu chặt mày hơn, trong đôi mắt đều là lo lắng. Lam Dương là thiên tài chiến đấu ở Thần Nông Tông, thực lực không phải Lam Phi có thể so sánh. Anh ta đến đây, chuyện này càng thêm phiền phức rồi. Thua, có khả năng Mạc Phàm sẽ mất mạng ở đây. Thắng, nếu Mạc Phàm giết anh em Lam gia chắc chắn sẽ nổi bão. Lam Dương gần như đã là gia chủ kế tiếp của Lam gia. Chỉ vài bước, Lam Dương liền từ ngoài 100 mét tới bên cạnh Lam Phi. Theo anh ta đến, một cơn gió như hình với bóng bao trùm xung quanh. Lam Dương, mau làm thịt tiểu tử này giúp ta. Lam Phi trừng Mạc Phàm một cái, nói. Lam Dương làm như không nghe thấy lời Lam Phi nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc sư đệ không hổ là người đứng đầu hải tuyển. Anh ta vốn không để Mạc Phàm vào mắt, chỉ là Mạc Phàm có thể hành hạ em trai anh ta và đám Liễu Mị Nhi tới chết, còn dễ dàng làm được, thực lực của Mạc Phàm đủ để anh ta coi trọng hơn. Xem ra Lam sư huynh lĩnh ngộ được tuyệt học của vô địch sư thúc rồi. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Gió bên cạnh Lam Dương không phải gió thông thường, là kết quả của việc lĩnh ngộ vô thần vô Phật vô địch đạo, nếu không chỉ dựa vào một cơn gió, cũng không có biện pháp dễ dàng loại trừ thái âm chi khí của hắn như vậy. Đạo của sư phụ ta rất cao thâm, ta chỉ học được chút gia lông, không tính là lĩnh ngộ. Lam Dương rất bình tĩnh, nhướn mày nói. Mạc Phàm không tranh cãi với Lam Dương chuyện này, một tay của hắn vươn ra, một thanh trường kiếm do phù văn màu vàng tạo thành xuất hiện trong tay hắn. Lam Dương sư huynh là tới báo thù cho Lam Phi đúng không? Nếu đúng là như vậy, thì không cần nói nhiều như thế, có thể bắt đầu. Chúng ta sẽ giao đấu, nhưng không phải ở đây. Mạc sư đệ theo ta tới vô địch cung một chuyến đi, sư phụ ta cho mời. Lam Dương bình tĩnh nói. Anh ta tới nơi này không phải tới tìm Mạc Phàm gây phiền phức, mà phụng mệnh tới mời Mạc Phàm. Chỉ là đúng lúc gặp Mạc Phàm ra tay với đám Lam Phi, lúc này mới cứu đám Lam Phi. Lam Dương, huynh không thấy cậu ta muốn giết bọn ta sao? Lam Phi hơi sửng sốt, cảm thấy khó hiểu nói. Thiếu chút nữa anh ta bị Mạc Phàm giết chết, vậy mà Lam Dương có mắt không tròng. Đúng vậy, Lam sư đệ, tiểu tử này quá vô pháp vô thiên, chỉ là một chuyện nhỏ, cũng muốn ra tay giết hết tất cả mọi người, để mặc kệ như vậy, sau này đệ tử ban đầu của Thần Nông Tông như chúng ta có đường sống hay không, chỉ có thể bị những đệ tử từ ngoài tới bắt nạt. Liễu Mị Nhi nhíu mày, bất mãn nói. Nếu phế vật Lam Phi này không phải đối thủ của Mạch Phàm, vậy thì để Lam Dương ra tay. Liễu sư tỷ, đệ tử của Thần Nông Tông cho dù là nguyên thủy hay ngoại lai, đều là đệ tử của Thần Nông Tông. Các ngươi đã có mâu thuẫn với Mạc sư đệ, vậy cùng theo ta tới vô địch cung đi, chuyện này sẽ do sư phụ ta giải quyết. Lam Dương liếc mắt nhìn đám Liễu Mị Nhi một cái, nói. Quả thật anh ta có thể ra tay với Mạc Phàm, nhưng không thể nóng lòng lúc này, sau này còn có cơ hội. Chuyện này, Liễu Mị Nhi nhíu mày, lộ vẻ do dự. Mạc Phàm biết Vạn Giang Bình, nhỡ đâu tiết lộ chuyện này cho vô địch sư thúc, chẳng phải chuyện cô ta chuẩn bị lâu như vậy sẽ hỏng hoàn toàn sao? Cô ta vẫn đang xoắn suýt, giọng nam tử họ Phùng đã truyền vào tai cô ta thông qua thần niệm. Đến vô địch cung càng tốt hơn, tiểu tử này phá thiên băng địa liệt cửu lưu tinh, vô địch sư thúc sẽ không để cậu ta qua cửa dễ dàng. Liễu Mị Nhi nhướn mày, khẽ gật đầu với nam tử họ Phùng. Vô địch sư thúc có tiếng là lưu manh, tính khí nóng nảy thì không nói, còn rất sĩ diện. Mạc Phàm đánh bại Lam Phi, thiếu chút nữa giết chết ông ta. Ngay cả tuyệt kỹ thành danh của vô địch sư thúc cũng bị Mạc Phàm phá, nếu chuyện này để vô địch sư thúc biết, vô địch sư thúc sẽ không tha cho Lam Phi,
càng không bỏ qua cho Mạc Phàm. Chuyện Vạn Giang Bình, Mạc Phàm chưa chắc đã có cơ hội nói ra, cho dù nói ra, Vô Địch Sư Thúc chưa chắc sẽ tin, cho dù phái người thăm dò cũng vô dụng, bởi vì hiện giờ Vạn Giang Bình còn chưa tên là Vạn Giang Bình. Có thể, chúng ta đi gặp Vô Địch Sư Thúc, nhưng Mạc Sư Đệ phải dẫn theo nha đầu có huyết cấm kỵ nữa. Liễu Mị Nhi nghĩ một lát, chỉ Phượng Vũ ở cửa phủ đệ Mạc Phàm nói. Huyết cấm kỵ là cấm kỵ của mỗi đại tông môn, nhất là thập đại tông môn. Tuy Thần Nông Tông là môn phái y tiên, lấy cứu sống làm nhiệm vụ của mình, nhưng không thoát khỏi quan hệ với huyết cấm kỵ. Mạc Phàm ngang nhiên nhận một người có huyết cấm kỵ làm đồ đệ, còn vì đồ đệ này mà muốn giết bọn họ, đến lúc đó Vô Địch Sư Thúc sẽ càng không bỏ qua cho Mạc Phàm. Huyết cấm kỵ. Lam Dương nhíu mày, nhìn theo ngón tay của Liễu Mị Nhi, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Phượng Vũ. Lá gan của Mạc Sư Đệ đúng là không nhỏ, vậy mà nhận dị tộc huyết cấm kỵ làm đồ đệ. Lam Dương lạnh lùng nói. Huyết cấm kỵ quá mẫn cảm, vì phòng ngừa những người này lại gieo mầm tai họa, không ai sẽ nhận những người này làm đồ đệ, càng không ai sẽ dạy bọn họ công pháp, trên cơ bản những người này đều thành nô lệ. Chuyện này có vấn đề gì sao, Thần Nông Tông không có quy định cấm nhận đệ tử huyết cấm kỵ làm đồ đệ mà. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếp trước, bởi vì hắn nhận Phượng Vũ làm đồ đệ, cũng chịu không ít nghi ngờ, thậm chí có người ra tay với hắn. Chỉ là khi đó hắn đã thành y tiên bất tử, những người khác muốn chất vấn hắn cũng cần phải suy xét danh vọng và bạn bè của hắn. Sau khi Bạch Khởi giết vài người giúp hắn, thì không còn ai dám ra tay với tiểu Phượng Vũ nữa. Hiện giờ hắn còn chưa có danh vọng, nhưng hắn đã không còn là kim đan kỳ, không như khi có danh vọng, thực lực đã vượt qua kiếp trước. Nếu Mạc Sư Đệ nói như vậy, vậy mang theo tiểu cô nương này tới Vô Địch Cung, Mạc Sư Đệ không có ý kiến đúng không? Lam Dương nhíu mày hỏi. Có thể. Mạc Phàm không do dự nói. Hắn vốn chuẩn bị tới Vô Địch Cung bái phỏng Vô Địch Sư Thúc, nếu Vô Địch Sư Thúc phái người tới mời, đúng lúc tới gặp vậy. Được rồi, mọi người đều đi theo ta. Lam Dương lạnh nhạt nói, xoay người rời đi. Đám Lam Phi lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, đi theo. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, dẫn theo tiểu Phượng Vũ, Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ đến Vô Địch Cung. Trong một tòa nhà ở Vô Địch Cung tên là Thiết Quyền Phong, cả ngọn núi nhìn như quả đấm trùng thiên, đứng thẳng tắp. Bởi vì Vô Địch Sư Thúc am hiểu quyền đạo nhất, cho nên rất hài lòng với ngọn núi này, cả ngọn núi chỉ có một tòa cung điện của ông. Hơn nửa tiếng sau, dưới sự dẫn dắt của Lam Dương, đám Mạc Phàm tiến vào ngọn núi ở Vô Địch Cung. So với phủ đệ của Mạc Phàm, quả thật Vô Địch Cung không thẹn được gọi là cung điện. Chỉ riêng đại điện bọn họ tới có thể chứa hơn ngàn người, ở giữa còn có một lôi đài trải qua tầng tầng lớp lớp trận pháp thêm vào, một lão giả bụng phệ tóc để tán loạn ngồi trên ghế tận cùng cung điện. Lão giả này nhìn lôi thôi lếch thếch, nửa nằm trên ghế, bên cạnh là mấy mỹ nữ xinh như hoa hầu hạ, một tay thỉnh thoảng vươn về phía đường cong đáng kiêu ngạo của những thị nữ này. Nhưng đôi mắt sáng chói như vì sao, thỉnh thoảng lóe lên tinh quang như bừng tỉnh thần binh. Lão giả này không phải ai khác, đúng là Vô Địch chủ nhân của Vô Địch Cung, chiến tu rất mạnh ở Thần Nông Tông. Mạc Phàm bái kiến Vô Địch Sư Thúc, Mạc Phàm nhìn thấy lão giả này, chắp tay nói. Đồng thời, những người khác cũng nhao nhao hành lễ với Vô Địch. Vô Địch nhận một chén rượu thị nữ bưng tới, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau đó vẫy tay với những thị nữ này. Thị nữ mỉm cười dịu dàng với Vô Địch, nhao nhao lùi ra ngoài. Lúc này Vô Địch mới mở mắt nhìn về phía đám Mạc Phàm, khẽ cau mày. Tiểu Dương, ta bảo con đi đưa Mạc Phàm tới, sao con mang nhiều người tới như vậy làm gì? Khởi bẩm sư phụ, lúc con đi mời Mạc Sư Đệ tới, đúng lúc thấy Mạc Sư Đệ xung đột với đám Lam Phi, nên dẫn hết tới đây, mong sư phụ xử lý một phen. Lam Dương nói thẳng. Vô Địch nhìn lướt qua đám Lam Phi, nhướng mày, trong mắt lóe lên sắc bén. Không tính là xung đột. Hẳn là bị nghiền áp đúng không, Tiểu Phi? Lúc này vết thương trên người Lam Phi đã khép lại hoàn toàn, nhưng cánh tay bị Mạc Phàm chém vẫn không dài ra, quần áo trên người thì rách nát. Trừ chuyện đó ra, trong cơ thể đám Lam Phi còn có một đạo thái âm chi khí vô cùng đặc biệt. Chỉ riêng đạo thái âm chi khí này, đã có thể lấy mạng bọn họ. Sắc mặt Lam Phi thay đổi, vội vàng quỳ một gối trên đất. Khởi bẩm sư phụ, Mạc Sư Đệ vừa tới Thần Nông Tông. Liên hủy phủ đệ của đám Liễu sư tỷ, con đi tìm Mạc Sư Đệ nói chuyện, không ngờ không địch lại Mạc Sư Đệ, nếu không có Lam Dương xuất hiện, Đồ Nhi và đám Liễu sư tỷ đã chết ở dưới tay Mạc Sư Đệ rồi, Đồ Nhi bôi nhọ uy danh của sư phụ,
mong sư phụ trách phạt. Lam Phi mới mở miệng, khóe miệng nam tử họ Phùng và Liễu Mị Nhi hơi nhếch lên. Lam Phi nhìn như đang thỉnh tội, thực ra là hắt nước bẩn hết cho Mạc Phàm. Mạc Phàm muốn ra tay giết mấy người, chuyện này là thật sao? Vô Địch nhướng mày, xác nhận lại. Vô Địch sư thúc, chuyện này vô cùng chính xác, chúng con đều có thể làm chứng, nếu không phải Lam Dương sư đệ tới đúng lúc, chúng con đã hồn lạc cửu tuyền rồi. Nam tử họ Phùng ngầm vui vẻ, nói. Chúng con chỉ tới nói chuyện về phủ đệ, Mạc sư đệ ỷ vào mình là một trong những người tham gia đại bỉ mà giết chúng con, có ý nghĩa xấu xa, mong Vô Địch sư thúc phân xử giúp chúng con. Vẻ mặt Liễu Mị Nhi ấm ức, bái lạy Vô Địch nói. Chuyện này ta sẽ phân xử giúp mấy người. Vô Địch hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói. Đa tạ Vô Địch sư thúc, mong sư thúc phải trách phạt Mạc sư đệ, tuy thần nông tông chúng ta không giết người, nhưng Mạc sư đệ lại vì giận dữ mà giết sư huynh đệ đồng môn, quá tàn nhẫn rồi, người như vậy mong sư thúc diệt trừ thì hơn, nếu không đợi một thời gian nữa, thần nông tông chúng ta sẽ xuất hiện thêm một tai họa. Trong lòng Liễu Mị Nhi vui vẻ, vội vàng nói. Vậy mà Vô Địch sư thúc đồng ý chủ trì công đạo cho bọn họ, vậy không còn gì tốt hơn. Liễu Mị Nhi vừa nói xong, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hắn nói vạn giang bình, Liễu Mị Nhi nóng lòng diệt trừ hắn là chuyện rất bình thường. Mạc Phàm không nói gì thêm, sắc mặt Lương Nguyệt Hoa thay đổi, vội vàng giải thích giúp Mạc Phàm. Liễu sư cô, người nói như vậy, không khỏi hơi quá đáng rồi, lúc Lam Phi sư thúc đánh bại giả thể của Mạc Phàm, người cũng muốn Lam Phi sư thúc lấy mạng Mạc Phàm đúng không? Tuy Lam Dương là thiên tài, Mạc Phàm đánh với Lam Dương chưa chắc không còn sức đánh một trận. Nhưng nếu những lời Liễu Mị Nhi nói đã động tới Vô Địch sư thúc tổ, Mạc Phàm sẽ phải chết không thể nghi ngờ, chỉ riêng tu vi đại thừa của Vô Địch sư thúc tổ cũng đủ giết Mạc Phàm rồi. Vô Địch sư thúc tổ không phải không che chở đồ đệ của mình, lúc Lam Dương cấp kim đan, có đệ tử một phòng ỷ vào mình là tu sĩ hóa thần, chém một tay của Lam Dương. Vô Địch sư thúc tổ không ra tay đối phó đệ tử chữ lót bất kia, mà đến thẳng phong đó, vốn là phá sơn phong đó, sau đó giáng tu vi xuống cùng cảnh giới với phong chủ của phong kia, cuối cùng đánh gãy bốn chi của sư phụ đệ tử đó, lúc này mới rời đi. Mạc Phàm chém tay Lam Phi, Vô Địch sẽ không ra tay với sư phụ của Mạc Phàm. Sư phụ của Mạc Phàm là trưởng môn, Vô Địch lỗ màng nhưng không đến mức ngu ngốc như thế, nhưng khả năng ra tay với Mạc Phàm là rất cao. Nguyệt Hoa, người nói chuyện thay đệ tử ngoại lai, sư phụ ngươi biết không? Liễu Mị Nhi nhíu mày hỏi. Liễu sư cô, chuyện này không cần ngươi quan tâm, Lương Nguyệt Hoa ta chỉ cần không thẹn với lương tâm, nếu có chuyện gì, một mình ta chịu trách nhiệm, không liên quan tới sư phụ ta. Lương Nguyệt Hoa nheo mắt, nói. Với hiểu biết của bà về Mạc Phàm sẽ không biện giải cho mình, nếu bà không nói cho Mạc Phàm một hai câu, hôm nay Mạc Phàm sẽ rất nguy hiểm. Còn đắc tội người khác hay không, chuyện này nói sau. Mạc Phàm dám vì bà và Tiểu Phượng Vũ giết đám Lam Phi, nếu ngay cả nói giúp Mạc Phàm một câu mà bà cũng không dám, vậy không phải tính cách của Lương Nguyệt Hoa bà, cũng không phải đồ đệ của sư phụ bà. Được lắm, vậy tốt nhất là ngươi nhớ kỹ. Trong đôi mắt của Liễu Mị Nhi hiện lên hung ác nham hiểm, nói. Cô ta còn chưa nói hết câu, liền cảm thấy căng thẳng. Liễu Mị Nhi, ngươi nói xong chưa? Vô Địch nhíu mày, hỏi. Vô Địch sư thúc thứ tội, là Mị Nhi quá xúc động rồi. Liễu Mị Nhi biết được mình thất thố, vội vàng nói. Vô Địch hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lương Nguyệt Hoa. Lương Nguyệt Hoa nâng cằm, thấy Vô Địch nhìn mình chăm chú thì cúi đầu, không dám nhìn thẳng Vô Địch, nhưng không cầu xin tha thứ. Vô Địch không làm khó Lương Nguyệt Hoa, ngón tay khẽ búng ra, một viên thuốc màu đỏ bay về phía Lương Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, cho ngươi viên vũ thần đan này, xem như là bồi thường việc Lam Phi đã thương ngươi, cố gắng để thăng võ đạo, một tu sĩ loại chiến đấu từ hạ giới tới tu chân giới lại say mê luyện đan, chẳng trách ngay cả đồ đệ Nguyên Anh của ta đều không phải đối thủ, tự mình suy nghĩ cẩn thận đi. Lương Nguyệt Hoa nhíu mày, vẫn nhận vũ thần đan. Đa tạ sư thúc tổ nhắc nhở, Nguyệt Hoa sẽ suy nghĩ cẩn thận. Vô Địch khẽ gật đầu, rời mắt nhìn đám Lam Phi. Có người đả thương đồ đệ của ta, ta sẽ phân xử giúp các ngươi, nhưng các ngươi thực sự cảm thấy Mạc Phàm thật sự muốn giết các ngươi sao? Vẻ mặt đám Liễu Mị Nhi ngây ngốc, trên mặt hiện lên mờ mịt. Vô Địch sư thúc đã đồng ý phân xử giúp, nhưng câu sau là có ý gì? Sư phụ, người đây là... Lam Phi cảm thấy khó hiểu hỏi. Thần nông tông chúng ta dưỡng không ít phế vật, ta cũng dưỡng một phế vật.
Vô Địch bất mãn hừ một tiếng, một tay vươn về phía đám Lam Phi. Sắc mặt đám Lam Phi thay đổi, chỉ cảm thấy trong ngực như có thứ gì muốn chui ra. Năm ngón tay của Vô Địch nắm chặt, vài đạo thái âm chi khí ngưng tụ thành phù tiễn màu đen lập tức bay từ trong cơ thể đám Lam Phi ra, trôi nổi trên tay ông ta. Dựa vào những phù tiễn này, Mạc Phàm có thể giết các ngươi bất cứ lúc nào, Lam Dương cũng không ngăn cản được. Vô Địch lạnh lùng nói. Đám Lam Phi hơi ngẩn ra, sắc mặt lập tức khó coi. Sắc mặt Lam Dương cũng thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Anh ta chỉ hủy những trường thương và tỏa liên, không phát hiện phù tiễn trong cơ thể đám Lam Phi. Đa tạ ơn cứu mạng của sư thúc. Nam tử họ Phùng nuốt nước bọt, vội vàng nói. Nếu không phải Vô Địch nhắc nhở, mạng nhỏ của ông ta chết trong tay Mạc Phàm lúc nào cũng không biết. Vô Địch không để ý những người này, đánh giá những phù tiễn này một lát, theo tay ông vung lên, mấy phù tiễn bắn về phía Mạc Phàm. Thái âm chi khí, linh khí tu vi yếu một chút, nhưng phương pháp vận dụng rất kỳ lạ, uy lực 10 phần, trả lại ngươi này, tiểu tử. Chỉ là những phù tiễn này đến trước người Mạc Phàm. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, những phù tiễn này liền hóa thành thái âm chi khí, được hắn thu vào trong cơ thể. Đa tạ sư thúc khích lệ. Trên người ngươi hẳn là còn có thái dương chi khí đúng không, còn vận dụng pháp môn tương tự. Vô Địch khẽ búng tay, một đạo kình khí bắn vào tay cụt của Lam Phi. Trong tay cụt, từng đạo phù văn màu vàng bay ra. Lúc này tay cụt của Lam Phi không dài ra mới nhanh chóng khôi phục, nhanh chóng dài đủ một tay. Nếu không có thái dương chi khí, tay của Lam Phi đã sớm khôi phục rồi. Chuyện gì cũng không thể gạt võ đạo chân nhãn của sư thúc. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Vô Địch sư thúc thành võ đạo, cộng thêm diễn thiên thần quyết cũng có thành tựu, cho nên tu thành một đôi võ đạo chân nhãn, phương diện võ đạo gần như đều trốn không thoát khỏi mắt Vô Địch sư thúc. Không chỉ nhìn thấu phương pháp hắn sử dụng, cũng có thể nhìn thấu lỗ hổng và sơ hở của hắn. Vậy mà ngươi còn biết võ đạo chân nhãn của ta, để ta xem rốt cuộc ngươi là ai. Vô Địch nhớn mày, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Không có mấy người biết võ đạo chân nhãn, Mạc Phàm là người không có bối phận. Ông vốn rất tò mò thân phận của Mạc Phàm, một tiểu tử từ hạ giới tới, lại đan thành cửu pháp, không chỉ có khí thức của tạo hóa môn, còn có được pháp môn sử dụng thái dương thái âm, tuy còn chưa thuần thục, nhưng không phải cơ duyên người bình thường có thể có. Tu sĩ thông thường, có thể tu hành một cái trong thái âm thái dương đã không tệ rồi. Cho dù tu thành, cũng ít người tìm được pháp môn xứng đôi để sử dụng, Mạc Phàm đều có toàn bộ. Hơn nữa uy lực cũng không tệ lắm. Nếu không đã không phá được tuyệt kỹ thành danh của ông. Hiện giờ Mạc Phàm còn biết cả võ đạo chân nhãn của ông, vậy thì càng phải điều tra về Mạc Phàm. Ông vươn một tay ra, hai ngón tay khẽ lướt qua, một đạo quang mang bắn nhanh mà ra, chiếu vào mi tâm Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt, đã tới mi tâm của Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, cũng không phản kháng. Nếu sư thúc muốn nhìn, vậy thì xem đi. Chùm tia sáng kia không có bất luận thứ gì ngăn cản, tiến vào trong mi tâm của Mạc Phàm. Nhưng mà, không đợi Vô Địch thấy gì, chỗ mi tâm Mạc Phàm, một chữ phong màu bạc xuất hiện, đẩy chùm tia sáng của Vô Địch ra ngoài. Là số tiểu tử vô phong kia. Vô Địch nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra, hỏi. Trong chữ phong, giọng vô phong vang lên. Vô Địch sư huynh đúng không, thân thế của Mạc Phàm huynh đừng tra xét nữa, sẽ không thành công đâu. Giọng nói bình tĩnh, mang theo bá đạo và tự tin, cũng khiến sắc mặt đám Lam Phi khó coi. Sao bọn họ có thể không biết Vô Phong sư thúc, người lĩnh ngộ diễn thiên thần quyết nhiều nhất ở Thần Nông Tông? Nếu không phải vợ Vô Phong sư thúc chúng thất sinh thất thế chú, vị trí trưởng môn đã của Vô Phong sư thúc, vậy mà Mạc Phàm có quan hệ với Vô Phong sư thúc, còn khiến Vô Phong sư thúc ra mặt. Trong chớp mắt, tâm tình của Liễu Mị Nhi, nam tử họ Phùng chìm vào đáy cốc. Sắc mặt Lam Phi cũng không tốt hơn chỗ nào, tuy thế lực Lam gia lớn, nhưng kém so với Vô Phong sư thúc. Thậm chí trưởng môn Vô Cực đạo nhân, cũng không hạn chế được Vô Phong sư thúc. Lúc sắc mặt đám Liễu Mị Nhi khó coi, Vô Địch hừ một tiếng. Vô Phong, tính tình của tiểu tử đệ lại tăng không ít đâu. Vậy huynh có thể thử xem, phá giải phong ấn của ta, không chỉ có thể nhìn thấy trí nhớ của Mạc Phàm, sau này huynh cũng có thể vô câu vô thúc như ta. Vô Phong lạnh nhạt nói, diễn thiên thần quyết là công pháp cao nhất của Thần Nông Tông, tham ngộ càng nhiều tự do cũng càng cao. Có thể phá giải phong ấn của ông, nói lên mức độ tham ngộ diễn thiên thần quyết cao hơn ông.
đệ nghĩ rằng ta ngốc như đệ, sẽ chơi thứ mình không am hiểu gì à, tham ngộ diễn thiên thần quyết của ta không bằng đệ, nhưng nếu đánh nhau, đệ cộng thêm vô cực sư huynh cũng không phải đối thủ của ta. Vô địch rất không phục nói. Vô phòng định ra phòng ấn, ông cứ cố chấp phá giải, 100% là lãng phí thời gian. Vậy cần tham ngộ diễn thiên thần quyết của huynh đủ cao mới được, hơn nữa phải có tiên khí, nếu không một mình ta dư giả. Vô phòng nói với vẻ khinh thường. Xú tiểu tử, ta thấy đệ ngứa ra rồi, ta nghe nói đệ có phương pháp hiệu quả, đợi đệ chữa trị cho vợ mình xong, xem ta thu thập đệ trước mặt vợ đệ thế nào. Vô địch hừ lạnh một tiếng, nói. Lúc đó, ta cảm thấy huynh càng không có cơ hội, cứ thế nhé, bây giờ ta còn có việc cần hoàn thành, huynh dừng tay là được, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vô phong không nói nhiều lời vô nghĩa với vô địch, trên chữ phong đại phóng hào quang màu bạc. Đạo quang trên đầu ngón tay vô địch, trực tiếp tắt đi dưới quang mang chữ phong. Chữ phong chớp lóe, lại biến mất trong mi tâm mạc phàm. Vô địch bĩu môi, rất khó chịu. Cả thần nông tông không có mấy người khiến ông kiêng kỵ. Cơ bản sư thầy của ông đều đã mọc cánh thành tiên phi tiên rồi, những người khác ít khi xuất hiện. Còn lại hai người, một người là Vô Phong, người còn lại là Vô Cực, hai người một người thiên phú về diễn thiên thần quyết cao hơn ông, một người thì y đạo cao hơn. Ông khó mà giải được diễn thiên thần quyết của Vô Phong, tuy ông là đại thừa võ đạo, nhưng Vô Phong hoàn toàn có thể theo diễn thiên thần quyết áp chế ông. Loại cảm giác có lực, thần hồn lại bị khống chế này, khiến người ta tức tới mức nghiến răng. Vô Cực vốn không ra tay với ông, một số y pháp, y đạo trận đã khiến cả người ông không thoải mái, còn chưa ra tay tay đã mềm nhũn rồi. Ông chỉ bĩu môi, vẻ mặt khôi phục như thường. Ông bị hai người áp chế không phải ngày một ngày hai, sớm đã quen rồi. Tiểu tử ngươi được lắm, đồ đệ của Vô Cực sư huynh, Vô Phong sư đệ cũng thành chỗ dựa của ngươi, nhưng cho dù như vậy, cũng không thể bắt nạt đồ đệ của ta. Ánh mắt vô địch phát lạnh, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám Lam Phi nghe thấy lời vô địch nói, khuôn mặt vốn khó coi, lập tức hiện lên vui mừng. Có Vô Phong sư thúc làm chỗ dựa, bọn họ gần như đã từ bỏ rồi. Vô Phong sư thúc ngay cả vô địch sư thúc đều không e ngại gì, nếu bọn họ giết Mạc Phàm, gặp tao ương là bọn họ. Nhưng vậy mà vô địch sư thúc không định tha cho Mạc Phàm, quá tốt rồi. Vẻ lo lắng xuất hiện trên mặt Lương Nguyệt Hoa. Vô địch sư thúc muốn thế nào? Mạc Phàm giống như đã dự đoán được, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Vô địch sư thúc có tiếng là lưu manh, ông sẽ không vì lời Vô Phong sư thúc nói mà buông tay. Ngươi là người tham gia đại bỉ đúng không? Vô địch hỏi. Không sai. Mạnh Bất Đồng từng nói với ngươi rồi đúng không? Chiến kỹ của ngươi sẽ do ta huấn luyện. Nếu không gặp Lam Phi sư huynh, con sẽ tự mình đến bái phỏng vô địch sư thúc. Mạc Phàm gật đầu nói. Rất tốt, người đã biết rồi, vậy ta không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, con người ta rất công bằng, ngươi làm đồ đệ ta bị thương, tuy nó rất vô dụng, nhưng không phải ai cũng có thể ra tay với nó, ra tay thì phải trả đại giá. Vô địch tự rót cho mình một chén rượu, nói. Vô địch sư thúc, con đều biết thói quen của sư thúc nói thẳng quy củ lần này đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếp trước hắn tiếp xúc với vô địch sư thúc không nhiều, nhưng vẫn biết một số quy củ của vô địch sư thúc. Nếu có người chọc ông sẽ định ra một số quy củ, dựa theo quy củ là được. Một đồ đệ của ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta còn một đồ đệ khác, đồ đệ này còn là anh trai của đồ đệ kia, hai người đánh một lát, không sử dụng bất luận bảo cụ gì, không thể sử dụng bí pháp, cũng không thể sử dụng linh khí, thần hồn và khí thức chi lực, dùng võ kỹ thuần túy để khiêu chiến. Nếu ngươi thắng, chuyện này dừng ở đây, ngươi có thể cùng Tiểu Dương tiến vào võ đạo trì. Nếu ngươi thua, ta không biết Tiểu Dương sẽ thương tổn ngươi tới mức nào, cũng sẽ không ra tay can thiệp. Ta cũng không đảm bảo Tiểu Dương không giết ngươi, ngoài ra, ngươi cũng mất đi cơ hội tiến vào võ đạo trì. Vô địch nói. Võ đạo trì. Nghe thấy mấy chữ này, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Võ đạo trì là một bảo địa cực phẩm của thần Nông Tông, do vô địch sư thúc thủ hộ giả. Nghe nói nơi này do một tiền bối võ đạo sáng tạo ra. Không ai biết chất lỏng chảy bên trong là gì, nhưng được gọi là võ đạo chi lưu. Thứ này không chỉ rèn luyện cơ thể võ giả, khiến cơ thể võ giả nâng cao một bước. Ngâm ở bên trong, muôn vàn võ đạo sẽ xoay chuyển trong thần hồn. Nghe nói võ đạo của vô địch sư thúc là lĩnh ngộ trong võ đạo chi lưu này. Bởi vì võ đạo chi lưu quá chân quý, trừ phi gặp được thiên tài võ đạo,
nếu không sẽ không mở cho người ta sử dụng. Đại bỉ tông môn lần trước, võ đạo chỉ không được mở ra, để đệ tử tham gia đại bỉ đề thăng thực lực. Lần này lại có cơ hội tiến vào võ đạo trì. Phải biết rằng tiến vào trong võ đạo trì, nếu có thể lĩnh ngộ võ đạo, sau này có khả năng trở thành người như vô địch sư thúc, cơ hội tốt như vậy không phải mỗi người đều có. Mạc Phàm cũng nhướng mày, tất nhiên là hắn có biết sự tồn tại của võ đạo trì. Chỉ là không ngờ tới, vậy mà vô địch sư thúc lấy võ đạo trì ra. Nơi này, hình như kiếp trước chỉ có mình Lam Dương đi vào, hắn không biết vì sao, hình như vọng cơ sư huynh không đi vào. Cụ thể là nguyên nhân gì hắn cũng không biết. Cơ thể của ngươi đã xem như rất mạnh, nhưng chỉ là rèn luyện huyết dịch, xương cốt và cơ thể bên ngoài, lục phủ ngũ tạng còn rất yếu ớt, nếu có thể đi vào võ đạo trì, lục phủ ngũ tạng của ngươi sẽ tiến thêm một bước rèn luyện, nếu ngươi dựa theo lời ta nói, ngươi có khả năng mất đi cơ hội tiến vào võ đạo trì, nếu ngươi từ chối, cũng có thể tiến vào võ đạo trì, nhưng do ta tới trừng phạt ngươi, ngươi có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn gì. Để ngăn cản cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong là ta, thế nào? Vô địch lại nói tiếp. Vô địch vừa nói xong, đám Liễu Mị Nhi lại đắc ý hơn. Chỉ đánh giá võ kỹ, chắc chắn Mạc Phàm không phải đối thủ của Lam Dương. Mạc Phàm có thể đánh bại Lam Phi, chỉ là dựa vào Thái Dương và Thái Âm chi lực kỳ lạ, phương diện võ kỹ không được tốt. Mạc Phàm đấu với Lam Dương, chỉ biết càng không đỡ nổi một kích. Còn loại lựa chọn thứ hai càng không có khả năng. Cho dù vô địch sư thúc giảm thực lực xuống Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ dựa vào võ đạo cũng có thể một quyền giết Mạc Phàm, cho dù không chết cũng sẽ bị phế. Tóm lại, mặc kệ Mạc Phàm chọn thế nào, đều xong cả rồi. Mạc Phàm nhíu mày, do dự một lát. Quả thật cơ thể hắn cần tiến thêm một bước nữa, từ khi hắn triển khai thứ thể châm, cơ thể chưa từng được rèn luyện, trái lại thiên kiếp có thể khiến cơ thể hắn mạnh hơn trước một chút, nhưng không tăng lên một tầng. Bởi vì luôn bận rộn chuyện này, hắn không tìm nguyên liệu luyện chế thứ phủ châm. Võ đạo chi lưu trong võ đạo trì, quả thật là thứ tốt thay thế thứ phủ châm. Con có thể dựa theo lời sư thúc nói so với Lam Dương sư huynh, nhưng con có thêm một điều kiện. Mạc Phàm nghĩ một lát, nói. Chưa có ai dám nói điều kiện với ta, nhưng nể mặt ngươi tìm được phương pháp giải trừ thất sinh thất thế chú cho tiểu tử vô phong kia, ta có thể cho ngươi nói một điều kiện, nhưng chưa chắc ta sẽ đồng ý, ngươi nói đi. Vô địch nhướng mày nói. Mặc kệ thắng thua, bọn họ đều không thể ra tay với người bên cạnh con. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Những người này làm gì hắn cũng không sao cả, hắn có đủ biện pháp ứng phó. Nhưng Lương Nguyệt Hoa, Mạnh Vô Kỳ và Tiểu Phượng Vũ thì không được. Nhất là Tiểu Phượng Vũ, thân phận của cô quá mẫn cảm. Chuyện này. Vô địch nhíu mày, nhìn về phía đám Liễu Mị Nhi. Có thể, nhưng tiểu nha đầu có huyết cấm kỵ. Thêm cả nha đầu này vào thì không được tốt lắm đâu. Nam tử họ Phùng nghĩ một lát, hỏi. Huyết cấm kỵ. Vô địch nhìn thoáng qua Tiểu Phượng Vũ, chân mày cau lại. Tiểu tử, chuyện của ngươi nhiều thật. Sư thúc rất khó làm được sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Nếu ngươi có thực lực như ta, không có gì khó làm, nhưng ngươi không có, như vậy đi, nếu ngươi dựa theo lời ta nói thắng được Tiểu Dương. Sau đó lại đỡ được một quyền Nguyên Anh đỉnh phong của ta không chết không phế, thứ này sẽ là của ngươi, có thứ này trong tay, không có ai ở Thần Nông Tông dám ra tay với người bên cạnh ngươi, bao gồm cả tiểu nha đầu kia. Vô địch nghĩ một lát, lấy một ngọc bài ra nói. Ngọc bài không trải qua tạo hình và mài, chỉ khắc họa hai chữ rất đơn giản, vô địch. Sư thúc, như vậy không hay lắm đâu. Nam tử họ Phùng nhìn thấy lệnh bài kia, cau mày nói. Lệnh bài này là thủ ngọc của vô địch sư thúc, có ngọc bài này thì đại biểu vô địch sư thúc ở đây, người này được vô địch sư thúc bảo hộ. Người Phùng gia đều có thể quản việc của ta sao? Vô địch nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Không dám. Sắc mặt nam tử họ Phùng thay đổi, vội vàng nói. Vậy là được rồi, tiểu tử, ngươi còn muốn bảo vệ tiểu nha đầu kia không? Vô địch lạnh lùng liếc nam tử họ Phùng một cái, tiếp tục hỏi. Trong cung điện. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Liễu Mị Nhi định nói gì đó, nhưng bị Lam Phi ngăn cản. Sư phụ anh ta quyết định, ai tới cũng không thay đổi được. Ngoài ra sư phụ anh ta nói ra hai điều kiện, Mạc Phàm gần như không có khả năng thành công. Nhất là lựa chọn sau, trong đồng cấp, ông phóng thích còn chưa từng bại người nào, trong đó bao gồm vô phong sư thúc và vô cực sư bá hiện giờ vượt qua ông. Cho nên bọn họ nhìn là được. Mạc Phàm. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Lương Nguyệt Hoa do dự một lát,
vẫn nói. Bà không biết nên làm gì bây giờ, nhưng cho dù là vì Tiểu Phượng Vũ, hay là vì Mạc Phàm, đều phải suy nghĩ cẩn thận. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, mỉm cười với Lương Nguyệt Hoa, đi về phía lôi đài ở giữa cung điện. Lôi đài không rộng, chỉ to bằng lôi giải quyền anh. Nhưng Mạc Phàm vừa đi vào bên trong, phóng mắt nhìn, lôi đài lập tức biến thành có đường kính một cây số. Sư thúc, trên người con có quá nhiều thứ, tháo toàn bộ quá phiền phức, không bằng như vậy, con đỡ một quyền của sư thúc trước, nếu con thắng, thủ ngọc của sư thúc thuộc về con, chúng ta lại tiến hành hạng mục tiếp theo, nếu con thua, kết thúc hoàn toàn, thế nào? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hửm. Vô Địch nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nam tử họ Phùng và Liễu Mị Nhi cũng sửng sốt, sau đó tươi cười xuất hiện trên mặt bọn họ. Mạc Phàm đã trúng một quyền của Vô Địch sư thúc, thua không chết thì phế, thắng e rằng cơ thể cũng chịu thương tổn không nhẹ. Khi đấu với Lam Dương, khả năng bị đánh tàn phế cao hơn nữa. Nếu là bọn họ lựa chọn, chắc chắn bọn họ sẽ chọn Vô Địch sư thúc sau. Thắng một lát, còn có thể tiến vào võ đạo trì. Nếu không được, từ bỏ đỡ một quyền của Vô Địch sư thúc, chẳng qua là từ bỏ một tiểu nha đầu có huyết cấm kỵ mà thôi, không ảnh hưởng tới toàn cục. Hiện giờ một khi Mạc Phàm thua, sẽ thua toàn bộ. Tiểu tử, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy à, thắng Tiểu Dương tử, ngươi còn có thể từ bỏ, thắng ta, tổn thất ngươi từ bỏ sẽ lớn hơn nhiều, tuy ngươi thắng ta gần như không có khả năng, nhưng ngươi thắng ta lại thắng Tiểu Dương thì không có chút khả năng nào. Vô Địch lạnh giọng hỏi. Nếu sư thúc cảm thấy không nắm chắc một quyền sẽ đánh ngã ta, ta có thể đổi lại. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, đám Liễu Mị Nhi nhướn cao mày. Khẩu khí này của Mạc Phàm, đúng là muốn chết. Vô Địch sư thúc vốn có thể nương tay, những lời này của Mạc Phàm đã phá hỏng con đường này rồi. Lam Dương nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Mạc sư đệ, không thể vô lễ với sư phụ ta như vậy. Trưởng môn Vô Cực đạo nhân cũng rất khách sáo với sư phụ anh ta, chỉ có Vô Phong sư thúc dám nói chuyện với sư phụ anh ta như vậy, Mạc Phàm là một tiểu bối cũng dám nói với sư phụ anh ta như thế. Không sao, khẩu khí của tiểu tử này lớn thật, sư phụ ngươi cũng không lớn gan như ngươi đâu, những sư huynh của ngươi cũng như vậy, ngươi đã nói như vậy rồi, ta sẽ làm như ngươi mong muốn, tu vi của ta quá mạnh, giáng tu vi xuống Nguyên Anh đỉnh phong cần 10 tức thời gian, ngươi có 10 tức để chuẩn bị. Trong mắt Vô Địch lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Những lời này vừa vang lên, ông xuất hiện trong lôi đài. Vẻ mặt mọi người đều lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn về phía Mạc Phàm. Vô Địch sư thúc ra tay, rất ít người có thể nhìn thấy, trăm năm cũng không gặp được một lần. Tiểu tử, bắt đầu, người thắng, người có thể khoe khoang với sư phụ ngươi 100 năm, người thua, ta có thể khoe khoang với sư phụ ngươi 100 năm. Vô Địch cười mỉa nói. Sư thúc, bắt đầu đi. Mạc Phàm lắc đầu cười, khẽ nói. Thình thịch, Vô Địch không trả lời, âm thanh như tim đập vang lên trên người ông. Âm thanh này vừa vang lên, trong chớp mắt khí tức khủng bố trên người Vô Địch được nạp vào trong cơ thể rất nhiều. Thình thịch, tiếng tim đập tiếp tục, cơ thể Vô Địch lại chấn động, khí tức lại giảm xuống. Mạc Phàm cũng không nhàn rỗi, theo tiếng tim đập vang lên trên người Vô Địch sư thúc. Đệ nhất tức, tạo hóa bất diệt ấn ở trên người hắn sáng lên. Một tầng hào quang màu bạc xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Đệ nhị tức, huyền thiên băng giáp xuất hiện trên người hắn. Đệ tam tức, thái âm chi khí hình thành một khu vực hình vòng tròn trước người hắn, phía trên tràn đầy phù văn. Đệ tứ tức, thái dương chi khí ngưng tụ thành một nhà giam màu vàng. Bố trí xong những thứ này, Mạc Phàm không sử dụng thứ khác. Hắn chậm rãi nằm sấp xuống, đạo văn tương tự nhất thế vô song như còn sống, xuất hiện ở trong tay hắn, bơi về phía Vô Địch. Có tổng cộng 5 loại, mỗi một loại có hình dạng khác nhau. Đường vân của 5 loại này kết thành 5 ký hiệu dưới chân Vô Địch, 5 ký hiệu lại ngưng tụ thành một loại đồ án như trận pháp, quang mang nhạt sáng lên trên đồ án này. Đây là... Bên ngoài lôi đài, đám Lam Phi nhìn trận pháp trong tay Mạc Phàm, nhao nhao lắc đầu. Bọn họ không biết trận pháp của Mạc Phàm là gì, nhưng đối với Vô Địch sư thúc trận pháp đều phải chết. Ở trước mặt chiến tu cao như Vô Địch sư thúc, chỉ có thể trông cậy phòng ngự của mình, một đống phòng ngự bảo mệnh là được. Tác dụng của bảo cụ không lớn, càng không nói dùng trận pháp ảnh hưởng tới Vô Địch sư thúc. Nếu trận pháp này có thể ảnh hưởng tới Vô Địch sư thúc, vậy Vô Địch sư thúc không phải Vô Địch võ đạo rồi. Tiểu tử này thua chắc. Lam Phi cười mỉa nói.
Nam tử họ Phùng và Liễu Mị Nhi cũng cười, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Vô Địch thì khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Những người khác không biết đây là gì, nhưng ông biết rất rõ, trước đây cũng thường thấy. Đây là y đạo trận, trưởng môn sư huynh thường sử dụng nó. Dưới thứ này, trong số người ông không địch nổi lại có thêm một người. Ở Thần Nông Tông có không ít người sử dụng y đạo trận, nhưng cơ bản đều là hợp đạo hoặc sau hợp đạo. Mạc Phàm là một tiểu tử nguyên anh kỳ, vậy mà có thể sử dụng y đạo trận, hơn nữa một hơi là năm cái khác nhau hoàn toàn. Lúc này, trong số đệ tử ông biết có thể sử dụng y đạo trận, dùng hai y đạo trận đã tính là không tệ rồi. Chỉ là nghĩ một lát, Vô Địch thoải mái hơn. Người giải trừ được thất sinh thất thế chú, nếu y đạo quá kém, vậy mới không bình thường. Chẳng qua ông nghĩ Mạc Phàm đơn giản quá rồi, xem nhẹ khả năng Mạc Phàm có thể sử dụng y đạo trận. Tiểu tử, trái lại ta nghĩ ngươi quá đơn giản rồi, nếu là ta lúc nguyên anh kỳ, quả thật không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ thì khác. Vô Địch thản nhiên nói. Khi ông ở nguyên anh kỳ chỉ lĩnh ngộ thiên băng địa liệt cửu lưu tinh, còn chưa lĩnh ngộ được vô thần vô Phật vô địch đạo. Dựa vào thiên băng địa liệt cửu lưu tinh, có thể phá phòng ngự của Mạc Phàm, nhưng không thể phá được y đạo trận của Mạc Phàm. Cho ngươi thử xem trạng thái Vô Địch vậy. Tới 10 tức, Vô Địch đã giảm tu vi xuống còn nguyên anh kỳ. Ý niệm của ông vừa động, một làn gió mát lạnh xuất hiện, y đạo trận dưới chân ông nhạt đi. Tuy không đánh tan hoàn toàn, nhưng cảm giác khiến ông không thoải mái đã ít đi nhiều. Chân của ông nâng lên, đến luôn bên cạnh Mạc Phàm, hai chữ truyền từ miệng ông ra. Vô Địch, một quyền không vật không phá đánh về phía nhà giam màu vàng trước người Mạc Phàm. Răng rắc, nhà giam màu vàng mà Lam Phi không thể phá, như giấy dưới tay Vô Địch, nghiền nát theo tiếng. Quả đấm rơi xuống tầng sáng màu đen, tầng sáng vỡ nát theo. Bán tiên khí, tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ, nhưng lui ra cho ta. Trên tay Vô Địch lóe lên hào quang màu xám, huyền băng thiên giáp trên người Mạc Phàm biến mất không thấy, quả đấm khắc lên ngực Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi thua rồi. Vô Địch lạnh lùng nói. Sư thúc chưa thấy được rồi, sư thúc không ma diệt được y đạo của sư phụ con, y đạo của con cho dù có vô thần vô Phật vô địch đạo, cũng không dễ ma diệt như vậy đâu. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Y đạo của hắn không kém sư phụ, Vô Địch muốn ma diệt y đạo của hắn, không đơn giản như vậy. Hửm. Vô Địch nhìn thoáng qua dưới chân, năm y đạo trận bị ông ma diệt xuất hiện dưới chân ông. Vô Địch nhíu mày, cảm giác suy yếu, suy bại, vô lực lập tức xuất hiện. Trong chớp mắt lực toàn thân ông tiêu hao hơn nửa. Ông muốn thêm mấy phần lực lượng, nhưng quả đấm đã tới người Mạc Phàm. Ánh sáng tỏa ra, quyền kình mang theo phá hoại chi lực của võ đạo như đạn quỹ đạo bắn mà ra. Trên người Mạc Phàm chớp lóe hào quang màu bạc, sau đó ảm đạm hoàn toàn. Cả người hắn như đạn bay ra khỏi nòng súng, bay thẳng ra ngoài, đập vào cột ven lôi đài. Vết dạn lấy ngực hắn làm trung tâm, lan ra toàn thân hắn. Không đợi cơ thể hắn tứ phân ngũ liệt, một y đạo trận cuối cùng trở nên sáng lên, miệng vết thương lập tức dừng khuếch tán tiếp. Xoẹt, trái lại tiếng lụa bị xé vang lên trên người Vô Địch. Huyền y trên người ông văng tung tóe, miệng vết thương xuất hiện trên người, máu tươi chảy ròng ròng. Ven lôi đài, Mạc Phàm lau máu tươi ở khóe miệng, chậm rãi đứng dậy. Y đạo trận ở ngực đại phóng hào quang, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, tuy không biến mất hoàn toàn. Vết thương ở ngực cũng không thể hồi phục như cũ, nhưng vấn đề không lớn lắm. Sư thúc, hẳn là tính ta thắng rồi. Mạc Phàm vươn một tay ra, nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, mọi người ở đây lập tức sửng sốt. Mạc Phàm thắng sao? Lam Phi cảm thấy khó có thể tin nói. Toàn bộ thứ trên người Mạc Phàm bị sư phụ anh ta phá, vậy mà một quyền không thể phế đi Mạc Phàm. Cậu ta thắng rồi. Lam Dương gật đầu. Nếu kình khí của một quyền vừa rồi khuếch tán, Mạc Phàm sẽ bị phế hoàn toàn. Nhưng Mạc Phàm không chỉ khống chế được khí kình, còn khiến uy lực chuyển rời lên người sư phụ anh ta, khiến sư phụ anh ta bị thương, Mạc Phàm không chỉ thắng, còn thắng rất vẻ vang. Chuyện này, sắc mặt đám Lam Phi, Liễu Mị Nhi lập tức khó coi. Nhưng cậu ta bị thương không nhẹ, không đủ chiến lực đấu với ta rồi. Lam Dương bổ sung thêm. Vết thương ở ngực Mạc Phàm không một hai tháng đừng mơ khôi phục, giống như sư phụ anh ta không có biện pháp ma diệt y đạo trận của Mạc Phàm, võ đạo của Mạc Phàm không đủ, cũng không ma diệt được một quyền võ đạo của sư phụ anh ta. Mạc Phàm bị thương, chỉ so chiến kỹ,
Mạc Phàm không bằng anh ta. Vậy sao? Nghe Lam Dương giải thích, lúc này sắc mặt mấy người mới tốt hơn. Chỉ cần Mạc Phàm bị thương là được, như vậy kế tiếp còn Lam Dương. Y đạo của Mạc Phàm có thể thành trận, nhưng kế tiếp Mạc Phàm không thể sử dụng y đạo trận, những ưu thế này của hắn không còn sót lại gì. Vậy mong Lam Dương sư đệ nhất định phải xả cơn giận này cho bọn ta. Liễu Mị Nhi rời mắt, nhỏ giọng nói. Vẻ mặt Lam Phi nghiêm khắc, cũng nhìn Lam Dương. Lam Dương nhíu mày, nhìn thoáng qua Mạc Phàm trên đài, gật đầu. Vậy đa tạ Lam Dương sư đệ. Trong lòng Liễu Mị Nhi vui vẻ, vội vàng nói. Có những lời này của Lam Dương, vậy không còn gì tốt hơn. Tuy không thể giết Mạc Phàm, nhưng phế Mạc Phàm cũng được, muốn diệt một phế nhân, lại đơn giản hơn nhiều. Lúc mấy người nói nhỏ, trên lôi đài, Vô Địch nhíu mày, vết thương trên người và quần áo khôi phục như thường. Tiểu tử, y đạo trận dùng không tệ, ngươi thắng, cho ngươi thứ này, ra ngoài đừng có mà khoe khoang, nếu không lần sau đừng để ta đụng phải ngươi. Vô Địch lấy thủ ngọc ra ném cho Mạc Phàm, rất khó chịu nói. Đây là tình huống ông sử dụng vô thần vô Phật vô địch đạo, không chỉ không khiến Mạc Phàm trọng thương, trái lại bị Mạc Phàm làm trọng thương. Nếu nói chuyện này ra, sau này ông làm người thế nào? Đa tạ sư thúc thủ hạ lưu tình. Mạc Phàm nhận thủ ngọc, cười nhạt. Vô Địch nói áp tu vi đến Nguyên Anh đỉnh phong, thực ra là áp đến Nguyên Anh sơ kỳ, nếu không thương tổn trên người hắn đã không chỉ một chút như vậy. Y đạo của hắn không kém sư phụ nhiều. Nhưng võ đạo và diễn thiên thần quyết đều kém xa, sư phụ hắn có lực áp Vô Địch sư thúc, hắn có thể duy trì vết thương nhẹ đã xem như không tệ rồi. Hừ, Vô Địch hừ lạnh một tiếng, cũng không cảm kích, quay về ghế của mình. Mạc Phàm rời khỏi lôi đài theo, đi đến bên cạnh Tiểu Phượng Vũ. Thủ ngọc này gia công rất khác biệt, gần như không chỉ tượng trưng cho Vô Địch sư thúc, bên trong còn có một đạo thần hồn của Vô Địch sư thúc, một khi có người uy hiếp tới người cầm ngọc. Vô Địch sư thúc sẽ lập tức cảm nhận được. Với tu vi đại thừa của sư thúc, mượn ngọc bài có thể giết chết phần lớn tu sĩ khác. Có thứ này ở đây, Tiểu Phượng Vũ an toàn rồi. Mang theo thứ này, sau này ít ai dám bắt nạt ngươi. Mạc Phàm đưa thủ ngọc cho Tiểu Phượng Vũ, để cô đeo lên cổ. Nơi này của ngươi không sao chứ? Tiểu Phượng Vũ không để ý tới thủ ngọc, chỉ ngực Mạc Phàm hỏi. Chút thương tổn đó so với chuyện của ngươi, không tính là gì. Mạc Phàm cười khinh thường, nói. Tạm thời chút thương tổn đó của hắn không thể chữa trị, nhưng không tính là gì đối với hắn. Có thể dùng chút thương tổn ấy lấy thủ ngọc của Vô Địch sư thúc, cũng đáng. Theo hắn biết, Vô Địch sư thúc có tổng cộng 3 khối thủ ngọc, Lam Dương thân là đồ đệ đứng đầu của Vô Địch sư thúc, trên người không có một khối. Tiểu tử, đừng ở đây nói linh tinh nữa, có thể bắt đầu rồi, người phải hoàn hảo từ nơi này ra ngoài, còn đánh bại đồ đệ của ta. Vô Địch có chút không kiên nhẫn nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, sờ đầu Tiểu Phượng Vũ, xoay người quay về lôi đài. Chuyện của Tiểu Phượng Vũ xem như đã giải quyết xong, còn lại là giải quyết chuyện của hắn rồi. Vô Địch liếc mắt ra hiệu với Lam Dương cúi đầu với Vô Địch, đi theo lên lôi đài. Tay Vô Địch khẽ búng, một đạo quang bay từ đầu ngón tay ông ra. Đạo quang này vừa tới lôi đài, một phân thành hai, nhập vào trong cơ thể Mạc Phàm và Lam Dương. Hai người không chống đối, cũng không để bọn họ chống đối, linh khí, khí huyết chi lực, thần thức và nhẫn chữ vật của bọn họ đều được. Phong lại, chỉ trong chớp mắt, nếu không phải cơ thể cường hãn hơn một chút, hai người gần như không khác người bình thường. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, hiện giờ ngươi không có bất luận ưu thế gì. Vô Địch nhắc nhở, tinh khí thần bị phong, chỉ có thể dựa vào chiến kỹ thuần túy, điểm này ông tin tưởng Lam Dương 10 phần. Từ nhỏ Lam Dương đã là thiên tài chiến đấu. Mạc Phàm thì khác, y đạo của Mạc Phàm cao siêu như vậy, võ đạo sẽ rất yếu. Mạc Phàm không trả lời, rời mắt nhìn Lam Phi ở bên ngoài lôi đài. Lam Phi, ngươi cũng lên đây đi, chỉ liều mạng chiến kỹ với huynh trưởng ngươi, có chút bắt nạt anh ta. Hửm, cái gì? Ở đây, cho dù là Vô Địch, hay là Mạnh Vô Kỳ và Lương Nguyệt Hoa, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Trên người Mạc Phàm đã bị thương không nhẹ, đối phó mình Lam Dương đã rất khó khăn. Lam Phi thua trên tay Mạc Phàm, nhưng nếu so về chiến kỹ, Mạc Phàm ngay cả Lam Phi đều chưa chắc đã là đối thủ, càng không nói tới Lam Dương. Mạc Phàm muốn thêm Lam Phi, hai anh em cùng ra tay, Mạc Phàm đây là tự tìm đường chết. Lam Dương hơi híp mắt, sắc bén trong mắt lại thịnh hơn nhiều. Anh ta không lập tức ra tay,
cũng không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng đánh giá Mạc Phàm. Mạc sư đệ, người biết người đang nói gì không? Lam Phi và Liễu Mị Nhi nhìn thoáng qua nhau, cười mỉa nói. Để anh ta đi lên, anh ta cầu còn không được. Anh ta vẫn lo lắng Lam Dương không chịu ra tay tàn nhẫn, lần này thì hay rồi, Lam Dương sẽ không lưu tình. Ngoài ra nếu anh ta đi lên, đúng lúc để Mạc Phàm hối hận cả đời. Hiện giờ Mạc Phàm tự mình tìm tới cửa, vậy quá tốt rồi. Không chỉ như vậy, Mạc Phàm làm vậy cũng sẽ chọc giận sư phụ anh ta. Anh ta từng gặp không ít người chọc giận sư phụ anh ta, nhưng không một ai có kết cục tốt. Chỉ là bọn họ thích như vậy, Mạc Phàm càng chọc giận sư phụ anh ta, cơ hội báo thù của bọn họ sẽ càng lớn. Chỉ có mình Lam Dương sư huynh, quá bắt nạt các ngươi, ngươi cũng lên đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu muốn chơi thì phải chơi lớn một chút, như vậy mới tránh để sau này bị quên lãng. Sư phụ, Mạc sư đệ quá tự đại, hay là để đồ nhi cùng lên thỉnh giáo chiến kỹ của Mạc sư đệ. Lam Phi thấy Mạc Phàm vẫn không thu hồi câu nói kia, cảm thấy vui vẻ, cung kính nói với vô địch. Anh ta không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin, nhưng anh ta không thấy Mạc Phàm có đủ bản lĩnh nói câu này. Mạc Phàm không có, hẳn là thần nông tông không có ai làm được chuyện như vậy, dựa vào chiến kỹ còn mạnh hơn hai anh em bọn họ. Trong mắt vô địch lóe lên sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ông chỉ nhắc nhở Mạc Phàm một phen, vậy mà Mạc Phàm muốn cùng khiêu chiến với hai đồ đệ của ông, đây là muốn ông mất mặt à? Lam Phi và Lam Dương thắng, ông cũng không vẻ vang gì. Hai người thua, ông chỉ có thể lựa chọn bế quan. Chỉ là không giáo huấn Mạc Phàm, thì khó nói rồi. Tiểu tử, người ngoại trừ quen số tiểu tử Vô Phong và trưởng môn sư huynh ra, còn quen cao thủ khác, có thể ra mặt vì ngươi lúc này không? Vô địch nhíu mày hỏi. Tạm thời không có. Mạc Phàm lắc đầu. Trong số những người có quan hệ tốt với hắn, võ lực rất mạnh là Bạch Khởi, nhưng bây giờ hắn chưa gặp mặt Bạch Khởi. Vậy thì được rồi, tiểu tử, con cũng lên đi, ra tay nhẹ một chút. Vô địch bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, phong kín tinh khí thần và nhẫn chữ vật của Lam Phi. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ không khiến Mạc sư đệ bị thương quá nặng. Lam Phi ngầm hiểu đi lên lôi đài. Mạc Phàm đánh nát tay anh ta muốn trên người Mạc Phàm không có nửa khối đủ xương cốt. Hai anh em một trước một sau, vây quanh Mạc Phàm. Mạc sư đệ, như ngươi mong muốn, ta cũng lên đây rồi, hiện giờ có thể bắt đầu, có cần để đám Phùng sư huynh và Liễu sư tỷ lên cùng không? Lam Phi không sốt ruột ra tay, mỉm cười nói. Hiện giờ bọn họ không khác gì người thường, nhiều thêm một người, Mạc Phàm sẽ nguy hiểm hơn một chút. Nếu có thể khiến Phùng sư huynh và Liễu sư tỷ cùng đi lên, không phải là nghiền áp, hoàn toàn là đè chết Mạc Phàm để chút giận. Nghe thấy lời Lam Phi nói, nam tử họ Phùng vội vàng tiếp lời. Nếu Mạc sư đệ cảm thấy còn chưa đủ, chiến kỹ của ta rất bình thường, nhưng ta cũng có thể đi lên đấu một lát. Ta cũng có thể. Liễu Mị Nhi nói theo. Hai người thì không cần, các ngươi lên hay không thì không khác gì nhau, không thể tăng được khó khăn. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Lam Phi còn tạm, những người còn lại Lương Nguyệt Hoa đều đánh bại được, để bọn họ lên làm gì? Sắc mặt đám Liễu Mị Nhi vô cùng khó coi. Chỉ là bọn họ không nói gì nữa. Mạc Phàm kiêu ngạo cũng chỉ có thể kiêu ngạo một lát, Lam Phi đi lên rồi, xem lát nữa Mạc Phàm có thể cười nổi không? Mạc Phàm thắng lúc trước không có gì, thua trận này, sẽ thua hoàn toàn. Vậy bắt đầu đi, Mạc sư đệ. Lam Dương lạnh lùng nói. Giọng nói lãnh khốc hơn trước nhiều. Lam Dương nói xong những lời này không đợi Mạc Phàm trả lời, ánh mắt phát lạnh. Bùm bùm bùm, âm thanh pháo nổ mạnh vang lên, bỗng nhiên cơ thể Lam Dương tăng tốc, đến bên cạnh Mạc Phàm. Tuy không có linh khí, nhưng anh ta vừa ra tay, không khí ở xung quanh bị anh ta kéo đi, mang theo lôi âm ù ù, biến thành chín vì sao rơi về phía Mạc Phàm. Lam Phi cười lạnh lùng, cũng như vậy, nhưng anh ta vừa ra tay. Không khí xung quanh lại biến thành một cái lưới lớn, quấn lấy Mạc Phàm. Hai người một công một quấn, phối hợp chặt chẽ khăng khít, vây khốn Mạc Phàm thật chặt ở bên trong. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không có ý phòng tránh. Sư thúc để các ngươi chơi chiến kỹ với ta, không phải không khí kỹ cũng được. Hai tay hắn nắm lấy trong không trung, năm ngón tay vòng ngược theo kim đồng hồ, ném một cái. Tùy ba lưu. Không khí trên lôi đài lập tức như dòng nước. Theo tay Mạc Phàm bay ra ngoài lôi đài. Lưu tinh và lưới lớn trên tay hai anh em lập tức biến mất,
chỉ còn lại chút mơ hồ quyền ý tinh thần, uy thế nhỏ hơn trước gấp bội lần. Mạc Phàm cười khẽ, một tay quyền pháp đại khai đại hợp, tay còn lại thì như sâu kim dẫn điệp, hai tay quyền pháp khác biệt, giống như không chút ảnh hưởng, cái trước tấn công Lam Dương, cái sau tấn công Lam Phi. Rầm rầm, âm thanh lôi âm bùng nổ vang lên. Dưới biến hóa đánh bất ngờ, sắc mặt hai anh em thay đổi lùi về sau. Hai người không uổng là chiến tu, chỉ là cùng lui, không chút nào chịu ảnh hưởng, lập tức như rồng sổ lồng, thân pháp như điện lấn người mà lên. Quả đấm như chiến phủ mọc mắt, chân thì như từng đạo lôi điện xẹt qua không trung, kín không kẽ hở tiến về phía Mạc Phàm. Hai người hợp lực rút linh khí ở lôi đài, quyền cước mang theo cảm giác vốn nên như vậy xuất hiện trong mệnh môn và điểm yếu của Mạc Phàm. Bùm, hai tay Mạc Phàm chỉ khẽ ngăn cơ thể bay ngược về sau. Hai người không cho Mạc Phàm cơ hội thở dốc, giống như quỷ mị xuất hiện trước sau Mạc Phàm. Tuy không có linh khí, nhưng chiến y lạnh thấu xương và sát khí như hỏa diễm vẫn đang va chạm ra lực lượng khủng bố. Rầm rầm rầm, chỉ mấy hơi, mấy hiệp đã kết thúc. Tuy Mạc Phàm không bị thương nặng, nhưng trên người chúng ba quyền một cước của Lam Dương, trong đó một quyền đánh trúng vết thương chỗ ngực Mạc Phàm, máu tươi lập tức chảy từ miệng Mạc Phàm ra. Hai anh em Lam Dương và Lam Phi không chỉ không bị thương, trái lại tốc độ, lực lượng càng ngày càng mạnh, quyền cước cũng càng ngày càng ăn ý. Nếu lúc trước hai người phối hợp là một tấm lưới, hiện giờ giống như vô số tấm lưới xếp chồng lên nhau, kín không khe hở bao Mạc Phàm. Ở bên trong, tuy Mạc Phàm không đến mức không có lực đánh trả, nhưng tình cảnh của bản thân càng ngày càng kém. Dưới lôi đài, Liễu Mị Nhi thấy Mạc Phàm không địch lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô ta còn tưởng Mạc Phàm có bản lĩnh thế nào, muốn khiêu chiến Lam Dương và Lam Phi cùng lúc, kết quả chỉ có như vậy. Cứ tiếp tục như thế, Mạc Phàm sẽ bị Lam Phi và Lam Dương phế hoàn toàn. Đám nam tử họ Phùng cũng có biểu cảm tương tự Liễu Mị Nhi, mừng thầm trong lòng. Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ nhíu chặt mày, giống như kiến bò trên chảo nóng. Lương Nguyệt Hoa từ hạ giới tới, võ đạo không bằng Lam Phi, nhưng cao hơn đám Liễu Mị Nhi không ít, phần lớn có thể nhìn ra được. Võ kỹ của Mạc Phàm tính là vô song, nhưng so với hai anh em Lam Phi thì kém hơn một chút. Sư thừa của hai người là vô địch sư thúc tổ, có lẽ là chân truyền của vô địch sư thúc tổ, không ít võ kỹ cấp bậc vô song có thể đối phó được. Hiện giờ Mạc Phàm còn tốt, bị phế là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhất là có Lam Phi ở đây, Mạc Phàm càng khó xuống đài được. Làm sao bây giờ, Lương trưởng lão, nhanh nghĩ biện pháp cứu công tử nhà ta đi. Mạnh Vô Kỳ nói với Lương Nguyệt Hoa. Lương Nguyệt Hoa nghĩ một lát, cúi đầu với vô địch. Vô địch sư thúc tổ, rõ ràng là Mạc Phàm không phải đối thủ của Lam Dương và Lam Phi, thậm chí còn không phải đối thủ của Lam Phi, dựa theo quy củ của người, chỉ cần thắng Lam Dương là được, người xem bây giờ có thể bảo Lam Phi ra ngoài hay không. Dựa theo tình thế hiện giờ, Mạc Phàm không có khả năng thắng, có thể đảm bảo không bị phế là không tệ rồi. Để Lam Phi xuống, Lam Dương sẽ cố kỵ vô phong sư thúc tổ và trưởng môn, không ra tay quá độc ác. Vô địch cười lạnh lùng, tự rót cho mình một chén rượu, rồi ôm một thị nữ vào trong ngực. Lam Phi không phải ta bảo đi lên đúng không, Tiểu Nguyệt Hoa? Tất nhiên không phải, là Mạc Phàm tự tìm khổ để ăn. Lương Nguyệt Hoa nhíu mày nói. Nếu không là lệnh của ta, vậy ta bảo Lam Phi xuống thế nào đây? Vô địch lạnh lùng nói. Mạc Phàm quá liều lĩnh, không cho Mạc Phàm giáo huấn, hôm nay ông sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng mà... Lương Nguyệt Hoa thấy vô địch không chịu, lại định mở miệng. Nguyệt Hoa, vô địch sư thúc đã nói tới mức này, người còn không hiểu ý của vô địch sư thúc à? Hai tay Liễu Mị Nhi ôm ngực, cười mỉa nói. Có ý gì? Sắc mặt Lương Nguyệt Hoa lạnh lùng, nói. Lam Phi sư đệ đi lên là lựa chọn của Mạc Phàm, vô địch sư thúc cũng rất khó xử, cởi chuông phải nhờ người buộc chuông, nếu muốn Lam Phi sư đệ đi xuống, vậy thì bảo Mạc sư đệ thu lại những lời vừa rồi. Còn quỳ xuống xin lỗi những người cậu ta mới mạo phạm, ví dụ như là vô địch sư thúc, Lam Dương sư đệ và Lam Phi sư đệ, còn thừa nhận thực lực không bằng vô địch cung mới được, như vậy được không, vô địch sư thúc? Bóng dáng Liễu Mị Nhi nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh vô địch, rót cho vô địch một chén rượu cười quyến rũ nói. Vô địch nhíu mày, uống rượu không nói gì thêm. Đám Liễu Mị Nhi muốn làm gì, ông biết rõ. Chỉ là chuyện của đám tiểu bối ông chẳng muốn quản. Chỉ cần không ảnh hưởng tới chuyện của ông là được, ông sẽ để mặc bọn họ lăn qua lăn lại. Liễu Mị Nhi thấy vô địch không nói lời nào, thì hơi vui vẻ, cao giọng nói về phía lôi đài.
Mạc sư đệ, nghe thấy không, nếu muốn dựa theo quy củ ban đầu, phải quỳ xin lỗi vô địch sư thúc trước, đệ muốn quỳ xuống không? Trên lôi đài, lúc Liễu Mị Nhi nói chuyện, Mạc Phàm lại trúng một cước của Lam Dương, thân thể đánh mạnh vào trên cột ở lôi đài, cả lôi đài vì chuyện này mà nhoáng lên một cái. Hắn lau máu tươi ở khóe miệng, cười nhạt. Quỳ với vô địch sư thúc, khi nào cũng có thể. Hắn là vãn bối, quỳ xuống với vô địch sư thúc là nghi thức bình thường. Vậy nghĩa là ngươi chịu thua đúng không? Muốn chịu thua không đơn giản như vậy, cho dù Lam Phi rời khỏi lôi đài, cũng phải xem Lam Dương sư đệ có đồng ý hay không. Trong đôi mắt Liễu Mị Nhi lóe lên ánh sáng lạnh, cười nói. Chịu thua đâu đơn giản như vậy, hôm nay Mạc Phàm không bị phế tu vi, đừng nghĩ rời khỏi vô địch cung. Chịu thua. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua Liễu Mị Nhi bên cạnh vô địch. Liễu sư tỷ, ta khuyên ngươi nên nhanh trở về vị trí ban đầu của mình đi, bằng không lát nữa sẽ bẽ mặt. Vậy sao, vậy sư tỷ ta muốn xem, ngươi làm ta bẽ mặt thế nào? Liễu Mị Nhi hơi nhếch miệng, nói với vẻ khinh thường. Một cái đài cao có gì không thể đi xuống, trái lại là Mạc Phàm, lúc này còn cãi cứng, cô ta muốn xem Mạc Phàm xuống đài thế nào. Mạc Phàm mặc kệ Liễu Mị Nhi, rời mắt nhìn vô địch. Vô địch sư thúc, nếu vừa rồi con có gì mạo phạm thì mong vô địch sư thúc tha thứ, Mạc Phàm muốn khiêu chiến hai bọn họ không phải vì khinh thường đồ đệ của vô địch sư thúc, đồ đệ mà vô địch sư thúc dạy dỗ đều là cao thủ trong cao thủ, không ai có thể khinh thường, sở dĩ Mạc Phàm làm như vậy, chỉ vì cửa đầu tiên vô địch sư thúc nhường con, vậy Mạc Phàm cũng nhường sư thúc ở cửa này, không hơn. Tiểu tử, lão phu cần một hậu bối như ngươi nhường sao? Vô địch nhớn mày, lập tức nhăn mày nói. Đúng vậy, Mạc sư đệ, ngươi quá coi trọng mình rồi, vậy mà nhường vô địch sư thúc, Liễu Mị Nhi cười khinh thường nói. Đừng nói là Mạc Phàm, tuy thực lực của vô phong sư thúc và trưởng môn áp chế vô địch sư thúc, cũng không dám khiêm nhược, nếu không cũng phải ăn quả đấm của vô địch sư thúc. Vậy mời sư thúc nhìn, Liễu sư tỷ, Phùng sư huynh cũng nhìn kỹ. Đôi mắt Mạc Phàm nheo lại, trên mặt không có chút tạp sắc, nhìn về phía anh em Lam Dương Lam Dương. Bên ngoài lôi đài, cho dù là vô địch hay những người khác đều nhíu mày, nhìn về phía lôi đài. Mạc Phàm nói nhiều như vậy, xem rốt cuộc Mạc Phàm muốn thế nào. Hai vị sư huynh, quả thật quyền đạo của hai người là chân truyền của vô địch sư thúc, một khi bị hai người gần người, rất khó thoát thân, hợp quyền lại ta thật sự không phải đối thủ của hai người. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Tiểu tử, ngươi nói xong hết chưa, nói xong rồi, thì có thể nhận lấy cái chết. Lam Phi cười khinh thường, hỏi. Mạc Phàm không tức giận, nhưng đôi mắt sắc bén hơn nhiều. Lam Phi sư huynh, nếu ta là ngươi, ta sẽ rời khỏi vô địch cung của vô địch sư thúc, ngươi cách trở thành đồ đệ của vô địch sư thúc càng ngày càng xa rồi. Tiểu tử, ta thấy ngươi muốn chết rồi. Lam Phi nhíu mày, trong mắt lập tức hiện lên vẻ hung ác. Anh ta không nhiều lời với Mạc Phàm, quyền tùy tâm mà động, một quyền phá không ném về phía Mạc Phàm, như muốn một kích chí mạng. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nếu đầu bị dập nát, tuy sẽ không chết, nhưng cơ thể sẽ bị phế hoàn toàn. Nếu không đoạt xác, chỉ có thể tu linh đạo, trở thành linh thể. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, cũng không né tránh, không dùng quyền cước công phu chống chọi với Lam Phi. Mà vươn hai ngón tay ra, ngưng chỉ thành kiếm, điểm về phía quả đấm khí thế phần phật của Lam Phi. Sắc mặt vô địch lập tức khó coi, ông vẫn không nói gì thêm, hai ngón tay diệt phật đã điểm lên nắm tay của Lam Phi. Răng rắc, âm thanh xương cốt gãy vang lên. Cái tay kia của Lam Phi bị dập nát từng khúc, biến thành mì sợi. Một đạo kình khí phá thể mà ra trên vai Lam Phi, đâm vào trên cột ở lôi đài, trên cột do tinh thiết tạo ra có thêm một đạo kiếm ấn. Bên ngoài lôi đài, ngoại trừ vô địch, những người khác đều ngây ngẩn cả người. Đám Mạc Phàm đều được vô địch hạ phong ấn, không thể sử dụng linh khí, thần thức, khí huyết. Không khí trong lôi đài cũng bị Mạc Phàm ném đi. Hơi nén không khí kỹ cũng không thể sử dụng. Chỉ có thể sử dụng võ kỹ, lực lượng và tốc độ của bản thân. Nhưng một đạo kình khí vừa rồi của Mạc Phàm là gì? Mạc Phàm phá phong ấn sao? Hay là Mạc Phàm đang gian dối? Không chỉ bọn họ, Lam Dương và Lam Phi cũng cảm thấy khó hiểu. Nhất là Lam Phi nhìn cánh tay của mình, xương cốt vỡ nát, bắp thịt ở bên trong như bùn lầy, đau đớn toàn tim. Sao lại có chuyện như vậy? Là kiếm ý. Lam Dương nhìn chằm chằm Mạc Phàm một lát, nói. Sở dĩ bọn họ có thể thắng Mạc Phàm, không phải lực lượng và tốc độ mạnh hơn Mạc Phàm nhiều,
phương diện này hai bọn họ còn không bằng Mạc Phàm, nếu không Mạc Phàm đã sớm bị thua. Nhưng bọn họ vẫn có thể khiến Mạc Phàm thất bại thảm hại, chính vì quyền ý của bọn họ mạnh hơn Mạc Phàm, lúc này mới đè Mạc Phàm ra đánh. Nghĩa là ngoài tinh khí thần ra, trong tu luyện võ đạo dần thành hình, nghe nói là hình thức ban đầu của đạo, kết quả có phải hay không thì không thể biết. Nhưng nếu đủ mạnh, chiến kỹ sẽ mạnh hơn tu sĩ cùng cấp. Nếu có thể tu luyện tới mức tận cùng, thì có thể hóa thành hình thái cụ thể, giết người trong vô hình. Quyền ý của anh ta có thể hóa hình, nhưng chỉ ảnh hưởng, chèn ép đối phương, còn chưa tới tình trạng như Mạc Phàm, có thể ngưng tụ thành thật thể đả thương người. Cánh tay kia của Lam Phi nhìn như bị hai ngón tay của Mạc Phàm điểm nát, thực ra là ở dưới kiếm ý, xương cốt, bắp thịt tự nghiền nát, bao gồm cây cột ở ven lôi đài, đây là điểm đáng sợ của ý. Lam Dương vừa nói xong, mọi người ở xung quanh khó có thể tin. Làm sao có thể, vậy mà kiếm ý của Mạc Phàm đã tới nước này. Nếu Mạc Phàm sử dụng kiếm ý ngay từ đầu, đám Lam Dương đã sớm bị đánh bại. Ngay cả vô địch cũng nheo mắt lại, hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Mạc Phàm cao hơn vài phần. Lúc trước ông vẫn tức Mạc Phàm làm càn, hiện giờ tuy tay Lam Phi bị phế, trái lại ông thoải mái hơn nhiều. Một tiểu tử từ hạ giới tới, y đạo đại thành, tuy quyền đạo bình thường, nhưng kiếm đạo cũng quá cao rồi. Nếu Mạc Phàm không nhường ông, hai tên đồ đệ của ông đã sớm bị phế rồi. Liễu Mị Nhi không cảm thấy như vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ là xanh đỏ bất định. Chẳng trách Mạc Phàm nói cô ta không xuống đài được, quả thật bây giờ cô ta có cảm giác không xuống đài được. Kiếm ý của Mạc Phàm lợi hại như vậy, chỉ sợ Lam Dương và Lam Phi cộng lại cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Lam Dương sư huynh đúng là có nhãn lực, chỉ là ta đã cho hai người cơ hội rồi. Mạc Phàm có chút tiếc nuối nói. Lúc trước hắn luôn dùng quyền pháp, nhưng hai người vẫn không thể đánh bại hắn trong thời gian ngắn, cửa ải này dừng ở đây thôi. Quả thật thực lực của Lam Dương mạnh hơn Lam Phi nhiều, thiên phú cũng cao hơn nhiều, nhưng dù sao thời gian tu luyện vẫn ít, quyền ý còn chưa tới mức thành binh. Mà kiếm ý của hắn, là do tu luyện mấy trăm năm ở kiếp trước mà ra. Khi nói chuyện, năm ngón tay hắn mở ra, kiếm ý ngưng tụ thành một trường kiếm 7 mét, xuất hiện trong tay hắn. Thanh kiếm này không làm gì, chỉ tỏa ra quang mang màu trắng trong tay Mạc Phàm. Không gian xung quanh, khe hở tự động xuất hiện. Trên lôi đài tính hàn bằng sắt tạo ra mặt đất, linh khí cũng không cách nào lưu lại dấu vết, xuất hiện khe hở thật nhỏ. Sau đó trên quần áo của Lam Phi và Lam Dương, trên làn da trần trụi ở bên ngoài, giống như bị lưỡi dao cắt qua, khe hở xuất hiện theo. Lam Dương khá hơn một chút, quyền ý tinh thần của anh ta đã có thể hóa hình, hơi chắn được một chút, nhưng trên người vẫn tránh không được có vết thương. Lam Phi thì chỉ trong phút chốc như biến thành huyết nhân. Không chỉ như vậy, không lâu sau, dưới ảnh hưởng của thanh trường kiếm trong tay Mạc Phàm, trên khắp lôi đài đều là vết rạn. Còn muốn tiếp tục không? Mạc Phàm nâng trường kiếm trong tay lên, hỏi. Ta thua. Lam Dương nhíu mày, vẫn nói. Dựa vào chiến kỹ, quả thật thực lực của Mạc Phàm mạnh hơn bọn họ không ít, hiện giờ đã không cần thiết phải tiến hành tiếp nữa. Cửa ải này, từ khi định ra quy củ, anh ta không đỡ nổi Mạc Phàm. Lam Phi nhìn thoáng qua Liễu Mị Nhi ở trên đài cao, nhíu mày, trong mắt hiện lên không cam lòng. Trận này thua, không chỉ có anh ta không thể gây chuyện với Mạc Phàm nữa. Cựu oán của đám Liễu sư tỷ cũng xóa bỏ, Mạc Phàm gần như không trả đại giá gì. Ta không phục. Lam Phi nghiến răng, nói. Anh ta nổi giận thét lên một tiếng, một quyền lại đánh về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, trường kiếm trong tay không do dự đâm về phía Lam Phi. Lúc trước Lam Phi có ý đồ giết hắn, tuy không có bản lĩnh này, nhưng nếu không nhận thua, vậy thì thử tư vị của kiếm ý đi. Nhưng ngay lúc trường kiếm sắp đâm về phía quả đấm của Lam Phi, bỗng nhiên Lam Phi thu quyền, cả người nghiêng tới. Sắc mặt Lam Dương thay đổi, thân thể lưu lại từng đạo tàn ảnh trong không trung, đến bên cạnh Lam Phi. Một tay anh ta nắm lấy Lam Phi thuận thế ném về phía ban đầu của anh ta, tay còn lại thì lóe lên quyền ý nắm lấy trường kiếm của Mạc Phàm. Quyền ý của anh ta vốn yếu hơn kiếm ý của Mạc Phàm, trong chớp mắt không có chỗ nào tốt, nắm lấy kiếm ý của Mạc Phàm một cách gian nan, để thanh kiếm kia của Mạc Phàm dừng trước người anh ta ba ngón tay. Nhưng Lam Phi đến phía sau Mạc Phàm cười hung dữ. Tiểu tử, đi tu linh thể đi. Lam Phi không dừng một giây, đánh mạnh về phía tim Mạc Phàm. Dầm, một quyền đập mạnh vào sau tim Mạc Phàm. Ngực Mạc Phàm vốn bị thương, lại bị hai người đánh bị thương mấy lần, vốn đã tới cực hạn,
lại bị một quyền của Lam Phi đánh trúng, âm thanh xương cốt gãy vang lên, quả đấm đánh thẳng vào sau tim Mạc Phàm. Phốc, cơ thể Mạc Phàm thuận thế bị đẩy về trước, kiếm ý đâm xuyên qua tay Lam Dương, đâm vào ngực Lam Dương. Dưới kiếm ý, trái tim của Lam Dương lập tức tứ phân ngũ liệt. Tiểu tử, người thua. Vẻ mặt Lam Phi vui mừng vì thực hiện được, cười nói. Tuy thực lực của anh ta yếu hơn Mạc Phàm và Lam Dương, nhưng anh ta đoán được, Mạc Phàm trúng nhiều quyền của bọn họ như vậy, cũng đã đến cực hạn. Chỉ cần liều mạng một phen, có một người chế trụ kiếm ý của Mạc Phàm, bọn họ sẽ thắng. Người chế trụ kiếm ý của Mạc Phàm là Lam Dương. Một khi anh ta gặp nạn, Lam Dương nhất định sẽ cứu anh ta, như vậy anh ta có cơ hội rồi. Bất chợt xảy ra biến hóa, Liễu Mị Nhi và nam tử họ Phùng sửng sốt, lập tức lộ ra tươi cười. Mạc Phàm vẫn thua, tuy Lam Phi thắng không vinh quang, nhưng bọn họ vẫn thắng. Không chỉ thắng, Mạc Phàm còn đắc tội Lam gia hoàn toàn rồi. Lam Dương là người được đề cử làm gia chủ nhiệm kỳ kế tiếp của Lam gia, Mạc Phàm đâm nát trái tim của Lam Dương, nếu chữa trị không hết thì tương đương phế đi cơ thể Lam Dương, Lam gia sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm. Thắng, như vậy mà thắng sao? Đám Liễu Mị Nhi vui sướng, sắc mặt vô địch thì âm trầm vặn ra nước. Thị nữ trong lòng ông cảm nhận được dị thường, vội vàng quỳ một bên. Sắc mặt Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ cùng thay đổi, vội vàng chạy đến lối vào lôi đài. Mạc Phàm, người không sao chứ? Lương Nguyệt Hoa ân cần hỏi han. Trên lôi đài, Mạc Phàm nheo mắt lại, đôi mắt lạnh lẽo hiếm thấy, gần như là lợi kiếm hàn băng trong vết nứt vạn năm. Ta không sao. Lúc này Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, Mạc Phàm vẫn nói chuyện được, nói lên cơ thể không bị hủy đi. Ý niệm của hắn vừa động, kiếm ý ngưng tụ thành trường kiếm biến mất. Ngón cái của hắn cứa qua ngón trỏ, máu tươi lập tức chảy ra. Ngón tay hắn khẽ búng, máu tươi hóa thành huyết châu bay vào trong ngực Lam Dương. Trái tim Lam Dương bị cắt thành 7 mảnh, nhưng có thể chữa trị, sẽ không chết, nhưng nhất định phải đúng lúc, nếu không sẽ ảnh hưởng tới võ đạo sau này của Lam Dương. Bên trong máu của hắn có tạo hóa chi lực nồng đậm, là thứ tốt nhất chữa trị trái tim của Lam Dương. Huyết châu vừa tiến vào trong cơ thể Lam Dương, vết thương ở ngực của Lam Dương không khôi phục, nhưng vết thương trên trái tim nhanh chóng được chữa trị, vẻ mặt trắng xanh của Lam Dương khôi phục hơn nhiều, nhưng vẻ thất vọng không mất đi. Mạc Phàm không quan tâm Lam Dương, ánh mắt lạnh như băng nhìn vô địch sư thúc trên đài cao. Quan hệ giữa hắn và Lam Dương không phải rất tốt, bảo vệ trái tim của anh ta đã hết lòng rồi. Vô địch sư thúc, cửa thứ hai tính là kết thúc rồi đúng không? Sau này Lam Dương không còn là đệ tử của vô địch cung ta nữa, giữ cho nó một mạng, chuyện khác tùy ngươi xử lý. Vô địch lạnh lùng nói. Ông vốn rất thất vọng về Lam Phi, nhưng nể mặt Lam Phi vẫn luôn cố gắng, cộng thêm giao tình giữa ông và Lam gia, cũng dốc lòng dạy bảo. Thật không ngờ, Lam Phi không phải dùng quyền đánh thắng Mạc Phàm, mà dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Hơn nữa trong thủ đoạn hạ lưu này, còn bao gồm cả huynh trưởng của mình. Nếu không phải Lam Dương luôn bảo hộ Lam Phi, chắc chắn Lam Phi không có biện pháp trổ hết tài năng trong 1.000 người, thậm chí không còn sống ra ngoài. Lam Phi thì hay rồi, lại lấy Lam Dương làm vật hy sinh. Sư phụ, không phải chúng ta thắng sao, con. Lam Phi sửng sốt, rút tay khỏi lưng Mạc Phàm, cảm thấy khó hiểu nói. Rõ ràng là anh ta thắng giúp sư môn, sao lại khiến sư phụ tức giận như vậy, trực tiếp đuổi anh ta khỏi sư môn. Trừng phạt khác còn được. Nhưng trừng phạt này quá nghiêm trọng rồi. Vô địch không để ý tới Lam Phi, một tay vươn về phía lôi đài, Lam Phi được kéo ra khỏi lôi đài, đến bên cạnh ông, trong chớp mắt phong ấn trên người Lam Dương được mở ra. Đây là mệnh tâm đan do trưởng môn luyện chế ra, nhanh chữa trị đi. Vô địch lấy một viên thuốc màu đỏ ra, ngón tay khẽ búng, ném cho Lam Dương. Lam Dương không chần chừ, ăn đan dược luôn, ngồi khoanh chân để trị thương. Vô địch vung tay lên, Lam Dương biến mất trong cung điện, xuất hiện bên trong một căn mật thất ở vô địch cung. Trên lôi đài, Mạc Phàm chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn Lam Phi. Thắng, có lẽ một quyền của anh trai ngươi có thể hủy cơ thể hiện giờ của ta, nhưng ngươi, kém xa. Ngươi đã không phục, vậy đánh tới khi phục đi. Hắn vươn một tay ra, tiểu kiếm cỡ một ngón tay xuất hiện trước người hắn, có khoảng chừng trên trăm thanh. Trên lôi đài, vết rạn vừa mới khôi phục. Theo những tiểu kiếm này xuất hiện, lại nhiều hơn trước rất nhiều. Đúng rồi, ta ghét nhất là lấy mạng của người mình để đạt được mục đích, người như vậy,
nếu ta gặp được sẽ giết chết ngươi, nể mặt Lam gia ngươi cống hiến không ít cho Thần Nông Tông chúng ta, cho ngươi gần chết vậy. Hắn vung tay lên, toàn bộ tiểu kiếm bay về phía Lam Phi. Trên mặt Lam Phi lập tức không còn chút máu, một thanh kiếm như vậy có thể khiến Lam Dương chịu thua, nhiều kiếm ý ngưng tụ thành kiếm như thế, giết anh ta 100 lần đều đủ. Ta chịu thua, ta chịu thua. Lam Phi không do dự nói. Muộn rồi, trăm kiếm xuyên tim. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Phập, phập, những tiểu kiếm đó bay về phía ngực Lam Phi. Một thanh, hai thanh. Tất cả phi kiếm không đâm về nơi khác của Lam Phi, đều đâm xuyên qua tim Lam Phi, gần trăm kiếm xuyên qua toàn bộ lúc này mới dừng lại. Trăm kiếm kết thúc, đôi mắt của Lam Phi mở to, nhưng không có một chút thần thái, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ngã lên trên đất. Trên đài cao, Liễu Mị Nhi nuốt nước bọt, đôi mắt đảo không ngừng, đi xuống không phải, đứng ở đó cũng không phải, chưa từng xấu hổ như bây giờ. Bọn họ thua, còn thua hoàn toàn rồi. Dưới đài cao, sắc mặt đám nam tử họ Phùng không tốt hơn chỗ nào. Vô Địch không thèm nhìn Lam Phi một cái, bàn tay vung lên, Lam Phi biến mất khỏi Vô Địch cung. Không giống như Lam Dương, khi Lam Phi xuất hiện lần nữa là ở một sơn phong của Lam gia. Liễu Mị Nhi, ta trừng phạt tiểu tử này thay các ngươi rồi, nhưng tiểu tử này thắng, các ngươi còn gì muốn nói? Vô Địch trầm giọng hỏi. Chuyện này, sắc mặt Liễu Mị Nhi và nam tử họ Phùng xám như tro tàn. Tất nhiên là bọn họ không cam lòng, nhưng Lam Phi bị Mạc Phàm thương tổn thành như vậy, còn bị Vô Địch sư thúc trục xuất khỏi sư môn, bọn họ còn có thể nói gì? Ta cho các ngươi hai lựa chọn, dựa theo quy củ của ta lúc trước, tiểu tử này thắng, chuyện này xóa bỏ, sau này các ngươi không thể gây sự với Mạc Phàm, cũng không thể tìm người xung quanh Mạc Phàm gây phiền phức, nhưng nếu các ngươi còn cảm thấy bất mãn, ta có thể tìm tiểu tử Vô Phong kia ra, để các ngươi nói với tiểu tử Vô Phong, cũng có thể tìm sư phụ các ngươi tới. Hoặc để tiểu tử Vô Phong nói chuyện với sư phụ các ngươi lựa chọn một cái đi. Vô Địch lại hỏi tiếp. Đây vốn là chuyện nhỏ, cứ dựa theo quy củ của Vô Địch sư thúc đi, cho dù thế nào, chúng con đều phục tùng, không cần làm phiền Vô Phong sư thúc. Liễu Mị Nhi vội vàng ăn nói khép nép nói, không còn hung hãn hương ngạnh như khi rót rượu cho Vô Địch. Bọn họ đã tìm Vô Địch sư thúc tới giải quyết, lại tìm người khác sẽ khiến Vô Địch sư thúc bất mãn. Nhất là tìm Vô Phong sư thúc nói chuyện với sư phụ bọn họ, cho dù Vô Phong sư thúc là người nhã nhặn, nhưng đệ tử của Thần Nông Tông không ai không nhún nhường ba phần với Vô Phong sư thúc. Tìm Vô Phong sư thúc, bị phạt chỉ là bọn họ. Như vậy là tốt nhất, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì ở Thần Nông Tông hoặc bên ngoài, chỉ cần có chút liên quan tới các ngươi, ta sẽ đi tìm các ngươi, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, 3000 thế giới này còn chưa có nơi Vô Địch ta không thể đi, cứ như vậy, cút đi. Vô Địch lạnh lùng nói. Sắc mặt mấy người thay đổi, cúi đầu với Vô Địch, vội vàng rời đi. Trong cung điện, chỉ còn lại Vô Địch và đám Mạc Phàm. Mọi chuyện đã giải quyết xong, Mạc Phàm cũng cáo từ, đa tạ sư thúc ra mặt hòa giải. Mạc Phàm đi xuống lôi đài, ôm quyền với Vô Địch nói. Nguyệt Hoa và tên tiểu tử kia có thể rời đi, ở cửa có linh khí, mỗi người lấy một kiện, đừng lấy nhiều, Mạc Phàm và tiểu nha đầu này ở lại cho ta. Hai người đi về trước đi. Mạc Phàm nhíu mày, nói với Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ. Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ không ở lại, tạ ơn Vô Địch, lựa chọn một kiện linh khí ở cửa rồi rời đi. Vô Địch cũng vẫy tay, để đám thị nữ lui ra. Vô Địch sư thúc còn chuyện gì vậy? Mạc Phàm hỏi. Không nói với ngươi, ta tìm nha đầu này có việc. Thân thể Vô Địch nhoáng lên một cái, đến bên cạnh Tiểu Phượng Vũ. Ông nhéo mỗi chỗ trên tay chân Tiểu Phượng Vũ một cái, khẽ gật đầu. Tiểu tử, người dùng bao nhiêu linh thạch mua nha đầu này đến, ra giá đi. Vô Địch sư thúc đây là. Mạc Phàm hỏi. Nói thật cho người biết, thiên phú, tâm tính, tư chất và huyết mạch của nha đầu này đều là thiên tài chiến đấu tuyệt phẩm. Lam Dương còn kém hơn con bé nhiều. Tiểu tử ngươi học quá hỗn tạp, chỉ làm lãng phí thiên phú của con bé. Người đem con bé cho lão phu sẽ nhận con bé làm đồ đệ. Truyền thụ toàn bộ tuyệt học của lão phu cho con bé. Vô Địch không giấu giếm, nói thẳng. Lúc trước ông vẫn luôn chú ý Phượng Vũ nhìn như không nói lời nào, nhưng cho dù là lúc ông ra tay với Mạc Phàm hay Mạc Phàm ra tay với anh em Lam Dương, trên người Phượng Vũ đều có biến hóa ý cảnh của võ đạo. Có thể có loại biến hóa này, chỉ có thể nói lên một điểm, Phượng Vũ đang lĩnh hội võ đạo của bọn họ còn thông hiểu đạo lý. Chỉ là nhìn một người,
bình thường có thể nhìn hiểu hay không đều là vấn đề, vậy mà Phượng Vũ có thể lĩnh hội, thiên tư kinh người cỡ nào. Vừa rồi ông sờ căn cốt của Phượng Vũ, cũng là vạn chung vô nhất. Còn huyết mạch, càng không cần phải nói, huyết cấm kỵ phần lớn là cường giả tuyệt thế hậu nhập, huyết mạch của Phượng Vũ nồng đậm hơn huyết mạch của những người có huyết mạch cấm kỵ, hơn nữa trên người đã không còn nguyền rủa mà huyết cấm kỵ giả nên có. Sở dĩ đã không còn nguyền rủa, phần lớn là chuộc lại từ người đắc tội, cho nên Phượng Vũ không phải là hạng người ác, như vậy, ông không cần lo lắng Phượng Vũ mạnh lên sẽ làm hại tu chân giới. Nghe nói Vô Phong nhận vọng cơ, thiên phú kinh người, trưởng môn thì có Mạc Phàm yêu nghiệt tuyệt thế này. Hai đồ đệ của ông đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, tất nhiên không thể cứ như vậy được. Chỉ cần nhận Phượng Vũ làm đồ đệ, vẫn còn hy vọng vượt qua Vô Phong và trưởng môn. Chuyện này, Mạc Phàm nhíu mày, lộ ra một chút do dự. Thiên phú của Phượng Vũ thế nào, hắn biết rõ nhất, không cần Vô Địch Sư Thúc nói gì nữa. Ngoài ra có cao thủ võ đạo như Vô Địch Sư Thúc dạy Phượng Vũ, quả thật là một lựa chọn không tệ. Nhưng thật sự phải giao Phượng Vũ cho Vô Địch Sư Thúc sao? Tiểu tử, người muốn gì thì cứ nói đi, ngoại trừ tiên khí không thể cho ngươi, những thứ khác ngươi lựa chọn thoải mái, chỉ cần ngươi đưa tiểu nha đầu này cho ta. Vô Địch thấy Mạc Phàm do dự, giống như phải lấy được bất cứ giá nào, nói. Ông cũng có một kiện tiên khí, nhưng cho Mạc Phàm vô dụng thôi. Chỉ riêng chuyện nhận chủ đã là một việc rất khó khăn, nếu không đã bị không ít người mơ ước. Ngoại trừ tiên khí ra, nếu có thể tìm đồ đệ tốt, ông không cần những thứ khác. Đồ thì không cần, sư thúc cảm thấy con bảo Lương Nguyệt Hoa tìm tiểu Phượng Vũ từ ngàn dặm xa xôi tới, chỉ vì dùng để trao đổi đồ sao. Mạc Phàm nhíu mày, nói. Cho dù trên người Vô Địch sư thúc có đồ mà hắn không có, nhưng trên người hắn cũng có không ít thứ Vô Địch sư thúc không có. Hơn nữa lấy mấy thứ này ra, Vô Địch sư thúc cũng sẽ động tâm. Cho dù không bằng Vô Địch sư thúc, công pháp mà hắn lấy ra cũng không kém Vô Địch sư thúc chút nào. Tiểu tử, vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào, tuy đây là lần đầu tiên lão phu gặp ngươi, nhưng hẳn là ngươi biết rõ về lão phu, chọc giận lão phu, ngươi không lấy được thứ gì, sau này tiểu nha đầu này vẫn là đồ đệ của ta. Vô Địch tức giận nói. Một số tiểu tử như Mạc Phàm, vậy mà dám cho ông xem sắc mặt. Sống không kiên nhẫn. Mạc Phàm không cho, ông cướp là được. Như vậy đi, con tìm Phượng Vũ tới vốn là nhận đồ đệ, nếu Vô Địch sư thúc nhìn chúng Phượng Vũ, vậy để Phượng Vũ tự mình lựa chọn, nếu Phượng Vũ lựa chọn sư thúc, con không cần thứ gì, chỉ hy vọng Vô Địch sư thúc đối tốt với Phượng Vũ một chút. Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Hắn có thể cho Phượng Vũ cũng chỉ là công pháp và tài nguyên, phương diện võ đạo, tuy hắn có thể thắng Lam Dương, nhưng kém xa Vô Địch sư thúc. Cô đi theo Vô Địch sư thúc, có thể đi xa hơn. Có Vô Địch sư thúc ở đây, không có người dám bắt nạt tiểu Phượng Vũ. Chuyện này không thành vấn đề. Lông mày Vô Địch giãn ra, nhìn về phía tiểu Phượng Vũ nãy giờ không nói gì. Tiểu nha đầu, nhanh nói với tiểu tử này, con muốn bái ta làm thầy, con bái ta làm thầy, sau này thân phận địa vị như tiểu tử này, bái tiểu tử này làm vi sư thì gặp người ta sẽ thấp hơn nửa đầu, cả đời đều không trở mình được. Hơn nữa ta chỉ có hai đồ đệ, sư phụ của tiểu tử này đã có một đám đồ đệ, sau này đạt được tài nguyên sẽ nhiều hơn tiểu tử này nhiều, ta có thể đảm bảo, chỉ cần con bái ta làm thầy, con muốn thứ gì sẽ có thứ đó. Vô Địch thề son sắt nói. Vì nhận đồ đệ, phải liều mạng. Mạc Phàm lắc đầu cười, không nói gì thêm. Nếu Phượng Vũ bái Vô Địch sư thúc làm vi sư, tuy khác với kiếp trước, nhưng không tính là chuyện xấu. Kiếp trước Phượng Vũ chết trên tay võ đế quân Khương Lâm. Một đời này nếu đổi thì đổi hoàn toàn một chút, đồ đệ biến thành sư muội. Ta muốn đi theo người này. Phượng Vũ liếc mắt nhìn Vô Địch một cái, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Mạc Phàm nói. Cô không biết vì sao Mạc Phàm muốn tìm cô, còn vì cô liều chết chúng một quyền của Vô Địch, nhưng cô cảm nhận được cảm giác từng quen thuộc trên người Mạc Phàm, loại cảm giác này khiến cô muốn đi theo Mạc Phàm, muốn biết toàn bộ về Mạc Phàm. Chuyện này, trên mặt Vô Địch xuất hiện lúng túng. Có không biết bao nhiêu người đưa vô số chân bảo, muốn đệ tử nhà mình bái ông làm thầy, ông đều không để ý. Phượng Vũ thì hay rồi, ông đồng ý nhiều ưu đãi như vậy, Phượng Vũ không động tâm chút nào, Mạc Phàm không nói một câu, vậy mà sống chết đi theo Mạc Phàm. Ông không nghĩ ra được, đầu năm nay lão nhân không được yêu thích như thế à? Con có thể bái ta làm thầy học võ đạo, ta không hạn chế tự do của con, chỉ cần con đạt tới yêu cầu của ta, con muốn đi tìm tiểu tử này lúc nào cũng được. Tiểu nha đầu, con thấy như vậy được không?
Vô Địch nghĩ một lát, lại nói. Phượng Vũ làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn về phía Mạc Phàm. Nếu như vậy còn không được, bình thường con có thể tới phủ đệ của tiểu tử này, mỗi ngày đúng hạn tới tìm ta học võ đạo là được. Vô Địch thấy vẻ mặt tiểu Phượng Vũ không đổi, tiếp tục nói. Khi nói chuyện, ông trừng Mạc Phàm một cái, biểu cảm như không nói giúp ông sẽ giết người. Phượng Vũ, hay là người bái Vô Địch sư thúc trước đi. Mạc Phàm cười xấu hổ, nói với Phượng Vũ. Có Vô Địch sư thúc làm sư phụ, vậy không còn gì tốt hơn. Chỉ riêng thân phận này, có thể ít đi không ít phiền phức. Cộng thêm một sư phụ khó cầu, hắn cũng thấy là một lựa chọn không tệ. Gì mà bái trước, tiểu tử, người giải thích rõ ràng cho lão phu nghe chuyện này. Ánh mắt Vô Địch phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm không để ý tới Vô Địch, nhìn về phía Phượng Vũ. Nếu Phượng Vũ vẫn không đồng ý, vậy hắn không có biện pháp. Đôi mắt Phượng Vũ bình tĩnh như tiểu hồ, nhìn Mạc Phàm, lại nhìn Vô Địch. Quả thật võ đạo của ngươi rất mạnh, đi cũng rất xa, quả thật ngươi có thể dạy ta võ đạo, nếu ta theo ngươi học võ đạo, có phải ngươi sẽ tặng ta thứ này đúng không? Phượng Vũ cầm thủ ngọc được Mạc Phàm đeo trên cổ cô. Vô Địch được Phượng Vũ khen ngợi vài câu, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Đây là đương nhiên. Nếu tiểu Phượng Vũ đồng ý học võ đạo với hắn, chỉ cần thời gian đủ lâu, ở trong bảng 10 đại cao thủ ở tu chân giới cũng không phải không có khả năng. Chính ông không thắng được Vô Phong và trưởng môn, dựa vào đồ đệ cũng có thể. Vậy người này trúng một quyền của ngươi không phải chịu uổng phí sao? Phượng Vũ nghĩ một lát nói. Tuy cô không nói gì, nhưng đều nhìn ở trong mắt. Khối ngọc này, là Mạc Phàm mạo hiểm nguy hiểm lớn mới lấy được. Vô Địch nhíu mày, ông còn tưởng Phượng Vũ nghĩ cái gì, thật không ngờ là đến báo thù. Chuyện này, tiểu nha đầu, con muốn thế nào, nếu không thì ta để tiểu tử này đánh ta một quyền, nhưng có lẽ tiểu tử này không có can đảm đó đâu. Vô Địch liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nhíu mày nói. Ông nhận tiểu Phượng Vũ làm đồ đệ là có hy vọng, nhưng luôn có cảm giác sắp dưỡng ra một con bạch nhãn lang. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, không nói gì thêm. Hắn đã trúng một quyền rồi, tất nhiên không có khả năng đánh trả. Vậy ngươi đưa cho người này một khối ngọc như vậy, nếu sau này người này gặp nguy hiểm, ngươi giúp một lần, nếu ngươi đồng ý chuyện này, ta có thể mỗi ngày tới đây học võ đạo với ngươi một lát. Đôi mắt của tiểu Phượng Vũ khẽ đảo, nói. Chuyện này không thành vấn đề, tiểu tử, cho ngươi. Vô Địch khẽ nâng mí mắt, lấy một khối thủ ngọc khác ra, ném cho Mạc Phàm. Ông vì nhận tiểu Phượng Vũ làm đồ đệ, bán tiên khí đều có thể đưa ra, càng không nói tới thủ ngọc của ông. Huống chi chỉ giúp Mạc Phàm một lần, vậy càng không thành vấn đề. Còn Phượng Vũ ở bao lâu, hiện giờ hoàn toàn không cần suy xét nhiều như vậy, nhận đồ đệ trước rồi nói sau. Như vậy được rồi chứ, nếu con có điều kiện khác cũng có thể nói ra, ta sẽ cố gắng thỏa mãn con. Vô Địch cười nói. Phượng Vũ, bái sư đi. Mạc Phàm cười khẽ, sờ đầu tiểu Phượng Vũ nói. Phượng Vũ nhận Vô Địch sư thúc làm vi sư, hắn có thể yên tâm không ít. Phượng Vũ gật đầu, quỳ gối trước người Vô Địch, hai tay chồng lên nhau để ở trán, dập đầu lại ba cái với Vô Địch. Phượng Vũ bái kiến sư phụ. Đứng dậy đi, đây là nhẫn chữ vật và lệnh bài của Vô Địch cung chúng ta, trong nhẫn có toàn bộ thứ con cầm trước đi, nếu có cần thứ gì, cứ việc nói với ta. Vô Địch lấy một chiếc nhẫn chữ vật kiểu nữ có khảm kim cương và một lệnh bài ra, đưa cho tiểu Phượng Vũ. Hôm nay thua hai trận, mặt mũi đều mất sạch, nhưng nhặt được đồ đệ bảo bối, cũng coi như không tệ. Đa tạ sư phụ. Trên mặt Phượng Vũ không có một chút gợn sóng, chậm rãi đứng dậy, đeo nhẫn chữ vật lên trên ngón tay, đeo lệnh bài bên hông. Con về với tiểu tử này trước đi, đợi tiểu tử này tiến vào võ đạo chỉ bế quan, ta dạy con võ đạo cũng không muộn. Vô Địch cười hài lòng nói. Hiện giờ ông giữ Phượng Vũ lại, sẽ lưu lại ấn tượng xấu với tiểu Phượng Vũ. Mạc Phàm phải ở võ đạo chỉ một thời gian, không có Mạc Phàm ở đây, ông sẽ dạy tiểu Phượng Vũ võ đạo lúc này. Trong thời gian này, ông sẽ chuẩn bị dạy tiểu Phượng Vũ võ đạo gì? Tiểu Phượng Vũ khẽ gật đầu, quay lại bên cạnh Mạc Phàm. Tiểu tử, cho ngươi một ngày, khôi phục thương thế trên người một phen, trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất, sau đó tới nơi này. Ta mang ngươi và Tiểu Dương vào võ đạo trì. Vô Địch nhìn về phía Mạc Phàm nói. Trước khi tiến vào võ đạo trì, cơ thể nên ở trạng thái tốt nhất, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của võ đạo trì. Khi nói chuyện,
ông giơ tay nắm lấy Mạc Phàm. Trên vết rạn chỗ ngực Mạc Phàm do bị ông đánh một quyền, một số đường vân bay ra. Những vết rạn này vừa bay ra, miệng vết thương lập tức khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mạc Phàm có sức khôi phục rất mạnh, sở dĩ vẫn không khỏi hẳn là vì quyền đạo của vô địch nhập thể, nếu không lấy ra, Mạc Phàm rất khó khôi phục. Đa tạ sư thúc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, ôm quyền nói. Làm trò, tiến vào võ đạo chỉ cần gì hẳn là ngươi đã biết, không cần ta nói nữa đúng không? Vô địch tức giận liếc Mạc Phàm một cái. Không biết vì sao, lúc ông nhìn Mạc Phàm luôn có cảm giác như đang nhìn thấy trưởng môn sư huynh, chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt hắn. Loại cảm giác bị nhìn thấu này có lẽ không tồi với những người khác, nhưng đối với cường giả như ông, đặc biệt chán ghét. Chuyện này giống như hôm nay mình mặc quần lót màu gì, tối hôm qua ngủ với nữ nhân nhà ai, liếc mắt một cái đều bị nhìn thấu, rất không thoải mái. Chuyện này, con thật sự không biết, vẫn mong sư thúc cho biết. Mạc Phàm lắc đầu, nói thẳng. Kiếp trước, hắn tiếp xúc không nhiều với vô địch sư thúc, tu vi kim đan không cần phải tiến vào võ đạo trì, cho nên hắn không nghiên cứu về chuyện này. Ngoài ra võ đạo trì luôn do vô địch sư thúc thủ hộ, hắn không có cơ hội nghiên cứu. Cuối cùng cũng có chuyện tiểu tử ngươi không biết, bên trong có thứ cần, đợi cơ thể ngươi khôi phục đến trạng thái tốt nhất, tự mình đến khố phòng lĩnh xong thì mang theo đồ đệ của ta đến nơi này. Vô địch lấy một ngọc giản ra, ném cho Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Tuy võ đạo chi lưu trong võ đạo chỉ có thể rèn luyện cơ thể, nhưng chỉ dựa vào cơ thể để chống lại võ đạo chi lưu thì kiên trì không được bao lâu. Nếu chỉ ở bên trong thời gian ngắn, lĩnh ngộ được võ đạo sẽ đặc biệt có hạn. Mấy thứ bên trong ngọc giản, có thể khiến tu sĩ kiên trì càng lâu hơn trong võ đạo trì. Mạc Phàm bĩu môi cười, nhận lấy ngọc giản, hỏi. Sư thúc, hình như chỗ sư thúc có rất nhiều thị nữ, phủ đệ của con mới được chữa trị, tạm thời chỉ có 3 người, nếu sư thúc nhận Phượng Vũ làm đồ đệ, không thuận tiện đưa mấy thị nữ chiếu cố Phượng Vũ sao? Hiện giờ phủ đệ của hắn chỉ có 3 bọn họ, phủ đệ to như vậy cần không ít người tới xử lý. Hắn vốn chuẩn bị để Mạnh Vô Kỳ đi tuyển mấy đệ tử ngoại môn, nhưng nếu chỗ vô địch sư thúc có nhiều như vậy, lấy mấy người cũng được. Số tiểu tử, người đây là đang lừa đảo à? Vô địch hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Mạc Phàm muốn mấy thị nữ chiếu cố Phượng Vũ là giả, thêm vào phủ đệ mới là thật. Dù sao bên trong phủ đệ, thị nữ gia đình phải có không ít, nếu không sẽ không có chén trà nóng mà uống. Không dám. Mạc Phàm cười nhạt, cũng không tức giận. Cút đi, lát nữa ta sẽ để một đội thị nữ tới đến phủ đệ của ta, sau này không có Phượng Vũ đi theo, thì đừng tới chỗ ta. Vô địch lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, hạ lệnh đuổi khách với Mạc Phàm. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, bái lạy vô địch sư thúc, mang theo Phượng Vũ rời đi. Phượng Vũ là một trong những người quan trọng nhất của hắn ở tu chân giới, hiện giờ không chỉ tìm về, còn ngoài ý muốn nhận vô địch sư thúc làm vi sư, cuối cùng hắn cũng có thể buông lỏng một hơi. Kế tiếp. Chính là Tiểu Tuyết đã lâu rồi hắn không gặp. Mạc Phàm và Phượng Vũ mới rời đi, đám nam tử họ Phùng và Liễu Mị Nhi đi từ một bên khác ra, đôi mắt nham hiểm nhìn chằm chằm Mạc Phàm và Tiểu Phượng Vũ. Thấy Mạc Phàm và Tiểu Phượng Vũ sắp rời đi, Liễu Mị Nhi nhíu chặt mày, lấy một thanh linh khí hình thoi màu tím đen ra. Linh khí này là một bảo vật của Liễu gia bọn họ, do 108 đạo nguyền rủa thêm vào mà thành, tên là Thiên Vẫn Toa. Trên người Mạc Phàm có vết thương. Lúc này Liễu Mị Nhi sử dụng Thiên Vẫn Toa đối với Mạc Phàm và Phượng Vũ, tỷ lệ giết Mạc Phàm không nhỏ. Cô ta còn chưa bắn Thiên Vẫn Toa, đã bị nam tử họ Phùng ngăn lại. Liễu sư muội, muội điên rồi. Bọn họ đã đồng ý với vô địch sư thúc, sẽ không ra tay với bọn họ, hiện giờ Liễu Mị Nhi bắn Thiên Vẫn Toa, hẳn là Mạc Phàm không sao, khả năng bọn họ bị giết là rất lớn. Nhưng cứ để bọn họ rời đi như vậy sao? Liễu Mị Nhi nhíu chặt mày. Không cam lòng nói. Yên tâm đi, không đơn giản như vậy. Nam tử họ Phùng nhíu mày, nói. Bọn họ bị hủy phủ đệ, còn mất mặt, đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Hôm nay Liễu Mị Nhi ra tay, phía sau phải xem ông ta rồi. Phùng sư huynh chuẩn bị làm sao bây giờ? Liễu Mị Nhi nhướng mày, hỏi. Chúng ta đồng ý với vô địch sư thúc không ra tay, lần này chúng ta không cần ra tay, nhưng phải khiến Mạc Phàm trở thành cái đích bị mọi người chỉ trích. Nam tử họ Phùng hơi híp mắt, cười âm hiểm nói, làm sao thế? Liễu Mị Nhi cảm thấy khó hiểu, tò mò hỏi. Liễu sư muội, muội nghĩ xem Phùng gia bọn ta làm gì? Nam tử họ Phùng cười nói.
Liễu Mị Nhi vốn nhíu mày, sau đó lập tức giãn ra. Phùng gia trưởng quản khố phòng của thần Nông Tông, muốn linh khí từng tháng và đổi bảo vật đều phải trải qua tay Phùng gia. Nhưng mà, hẳn là tên tiểu tử kia ít khi đi khố phòng đúng không? Mạc Phàm tiện tay lấy một dương bảo thạch ra, trên người giàu thì khỏi phải nói, hẳn là sẽ không lĩnh tiền tiêu hàng tháng. Cậu ta sẽ không đi, nhưng có không ít đệ tử ngoại lai phải đi, như vậy đủ rồi, còn nữa, theo ta được biết, có hai người đi theo Mạc Phàm cùng tiến vào thần Nông Tông, còn có quan hệ không tệ, Mạc Phàm không đi, không có nghĩa bọn họ sẽ không đi. Nam tử họ Phùng híp mắt cười nói. Cho dù hai người bạn kia của Mạc Phàm không đến khố phòng lĩnh tiền tiêu hàng tháng, cũng không là vấn đề. Một khi vì Mạc Phàm khiến nhiều người tức giận, phiền phức của Mạc Phàm còn ít sao? Vậy dùng cớ gì đây? Liễu Mị Nhi nhíu mày nói. Nếu không có một cái cớ tốt, sao khiến đệ tử ngoại lai vì Mạc Phàm dẫn tới tức giận? Chuyện này đơn giản, tên tiểu tử Mạc Phàm dựng trận hủy phủ đệ của nhiều sư huynh đệ đồng môn còn chưa đủ sao? Nam tử họ Phùng cười nói. Chỉ dựa vào những chuyện này, khố phòng có thể lấy quy tắc có cũng được mà không có cũng không sao, khiến những đệ tử ngoại lai khó chịu. Phải biết rằng khố phòng lĩnh tiền tiêu hàng tháng và đổi đồ đều có không ít quy củ, chẳng qua vì thuận tiện, rất nhiều quy củ đều là biết một chút thôi. Nếu những quy củ này được nhắc một lần nữa, không chỉ khiến người ta không có lời nào để nói, còn khiến nhiều người tức giận. Những đệ tử ngoại lai không lấy được tiền tiêu hàng tháng, không đi gây sự với Mạc Phàm thì trách ai? Đây đúng là ý kiến hay. Lông mày Liễu Mị Nhi giãn ra, cười nói. Liễu sư muội yên tâm đi, muội có thể đến Lam gia xem Lam phi sư đệ, nói rõ nguyên do cho Lam gia là được, chuyện kế tiếp giao cho ta. Nam tử họ Phùng cười nói. Được, vậy làm phiền Phùng sư huynh. Liễu Mị Nhi liếc mắt nhìn nam tử họ Phùng một cái, xoay người rời đi. Một tiếng sau, Mạc Phàm dẫn Tiểu Phượng Vũ về phủ đệ, dẫn Phượng Vũ đến phòng bên cạnh phòng hắn. Kiếp trước, Phượng Vũ cũng ở phòng này. Trong phòng, Phượng Vũ dạo qua một vòng, cuối cùng nhảy ra ngoài cửa sổ, ngồi giữa chạc cây phong đỏ. Trong lá cây phong, Phượng Vũ thất thần nhìn phương xa, không biết suy nghĩ gì. Bên cạnh cửa sổ, Mạc Phàm nhìn Tiểu Phượng Vũ, trong mắt hiện lên chút cảm xúc. Cây phong đỏ này, là nơi Phượng Vũ thích ở nhất. Theo Phượng Vũ nói, ngoài cửa sổ nhà cô cũng có một cây phong đỏ như vậy, là mẹ cô trồng. Nhưng khi người nhà của cô bị tàn sát, cây phong này cũng bị đốt trong lửa. Nhớ nhà à? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Ừm. Phượng Vũ gật đầu. Đợi ngươi học được võ đạo từ chỗ vô địch sư thúc, là có thể đón bọn họ đến thần Nông Tông, như vậy có thể nhìn thấy bọn họ bất cứ lúc nào. Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn để Lương Nguyệt Hoa mang Tiểu Phượng Vũ tới đây, nhìn như hơi tàn nhẫn, nhưng tốt với Tiểu Phượng Vũ. Hắn có thể đợi một nhà Tiểu Phượng Vũ gặp tai họa ngập đầu rồi ra mặt, khi đó hắn vẫn mang theo Tiểu Phượng Vũ, còn có thể bảo vệ một nhà Tiểu Phượng Vũ một đời hay là Tiểu Phượng Vũ. Thay vì đợi tới ngày đó, không bằng tìm Tiểu Phượng Vũ sớm một chút. Có thể chứ? Phượng Vũ nhíu mày, quay đầu nhìn Mạc Phàm hỏi. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, không có gì là không thể. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nói. Ta sẽ cố gắng học võ đạo với lão gia gia kia. Trong mắt Phượng Vũ hiện lên tinh quang, hai tay ôm chân nói. Lão gia gia. Mạc Phàm lắc đầu cười. Nếu để vô địch sư thúc nghe thấy, không biết sẽ tức tới mức nào. Ngươi không muốn biết vì sao ta muốn dẫn ngươi tới đây à? Mạc Phàm nghĩ một lát, hỏi. Ngươi không cần nói cho ta biết, ta có thể cảm nhận được, ngươi không có ác ý với ta, lão gia gia kia cũng như vậy. Phượng Vũ bình tĩnh nói. Cô có lực cảm ứng rất mạnh từ nhỏ. Có thể cảm nhận được thiện ác của một người. Đám Mạc Phàm không có ác ý với cô, nhất là Mạc Phàm, tuy là lần đầu tiên gặp, nhưng cô có thiện ý rất sâu. Mạc Phàm dừng cười, không giải thích với Phượng Vũ. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, đến bên cạnh Phượng Vũ, một tay đặt lên trán Phượng Vũ, một số công pháp nhập vào đầu Phượng Vũ. Ta còn có việc phải làm, những chuyện này, nếu ngươi thích có thể thử học, có vấn đề gì thì cứ tới tìm ta ở ngay bên cạnh phòng ngươi. Hắn cho Phượng Vũ đều là công pháp, bí kỹ Phượng Vũ thích sử dụng, có một số công pháp là bọn họ hao phí rất lâu mới được. Ừm. Phượng Vũ ngoan ngoãn gật đầu, không rời khỏi cây phong đỏ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng trở về phòng mình, vào trong phòng tu luyện. Tuy võ đạo của vô địch sư thúc trên người hắn đã được vô địch sư thúc lấy đi, nhưng trong cơ thể hắn còn quyền ý của Lam Dương và Lam Phi.
hắn không loại bỏ những thứ này ra ngoài, vết thương trên người khó mà khôi phục trong một ngày. Nhưng muốn loại bỏ những quyền ý này cũng không đơn giản. Nếu quyền ý của hắn mạnh hơn Lam Dương và Lam Phi, tất nhiên không có bất luận vấn đề gì. Nhưng quyền ý của hắn không bằng hai người. Trái lại kiếm ý của hắn mạnh hơn hai người một chút, nhưng kiếm ý và quyền ý là hai loại khác nhau, dùng kiếm ý rất khó loại bỏ quyền ý trong cơ thể. Làm sao bây giờ? Mạc Phàm nhíu mày, cảm thấy khó khăn. Một lát sau, Mạc Phàm nhíu mày, trước mặt hắn xuất hiện một ngọc giản. Ba chữ thoát thai tuyệt được khắc bên trên ngọc giản. Thoát thai tuyệt là một loại phân thân chi thuật cao cấp, chỉ cần cơ thể đủ cường đại, có thể thoát thai ra mấy thân ngoại hóa thân. Phân liệt ra phân thân, có được thể chất tương đồng với bản thể, còn có thể tự tu luyện võ đạo khác nhau. Dựa theo lời vô địch sư thúc, đúng là hắn tu luyện quá hỗn tạp. Y đạo đại thành, kiếm đạo có chút thành tựu, quyền đạo và cái khác đều có chút bản lĩnh. Cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể thành đạo ngoại trừ y đạo, chỉ sợ những thứ khác đều không dễ dàng đạt tới cảnh giới như vô địch sư thúc. Chỉ là sử dụng thoát thai tuyệt sẽ không giống vậy. Hắn có thể để bản thể tu y đạo, cơ thể này của hắn tu những thứ khác, mỗi thân một đạo, không ảnh hưởng gì với nhau. Lúc tu toàn thân, có thể phát huy ra vài đạo lực lượng. Ngoài ra trên người hắn còn có phong ấn trên vô duyên châu. Có phong ấn này, thực lực của hắn giới hạn ở Nguyên Anh đỉnh phong, tuy y đạo của hắn không kém chủ nhân của vô duyên châu nhiều, nhưng muốn giải trừ phong ấn cũng không đơn giản như vậy, cần rất nhiều thời gian mới được. Sử dụng thoát thai tuyệt, hắn hoàn toàn có thể lưu phong ấn trên bản thể y đạo đại thành, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới đột phá của phân thân khác. Còn quyền ý trên người hắn, hắn không cần nghĩ biện pháp giải trừ. Chỉ cần thoát thai đến phân thân, để phân thân tu luyện quyền đạo, phân thân này sẽ đi hấp thu những quyền ý này. Như vậy không chỉ khiến thương thế trên bản thể của hắn nhanh chóng khôi phục, quyền đạo trên phân thân sẽ đề thăng không nhỏ. Cứ như vậy, toàn bộ vấn đề đều được giải quyết. Cơ thể hiện giờ của hắn, đủ thoát thai ra một phân thân. Nghĩ như vậy, hắn cất ngọc giản đi, vận khởi thoát thai tuyệt, hồng quang nhạt xuất hiện trên người hắn. Những hồng quang này chảy về một bên của hắn, dần ngưng tụ thành một hình người. Mới đầu chỉ là hư ảnh, theo thoát thai tuyệt vận chuyển, hư ảnh chậm rãi thành hình, ngưng thực, sau đó biến thành giống Mạc Phàm như đúc. Đúng lúc này, một kim long trên bản thể trở nên sáng lên, một phân thành hai, muốn bơi về phía cơ thể thoát thai mà ra. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, ý niệm vừa động, trong chớp mắt mấy y đạo trận thành hình, hóa thành nhà giam và tỏa liên khóa kim long vào trong bản thể của hắn. Nếu để kim long tiến vào phân thân của hắn đừng nghĩ tới chuyện đột phá đến hóa thần kỳ. Nhà giam vừa xuất hiện, kim long vùng vẫy vài cái, liền thành thật. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, một chữ truyền từ miệng hắn ra. Lột xác. Lột xác là một khẩu quyết trong thoát thai tuyệt, có thể lựa chọn loại bỏ một phần nào đó. Mấy chữ này vừa vang lên, trên người hắn chỗ bị Lam Phi Lam Dương đánh trúng, mấy chữ này sáng lên. Từng đạo đường vân màu vàng bay từ trong ra, thổi bay về phía phân thân. Một canh giờ sau, đường vân màu vàng đều thoát nhập toàn bộ vào trong phân thân. Những đường vân màu vàng này vừa vào trong phân thân, tạo hóa bất diệt ấn ở trên người Mạc Phàm sáng lên, vết thương lập tức khôi phục. Điểm quan trọng nhất đã hoàn thành, trong hồng quang, Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm. Phong ấn trên vô duyên châu và quyền ý được giải quyết, kế tiếp hắn có thể vận chuyển thoát thai tuyệt một cách tùy ý. Tiến hành trình tự thoát thai càng sâu hơn. Ví dụ như huyết mạch hồng liên của hắn, tạo hóa bất diệt chi thể, tạo hóa tiên anh và các loại công pháp hắn tu luyện. Hai mắt hắn nhắm lại, vận chuyển thoát thai tuyệt một cách tùy ý. Ngồi xuống này là một ngày. Một ngày sau, lúc này Mạc Phàm mới mở to mắt, nhìn sang một bên. Cách đó không xa, một người giống hắn như đúc đang ngồi khoanh chân ở đằng kia. Ý niệm của hắn vừa động, một con mắt biến thành màu lam. Trong con mắt còn lại là một đóa hồng liên nở rộ. Phân thân cũng như vậy, đôi mắt biến thành hai màu. Hắn xuất hiện tạo hóa bất diệt ấn, phân thân cũng như vậy. Diễn Thiên Thần Quyết, cửu chuyển hỗn nguyên công. Mạc Phàm xác nhận từng thứ một, ngoại trừ phong ấn trên vô duyên châu và quyền ý rời qua ra, phân thân và bản thể của hắn giống nhau như đúc. Ngoại trừ mới thoát thai, cường độ cơ thể kém hơn bản thể của hắn nhiều ra, còn lại phân thân đều giống hệt bản thể của hắn. Ý niệm của hắn vừa động, phân thân hóa thành một đạo bạch quang, bay vào trong cơ thể hắn. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng, thoát thai tuyệt đã hoàn thành, vết thương trên bản thể của hắn đã khôi phục hoàn toàn,
tới lúc chuẩn bị vào võ đạo trì rồi. Trải qua lễ rửa tội ở võ đạo trì, đại bỉ cũng sắp bắt đầu. Nghĩ tới đại bỉ, trong mắt hắn lóe lên tinh quang. Hắn mới ra khỏi phòng, trước mắt nhoáng lên một cái, Tiểu Phượng Vũ xuất hiện trước người hắn. Hắn và Tiểu Phượng Vũ một trước một sau, đi về phía khố phòng của Thần Nông Tông. Nửa tiếng sau, trải qua vài lần truyền tống, Mạc Phàm và Phượng Vũ tới khố phòng gần đây. Khố phòng của Thần Nông Tông nói đơn giản là khố phòng, chỉ là phần lớn mọi người gọi nơi này là tàng bảo các. Thần Nông Tông có tổng cộng 10 tàng bảo các cỡ lớn, còn có 36 tàng bảo các loại nhỏ. 10 tàng bảo các cỡ lớn là nhằm vào đệ tử nội môn, bảo các loại nhỏ là ngoại môn. Cho dù là tàng bảo các loại lớn hay loại nhỏ, bên trong đều có vô số bảo vật, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Tàng bảo các ngoại trừ phân phát từng tháng tiền cho đệ tử ra, vô số bảo vật ở bên trong có thể thông qua linh thạch, linh bảo, linh dược và tích phân của tông môn tới đổi. Lúc Mạc Phàm và Tiểu Phượng Vũ tới khố phòng, ở cửa khố phòng có mấy con trường long hiếm thấy. Bên trong quầy là từng tiếng tranh cãi. Vị sư huynh này, người giải thích cho ta, dựa vào cái gì bọn họ có thể lĩnh từng tháng tiền tiêu, mà bọn ta lại phải phiền phức như vậy. Người này không phải ai khác, đúng là Lã Hồng Nhu. Vị sư muội này, người không có mắt à, không thấy mấy chữ viết trên tấm bảng sao? Trong quầy hàng, một đệ tử vẻ mặt không kiên nhẫn gõ lên tấm bảng bên cạnh, nói. Trên tấm bảng này có viết mấy chữ? Đệ tử nhập môn dưới 3 năm, mời lĩnh tiền tiêu hàng tháng, đổi bảo vật ở đây, trước đó phải chuẩn bị các loại chứng từ, có thủ giả của sư môn, có thể ngoại lệ. Ta có thủ ngọc của sư phụ, vì sao ngươi vẫn không cho đổi? Lã Hồng Nhu ném khối ngọc bài lên trên bàn, tức giận nói. Gần đây cô luôn bận rộn sửa phủ đệ của mình, không dễ dàng gì mới tích lũy đủ tích phân đổi một khối pháp bàn làm trận nhãn, không ngờ phải cần các loại chứng từ. Ví dụ như đổi pháp bàn sử dụng, phải lấy khế ước chuyển giao cho người khác và mấy thứ nữa. Gần đây cô thường ra ngoài, lần đầu tiên nghe nói tới phải cần mấy thứ vô dụng này. Trong quầy, đệ tử kia nhìn thoáng qua ngọc bài, nhướng mày, lập tức vươn một tay về phía Lã Hồng Nhu. Vị sư muội này, đưa lệnh bài thân phận của ngươi cho ta xem. Lã Hồng Nhu nhíu mày, đưa lệnh bài của cô cho đệ tử kia. Đệ tử kia nhìn thoáng qua, khinh thường ở trong mắt lại dày đặc hơn nhiều. Lã Hồng Nhu, Lã sư muội, ngươi nhập môn cùng một người tên là Mạc Phàm Mạc sư đệ đúng không? Không sai. Mấy ngày trước, Mạc sư đệ dùng không ít bảo vật dựng La Thiên Đại Tế, hủy phủ đệ của mấy vị sư huynh, cho nên gần đây khố phòng đối với bảo vật và tiền tiêu hàng tháng đổi càng nhiều, tránh cho xung đột như vậy xảy ra lần nữa. Nếu ngươi nhập môn cùng Mạc Phàm, có thủ ngọc cũng vô dụng, đi viết biên nhận và khế ước đi, đừng làm chậm trễ những người khác. Đệ tử kia vẫy tay, không kiên nhẫn hạ lệnh đuổi khách. Cái gì? Lã Hồng Nhu nhíu mày, sắc mặt khó coi. Muốn trách thì phải trách Mạc sư đệ thôi, chuyện này đều do cậu ta gây ra, ta chỉ làm theo quy củ. Đệ tử kia nói. Là Mạc sư đệ phong nào thế, tên là gì? Bên cạnh, có người lạnh giọng hỏi. Một người dẫn đến nhiều phiền phức như vậy cho bọn họ, dù thế nào cũng phải biết là ai. Mạc sư đệ ở Vô Cực Phong, tên là Mạc Phàm, là người đứng đầu hải tuyển của Thần Nông Tông chúng ta đợt trước. Đệ tử kia cười giải thích. Nghe thấy hai chữ Mạc Phàm, sắc mặt Lã Hồng Nhu khó coi. Mấy ngày hôm trước cô còn đến phủ đệ của Mạc Phàm còn chưa trở về, cô còn mời Mạnh Vô Kỳ đến phủ đệ của cô tu luyện. Ai biết Mạc Phàm vừa trở về, lại gây ra chuyện lớn như thế. Như vậy, sớm muộn gì Mạc Phàm cũng xảy ra chuyện. Một đệ tử vừa tới, các ngươi không đi trừng phạt Mạc sư đệ, gây sự với bọn ta làm gì? Trong đội ngũ, một nam tử hơi mập tức giận nói. Không phải là bọn họ chọc phiền phức, trừng phạt bọn họ thì hơi quá. Dù sao chúng ta đều là đồng môn, gặp nạn phải mọi người cùng gánh, ngoài ra, quả thật thời gian trước phủ khố của bọn ta hơi lỏng lẻo, cho nên rất nhiều chuyện cùng xảy tới, bọn ta không có biện pháp. Đệ tử kia cũng bất đắc dĩ nói. Gặp nạn cùng gánh thì không sai, nhưng chuyện này không phải chuyện lớn liên quan tới Thần Nông Tông, loại chuyện nhỏ này, vẫn nên để Mạc sư đệ tự gánh lấy, vì sao phải liên lụy tới mọi người. Một đệ tử khác ôm oán giận nói. Chuyện này, ta cũng không biết, nếu mọi người cảm thấy khó chịu, có thể tìm Mạc sư đệ, nói không chừng Mạc sư đệ sẽ giải thích cho mọi người, ta không có biện pháp. Người có lầm không, người chắc chắn là Mạc sư đệ. Lã Hồng Nhu vội vàng hỏi. Nếu để vị sư huynh này châm ngòi tiếp,
chỉ sợ những người này sẽ tổ chức thành đoàn đi tìm Mạc Phàm. Ngoại trừ cậu ta còn có thể là ai? Mạc sư đệ mới từ Vạn Yêu Quật trở về, gây chuyện ở ngay Vô Cực Phong, còn ầm ĩ tới chỗ Vô Địch sư thúc, không phải lã sư muội nhập môn với Mạc Phàm, nghe nói quan hệ cũng không tệ, người có thể dẫn mấy vị sư huynh sư điệt đi xác nhận một phen, như vậy không những đạt được đáp án mình muốn, cũng giải quyết vấn đề giúp những người khác. Đệ tử kia cười khẽ nói. Lã Hồng Nhu nghe thấy lời đệ tử kia nói, sắc mặt khó coi, trong đôi mắt lóe lên sắc lạnh. Vị sư huynh này chưa dứt lời, nói tệ hơn. Cô không dây dưa với mấy vị sư huynh này nữa, cất đồ của mình định rời đi. Lại dây dưa với mấy vị sư huynh này nữa, cô đừng nghĩ tới chuyện rời đi dễ dàng. Lã sư muội quen Mạc sư đệ à? Lã Hồng Nhu còn chưa đi được hai bước, đã bị người ta ngăn lại. Lã Hồng Nhu thầm kêu không hay, nhưng chỉ có thể dừng bước, vẻ mặt do dự. Chuyện này, lúc này, rất nhiều người bị những lời vị sư huynh kia nói làm cho tức giận. Nếu cô thừa nhận, chắc chắn phải dẫn những người này đi tìm Mạc Phàm. Cô không thừa nhận, hình như không có ai tin tưởng. Nếu lã sư muội quen, chẳng bằng dẫn bọn ta đi tìm. Một nam tử trong đó trầm giọng hỏi. Giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần không thể làm trái. Trong quầy hàng, đệ tử kia hơi nhếch miệng, lập tức nở nụ cười. Ta từng nhập môn với Mạc sư đệ, nhưng không thân thiết lắm, chỉ sợ không thể giúp mọi người chuyện này, nếu các ngươi muốn tìm Mạc sư đệ, Vô Cực Phong không rộng lắm, các ngươi đi tìm là được, ta còn có việc, cáo từ trước. Lã Hồng Nhu do dự một lát, vẫn nói. Nếu những người này đi tìm Mạc Phàm, chắc chắn sẽ san bằng phủ đệ của Mạc Phàm. Đều là đồng môn, cho dù Mạc Phàm có thực lực cũng không dám thu thập toàn bộ. Phải biết rằng, những người này đều là người của Thần Nông Tông. Cho dù là đồ đệ của ai, sư phụ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc đồ đệ nhà mình bị đánh. Trên tay cô có thông tấn phủ của Mạc Phàm, vẫn nên nhanh rời đi báo cho Mạc Phàm thì hơn. Lã sư muội không quen cũng không sao, chỉ cần đã gặp mặt là được, đến lúc đó xác nhận cho chúng ta Mạc Phàm là ai được rồi. Đệ tử kia lạnh lùng nói. Vị sư huynh này, sư phụ ta luyện đan còn cần ta trông coi, không bằng như vậy, ta cho ngươi một đầu ảnh thạch, các ngươi dựa vào hình ảnh đi tìm. Lã Hồng Nhu nhíu mày, nói: "Lã sư muội không cần vội đi như vậy chứ, còn nữa, lã sư muội cũng bị người này làm chậm trễ, nếu không thân, vì sao không đi tìm người này gây phiền phức, chẳng lẽ lã sư muội không tức giận?" Nam tử kia gây sự. Nam tử này mới mở miệng, không ít người phụ họa. "Không phải lã sư muội gạt chúng ta, muốn nhân cơ hội gửi tin cho Mạc sư đệ để cậu ta rời đi đấy chứ, nếu là như vậy, quá thương tổn tới tim sư huynh đệ bọn ta rồi." Bọn ta sẽ đi tìm Mạc sư đệ, nhưng đều là đồng môn, sẽ không làm gì cậu ta, cùng lắm là bảo cậu ta ra mặt giải quyết chuyện này mà thôi, tránh để mọi người gặp phiền phức. Một đệ tử gầy khác nói. Đúng vậy, lã sư muội nghĩ quá xấu về bọn ta rồi, Thần Nông Tông chúng ta là danh môn chính phái, sao có thể xuất hiện chuyện một đám người bắt nạt một người được. Một người khác lại nói. Sắc mặt Lã Hồng Nhu âm tình bất định, không biết nên làm gì cho phải. Mạc Phàm vẫn nên ở Vạn Yêu Quật thì hơn, ít nhất cô có thể yên tĩnh một thời gian, vừa ra liền trêu chọc phiền phức lớn như vậy. Những người này sẽ không ra tay, nhưng chắc chắn sẽ ép Mạc Phàm làm một chuyện. Lã sư muội, nhiều sư huynh mời ngươi như vậy, ngươi đi một chuyến với các sư huynh là được, chuyện trông coi lò đan, ngươi thông báo cho sư huynh đệ khác, bảo bọn họ trông coi giúp một phen là được rồi. Lã sư muội xinh đẹp như vậy, chắc chắn các sư huynh sẽ không từ chối. Đợi lã sư muội giải quyết mọi chuyện xong, ta sẽ đổi đồ giúp ngươi đầu tiên. Trong quầy hàng, đệ tử kia thấy Lã Hồng Nhu không nói lời nào, cười nói. Lã sư muội là đệ tử của Vô Hỏa Phong đúng không? Nếu không ngại, ta có thể đi giúp ngươi một chuyến, như vậy là được rồi đúng không? Bên cạnh Lã Hồng Nhu, một đệ tử nói. Lã Hồng Nhu nắm chặt đôi tay, nghiến chặt răng, quyết tâm trong lòng. Nếu mấy vị sư huynh muốn tìm Mạc sư đệ như vậy, vậy ta đi với mọi người một chuyến. Những người này đã nói tới mức này, nếu cô không đi theo bọn họ một chuyến, chỉ sợ cuộc sống sau này không quá tốt. Vậy chúng ta đi thôi, muốn tới Vô Cực Phong gặp Mạc sư đệ thì đi theo bọn ta, dù sao đợi ở đây cũng không có tác dụng gì, không bằng đi theo giải quyết vấn đề. Đệ tử kia mỉm cười nói. Được người này cổ vũ, không ít đệ tử do dự một lát muốn đi tới Vô Cực Phong. Sắc mặt Lã Hồng Nhu khó coi. Bọn họ còn chưa rời khỏi đại môn của Tàng Bảo Các, một giọng nói vang lên. Vô Cực Phong bọn ta quá nhỏ,
không chứa được nhiều người như vậy đâu. Hửm. Không ít người nhìn nơi phát ra âm thanh, ánh mắt lập tức nhìn về phía Mạc Phàm và Phượng Vũ. Ngươi là ai? Một nam tử nhíu mày, bất mãn nói. Ta sao? Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt. Ta là người các ngươi muốn tìm, Mạc Phàm, các ngươi muốn dẫn Lã sư tỷ tới Vô Cực Phong tìm ta có chuyện gì, vị sư huynh này? Ngươi là Mạc Phàm à? Không ít người nghe thấy lời Mạc Phàm nói, sắc mặt lập tức thay đổi. Người đứng đầu hải tuyển, trái lại bọn họ từng nghe nói tới, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp. Mạc Phàm không để ý tới người này, rời mắt nhìn Lã Hồng Nhu. Hồng Nhu sư tỷ không sao chứ? Ta không sao, người có chuyện rồi. Lã Hồng Nhu liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, tức giận nói. Ta cũng không sao. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Hắn không cần nghĩ cũng biết, đám Phùng sư huynh vẫn chưa từ bỏ ý định, xem ra lần trước vẫn không đánh bọn họ đâu. Nếu là như vậy, vậy thì đánh thêm lần nữa. Vậy ta nhìn xem đệ không có chuyện gì thế nào. Lã Hồng Nhu bĩu môi nói. Rõ ràng là Mạc Phàm thấy những người này muốn tìm hắn giải quyết chuyện này, vậy mà tiểu tử này còn nhào vào, tự mình xuất hiện. Nếu là cô chắc chắn trốn được bao xa thì trốn. Nếu Mạc sư đệ ở đây, vậy không cần bọn ta nhiều lời nữa, cũng vì ngươi, hiện giờ ta đều xếp hàng ở đây, có phải ngươi nên giải quyết một phen hay không? Nam tử gầy kia lạnh lùng nói. Không sai, Mạc sư đệ, ngươi vẫn nên giải quyết một phen thì hơn, trái lại ta thì không sao, chỉ phiền phức một chút, nhưng vì chuyện của ngươi, phiền phức nhiều người như vậy, Mạc sư đệ vẫn nên giải quyết thì hơn. Một nam tử khác nói. Tuy anh ta không rõ sao lại thế này, nhưng anh ta ở Thần Nông Tông hơn 2 năm, rất nhiều chuyện chưa từng gặp qua. Bỗng nhiên Tàng Bảo Các xuất hiện chuyện gây khó dễ cho những đệ tử ngoại lai bọn họ. Rất rõ ràng là Mạc Phàm đắc tội Phùng gia trưởng quản Tàng Bảo Các, nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu là việc Mạc Phàm làm, vậy thì để Mạc Phàm gánh. Mạc Phàm cười khẽ, nhìn thoáng qua nam tử gầy. Người khác châm ngòi thổi gió hắn không biết có phải người của Phùng gia không, nhưng quả thật nam tử gầy này là người của Phùng gia. Hắn không để ý đến những người này, lập tức đi về trước quầy. Phùng Bất Phiến sư huynh, chuyện này do ta mà ra, các ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Nam tử ở trong quầy cũng như vậy, đều là người của Phùng gia. Phùng Bất Phiến nở nụ cười vô hại, lấy một bàn tính ra, gõ vài cái. Mạc sư đệ nói gì vậy, tuy Phùng gia bọn ta trưởng quản Tàng Bảo Các, nhưng không có xích mích với Mạc sư đệ, chuyện giữa ngươi và Phùng Bất Khí sư huynh mấy hôm trước, Vô Địch sư thúc đã giải quyết, nếu như đã giải quyết, chúng ta có chuyện gì để nói nữa, còn quy củ của Tàng Bảo Các sao, là gia chủ cảm thấy quy củ của Tàng Bảo Các quá lỏng lẻo. Không liên quan tới Mạc sư đệ. Phùng Bất Phiến lại bổ sung thêm. Mạc Phàm cười lạnh lùng, rõ ràng là vừa rồi Phùng Bất Phiến hất nước bẩn lên người hắn, lúc này lại bắt đầu thanh minh toàn bộ, thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này cao minh thật. Nếu hắn thật sự tin lời Phùng Bất Phiến nói, vậy hắn đợi bị không ít sư huynh sư tỷ tìm tới cửa đi. Nếu không chỉ có thể bị Phùng Bất Phiến nắm mũi dắt đi. Ý của Bất Phiến sư huynh, ta chỉ có thể tìm Vô Tàng sư bá rồi sao? Mạc Phàm nhíu mày nói. Vô Tàng sư bá là thúc thúc của Phùng Bất Khí nam tử họ Phùng xung đột với hắn, cũng là gia chủ Phùng gia hiện giờ, Tàng Bảo Các cũng do ông trưởng quản. Sư phụ ta, chỉ sợ bây giờ ngươi không tìm được, hiện giờ sư phụ đang bận chuyện, không có thời gian gặp ngươi, cho nên Mạc sư đệ nên làm gì thì làm đi, bỗng nhiên Tàng Bảo Các thay đổi quy củ, không có một chút liên quan tới ngươi. Phùng Bất Phiến cười mà như không cười nói. Không phải Mạc Phàm rất lợi hại sao? Đến chỗ Vô Địch sư thúc đám Phùng Bất Khí cũng không kiếm được tiện nghi, nhưng đến Tàng Bảo Các, không khiến Mạc Phàm quỳ xuống cầu xin tha thứ, Mạc Phàm đừng mơ tìm được phương pháp. Anh ta muốn Mạc Phàm biết, cái gì gọi là thượng thiên vô lộ hạ địa vô môn. Lã Hồng Nhu nghe thấy lời Phùng Bất Phiến nói, lông mày nhíu chặt lại. Phùng sư huynh, vừa rồi ngươi không nói với ta như vậy. Lã sư muội, vừa rồi ta nói thế nào, ngươi muốn lặp lại một lần giúp ta à? Phùng Bất Phiến cười hỏi. Ngươi, sắc mặt Lã Hồng Nhu khó coi, lập tức không nói gì. Cô không ngu dốt, sao có thể không thấy thủ đoạn của Phùng Bất Phiến? Lúc này cô nói gì cũng không có tác dụng. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhưng trong mắt lóe lên sắc bén, chẳng muốn cãi cọ với Phùng Bất Phiến. Chúng ta đi thôi, Hồng Nhu sư tỷ. Đi, Mạc sư đệ vẫn nên giải quyết chuyện này rồi rời đi thì hơn, tránh để bọn ta gặp phiền phức. Nam tử gầy thấy Mạc Phàm muốn đi, chắn trước người Mạc Phàm nói.
nam tử gầy ngăn cản đường đi của Mạc Phàm, không ít người đứng dậy. Trong bọn họ có không ít người đang vội đổi đồ, nếu đổi sớm một chút tuyệt đối không muốn đợi thêm nữa. Nếu Mạc Phàm ở đây, sao có thể để hắn đi? Vị sư huynh, người đừng chắn trước mặt ta thì hơn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sao thế, Mạc sư đệ muốn ra tay với ta à, vậy ta phải lĩnh giáo xem, người đứng đầu hải tuyển có bản lĩnh thế nào? Nam tử gầy cười lạnh lùng, nói với vẻ khinh thường. Ngươi, còn chưa có bản lĩnh ra tay với ta. Mạc Phàm liếc mắt nhìn nam tử gầy một cái, lập tức lắc đầu, lạnh nhạt nói. Vậy sao, khẩu khí của người đứng đầu hải tuyển lớn như vậy sao? Nam tử gầy không tức giận, cười nói. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời nam tử gầy nói, quay đầu nhìn về phía Phùng Bất Viễn ở trong quầy. Bất Viễn sư huynh, ngươi chắc chắn định dùng tư thái này nói chuyện với ta đúng không? Mạc sư đệ, ngươi hơi lạ rồi, không phải ta muốn dùng tư thái này nói chuyện với Mạc sư đệ, ta và Mạc sư đệ không oán không thù lại không quen, Mạc sư đệ nói cho ta biết, ta nên dùng tư thái gì nói chuyện với ngươi đây? Phùng Bất Viễn xoa hai tay, vẻ mặt vô tội, giống như anh ta không biết gì. Bất Viễn sư huynh như vậy là được, nhưng nếu có thể, Bất Viễn sư huynh truyền cho Vô Tàng sư bá giúp ta một câu, ta sắp đại diện cho Thần Nông Tông tham gia đại bỉ, nhưng chiến kỹ vẫn chưa được hoàn thiện, cần rèn luyện chiến kỹ với một số người, nếu ta không may làm đệ tử Phùng gia bị thương, vẫn mong Vô Tàng sư bá đừng quá tức giận, nếu Vô Tàng sư bá tức giận, có thể cho người nói với ta một tiếng, chúng ta có thể nói chuyện. Nói xong, lúc này ánh mắt hắn mới nhìn nam tử gầy kia, ngoắc ngón tay với anh ta. Vị sư huynh này, không phải là ngươi muốn lĩnh giáo với ta sao, Tàng Bảo Các cấm ra tay, nếu ngươi có gan, thì theo ta ra ngoài, người của Phùng gia khác cũng như vậy, có can đảm thì đi theo ta, nhát gan thì ta sẽ đi tìm các ngươi. Hắn không biết chuyện này có liên quan tới Vô Tàng sư bá hay không, nhưng nếu xảy ra tranh cãi với Phùng gia, vậy thì tìm người Phùng gia tới giải quyết. Nếu Vô Tàng sư thúc không ra, hắn sẽ đánh người Phùng gia tới khi Vô Tàng sư bá ra mới thôi. Nói xong. Mạc Phàm dẫn Lã Hồng Nhu và Phượng Vũ ra khỏi Tàng Bảo Các. Hắn chưa đi được hai bước, bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Phùng Bất Viễn trong quầy hàng. Bất Viễn sư huynh, người có tu vi hóa thần kỳ đúng không? Ta nghe nói nhất dương kiếm của ngươi rất lợi hại, nhưng tốt nhất là đừng ra khỏi Tàng Bảo Các, nếu không ta sẽ thỉnh giáo ngươi đó. Phùng Bất Viễn này hắt nước đục lên người hắn, nói mấy câu đã muốn thu hồi, đâu đơn giản như vậy. Tàng Bảo Các không thể ra tay. Nhưng hắn không tin Phùng Bất Viễn này không ra khỏi Tàng Bảo Các. Phùng Bất Viễn ra khỏi Tàng Bảo Các, Phùng Bất Viễn chính là một trong những đối tượng hắn khiêu chiến. Tươi cười trên mặt Phùng Bất Viễn cứng đờ, sắc mặt lập tức khó coi. Không chỉ có anh ta, bên trong một phủ đệ ở Vô Cực Phong, đám Phùng Bất Khí và Liễu Mị Nhi vốn đang cười vui vẻ, lông mày nhíu lại. Tiểu tử này muốn làm gì? Cậu ta đây là muốn không chết không ngừng với Phùng gia bọn ta. Sắc mặt Phùng Bất Khí hơi khó coi, nói. Mạc Phàm đã nói rất rõ ràng, là muốn dùng đệ tử Phùng gia bọn họ rèn luyện chiến kỹ. Như vậy không còn gì tốt hơn, Phùng gia huynh cũng có mấy cao thủ, để tiểu tử này khiêu chiến đi, chuyện này là do tiểu tử này khơi mào, cho dù đánh chết Mạc Phàm, cũng không có ai nói gì. Liễu Mị Nhi nghĩ một lát, cười nói. Nếu là như vậy thì không còn gì tốt hơn, chỉ là tiểu tử này rất tàn nhẫn, cho nên... Phùng Bất Khí nói một nửa, thì dừng lại. Cho nên cái gì? Hẳn là không thể tới bước đó. Phùng Bất Khí lắc đầu nói. Chuyện này là thúc thúc ông ta bày mưu đặt kế, cho nên ầm ĩ lớn cũng không sao. Phùng gia bọn họ có mấy đệ tử chữ lót bất, thực lực không như bình thường, đối phó Mạc Phàm không thành vấn đề. Nhưng ngay cả hai đồ đệ của Vô Địch Sư Thúc đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, người Phùng gia bọn họ tu sĩ cấp thấp chỉ để Mạc Phàm thu thập. Cao cấp thu thập Mạc Phàm cũng không có nhiều ý nghĩa. Cho nên cho dù thế nào, đều là Phùng gia bọn họ mất mặt, cho nên hẳn là không đi tới bước này, để Mạc Phàm đuổi theo đệ tử Phùng gia bọn họ đánh. Nói như vậy, chẳng phải là khiến tiểu tử kia thực hiện được sao? Sắc mặt Liễu Mị Nhi khó coi, nói. Cũng không dễ dàng như vậy, lát nữa muội sẽ biết, chúng ta đợi xem trò hay đi. Phùng Bất Khí hơi nhếch miệng, thần bí nói. Vẻ mặt đám Liễu Mị Nhi mờ mịt. Nhưng không nói gì thêm, tiếp tục nhìn Mạc Phàm thông qua hình chiếu. Trong Tàng Bảo Các, sắc mặt Phùng Bất Viễn khó coi, tươi cười lập tức hiện lên trên mặt anh ta. Mạc sư đệ đừng kích động, Mạc sư đệ là chiến tu, thực lực rất cao,
tìm tu sĩ như bọn ta tu luyện cũng không có tác dụng gì, chỉ kéo trình độ của Mạc sư đệ xuống thôi. Mạc Phàm dừng bước, không thèm liếc mắt nhìn Phùng Bất Viễn một cái. Cho nên, Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Phùng gia không có mấy tu sĩ cùng cấp hoặc thực lực hơn hắn, quả thật không có tư cách mài đao của hắn, nhưng hắn không muốn dùng những người này để mài đao, chỉ dùng bọn họ để xả giận mà thôi, Phùng Bất Viễn nghĩ hơi nhiều rồi. Nếu Mạc sư đệ muốn giải quyết chuyện này như vậy, không phải là không thể được, có khả năng Mạc sư đệ phải chịu trừng phạt không nhẹ mới được. Đương nhiên không phải trừng phạt đơn phương, đám bất khí sư huynh, Liễu sư muội cũng phải chịu trừng phạt, hiện giờ đã bế môn suy nghĩ lỗi lầm, hiện giờ chỉ còn mình Mạc sư đệ không cần lo trừng phạt không công bằng, chỗ của ta có quy tắc trừng phạt, mỗi một quy tắc đều dựa theo quy củ của thần nông tông, hơn nữa sư huynh của luật pháp đường xác nhận, Mạc sư đệ muốn giải quyết chuyện này không? Phùng Bất Viễn nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, Phùng gia chuẩn bị đúng là đầy đủ, ngay cả luật pháp đường cũng có mặt. Các ngươi muốn thế nào? Mạc Phàm hỏi với vẻ khinh thường. Chuyện này sao? Thứ nhất, La Thiên đại tế của Mạc sư đệ hủy phủ đệ và trận pháp của đám Phùng sư huynh và Liễu sư muội, tuy đám Phùng sư huynh cũng sai, nhưng đều là đồng môn, Mạc sư đệ hạ thấp uy lực của La Thiên đại tế xuống, còn bồi thường cho mỗi bọn họ một tòa phủ đệ hẳn là không có vấn đề đúng không? Theo ta được biết, tuy Mạc sư đệ là đệ tử ngoại lai, nhưng có rất nhiều cơ duyên, đồ đạt được tu sĩ hợp đạo cũng không thể so được với Mạc sư đệ bồi thường cho bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Phùng Bất Viễn mỉm cười nói. Anh ta mới mở miệng, sắc mặt không ít người thay đổi. Linh khí ở thần nông tông vô cùng nồng đậm, phủ đệ tu luyện cần không ít nguyên liệu, không ít đệ tử vì dựng phủ đệ mới, làm nhiệm vụ 2-3 năm cũng không đủ. Điểm này có thể nhìn ra từ Lão Hồng Nhu, cô cùng tiến vào thần nông tông với Mạc Phàm, đến bây giờ ngay cả trận pháp của phủ đệ cũng không được chỉnh sửa hoàn toàn. Đủ để thấy, xây dựng một tòa phủ đệ hao phí lớn cỡ nào. Mạc Phàm tu sửa phủ đệ của mỗi người, hao phí bao nhiêu vật tư, bọn họ không dám tưởng tượng. Không ít người thổn thức, đồng thời ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Quả thật hắn có không ít thứ tó. Bồi thường mấy phủ đệ không tính là gì với hắn. Nhưng hắn cần dùng linh thạch bồi thường cho đám Phùng Bất Khí sao? Hắn có linh thạch, hoàn toàn có thể nhận mấy đệ tử đáng tin cậy, còn tốt hơn dựng lại phủ đệ cho đám Phùng Bất Khí. Tiếp tục điều kiện tiếp đi. Điều thứ hai, đây là yêu cầu của luật pháp đường, Mạc sư đệ thân là sư đệ, lại ra tay với mấy vị sư huynh. Luật pháp đường yêu cầu Mạc sư đệ xin lỗi đám Phùng sư huynh, chuyện này không thành vấn đề đúng không? Phùng Bất Viễn tiếp tục nói. Còn nữa không? Mạc Phàm hỏi. Đền tiền, xin lỗi, Phùng gia nghĩ hay quá nhỉ? Còn điều thứ ba, là chuyện của Lam gia, Mạc sư đệ đã thương Lam Phi sư đệ, vậy thì do Mạc sư đệ tới chữa khỏi cho Lam Phi, ngoài ra Lam Phi sư đệ bị vô địch sư thúc trục xuất khỏi sư môn, Lam gia muốn một người của Mạc sư đệ. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, lập tức thoải mái hơn. Lúc trước hắn vẫn thấy kỳ lạ. Vì sao luật pháp đường cũng tham gia vào, với hiểu biết của hắn về Chu Bất Phi sư huynh, Chu Bất Phi sư huynh sẽ không giúp Phùng gia làm chuyện này. Hiện giờ hắn đã biết rõ, vì Lam gia cũng tham gia vào. Lúc này Chu Bất Phi là trưởng khống giả của luật pháp đường, nhưng ở luật pháp đường còn có một vị sư thúc của Lam gia, là trưởng lão của luật pháp đường, cũng là đường chủ lúc trước của luật pháp đường, quyền lợi hiện giờ cũng không nhỏ. Nếu hắn đoán không sai, là người này dở trò. Lam gia muốn ai? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lẽo, hỏi. Tiểu nha đầu có huyết cấm kỵ bên cạnh ngươi. Phùng Bất Viễn khẽ nâng mí mắt, chỉ tiểu Phượng Vũ nãy giờ không nói gì. Mạc Phàm nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Ngươi có thể lặp lại lần nữa không? Lam gia muốn nha đầu có huyết cấm kỵ bên cạnh ngươi. Phùng Bất Viễn lặp lại. Mạc Phàm có thể vì nha đầu này đỡ một quyền của vô địch sư thúc, chắc chắn quan hệ giữa Mạc Phàm và nha đầu này không bình thường. Loại tình huống này cũng không hiếm lạ, có một số người bỗng nhiên thức tỉnh ký ức kiếp trước, tìm người nhà, bạn bè và đồ đệ của mình cũng thường có. Chỉ cần đạt được nha đầu này, có khả năng yêu cầu gì, Mạc Phàm đều đồng ý. Mạc Phàm cười lạnh lùng, ánh mắt phát lạnh nhìn xung quanh. Chỉ trong phút chốc, ánh mắt hắn nhìn về phía tảng đá ở một góc tàng bảo các. Vô tàng sư bá, vô ngần sư thúc, nếu như ở đây thì mời hiện thân, không có ở đây thì mời phân ra một đạo thần thức tới. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mạc Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói.
bao gồm cả Phùng Bất Viễn trong đó, sắc mặt không ít người thay đổi. Rõ ràng là Mạc Phàm nói chuyện với hai trưởng bối, vậy mà giọng điệu mang theo uy hiếp. Chỉ riêng những lời này, hai người có thể tát chết Mạc Phàm. Trong lúc này, cả Tàng Bảo Các lập tức vô cùng yên tĩnh, vốn có một số người đang đổi đồ, lúc này cũng nhìn hết về đây. Yên tĩnh chỉ rằng có một lát, đã bị một giọng nói có lực phá vỡ. Tiểu tử, lá gan của ngươi không nhỏ, tự gánh lấy hậu quả, ngươi chuẩn bị để sư bá ngươi gánh thế nào đây? Giọng nói vừa vang lên, tầng hai Tàng Bảo Các, không gian lắc lư một lát, hai bóng dáng đi từ trong ra, đứng bên cạnh lan can nhìn Mạc Phàm. Hai người này một người trẻ hơn một chút, nhìn khoảng 40-50 tuổi, người còn lại thì tóc hoa râm, mặc trên người bộ huyền y, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm đều là tức giận. Phổ Tàng sư bá có thể rời đi, hậu quả ngày mai người sẽ thấy. Mạc Phàm nhìn lão giả tóc hoa râm, cười nhạt nói. Người này là gia chủ Phùng gia hiện giờ, trưởng quản Tàng Bảo Các. Kiếp trước hắn liên hệ với Phổ Tàng sư bá không ít lần, trên cơ bản mỗi lần chiếm được cơ duyên. Phổ Tàng sư bá đều biết hắn lấy được nhiều bảo vật, bảo hắn lấy ra một phần đặt ở Tàng Bảo Các. Hắn đạt được cơ duyên, trên cơ bản đều phân cho người có quan hệ tốt, cho nên chỉ còn lại một ít cho mình, không quá nhiều. Lần một lần hai thì không sao, sau đó hắn từ chối luôn không nể mặt Phổ Tàng sư bá. Chính vì vậy, kiếp trước quan hệ giữa hắn và Phổ Tàng sư bá cũng không tốt. Mạc Phàm vừa nói xong, không ít người nuốt nước bọt, không dám thở mạnh. Nhất là Lã Hồng Nhu ở bên cạnh Mạc Phàm, cơ thể run lên, giống như bị sét đánh. Mạc Phàm lấy đâu ra bản lĩnh, mà dám nói chuyện với trưởng bối chữ lót vô như thế, cho dù Mạc Phàm là người đứng đầu hải tuyển cũng không được. Thần Nông Tông nhiều đệ tử như vậy, hoàn toàn có thể tìm một đệ tử khác đi. Bây giờ ta nhìn xem, ta tát chết ngươi sẽ có hậu quả gì, cho dù giết ngươi, Vô Cực sư đệ cũng sẽ không làm gì ta đúng không? Trong mắt Phổ Tàng lóe lên sắc bén. Tay gầy khô lập tức vươn về phía Mạc Phàm. Một đệ tử chữ lót bất mới nhập môn, vậy mà dám nói chuyện với ông như vậy, đúng là không biết sống chết. Tay ông mới vươn tới trước người Mạc Phàm, chỗ mi tâm Mạc Phàm, một chữ chấn lập tức sáng lên. Không giống với khi vô địch xem xét Mạc Phàm, lúc này chữ chấn có màu máu. Phổ Tàng nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, lập tức dừng tay. Chẳng trách kiêu ngạo như vậy. Hóa ra là có Vô Phong sư đệ làm chỗ dựa cho ngươi. Đây không phải là lần đầu tiên ông thấy chữ chấn này, màu sắc khác biệt cũng đại biểu ý nghĩa khác biệt. Màu máu đại biểu cho nguy hiểm, nếu dám ra tay, Vô Phong sẽ ra tay nặng. Tiểu tử, người gọi bọn ta ra đây, muốn giải quyết thế nào, không phải muốn Vô Phong sư đệ tới đè ép giúp ngươi đấy chứ. Bên cạnh Vô Tàng, Vô Ngần hơi nhíu mày nói. Quả thật thực lực của bọn họ không bằng Vô Phong. Nhưng Vô Phong chưa chắc giết bọn họ vì Mạc Phàm. Vô Ngần sư thúc đợi một lát, đợi con giải quyết chuyện Vô Tàng sư bá xong, có thể không, lát nữa con sẽ cho sư thúc câu trả lời hài lòng. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn tiếp xúc với Vô Ngần không ít lần, trái ngược với Vô Tàng, Vô Ngần sư thúc tốt hơn nhiều. Tuy có gia tộc lâu năm ở Thần Nông Tông, nhưng không quan tâm ngoại nội. Có thể, Vô Tàng sư huynh cũng ngồi đi, xem tiểu tử này muốn giải quyết thế nào. Vô Ngần vung tay lên, hai cái ghế và một bàn trà xuất hiện, phía trên là hai chén trà và ấm trà. Vô Tàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sắc bén ngồi xuống. Vẻ mặt Vô Ngần lạnh nhạt, cũng ngồi xuống. Mạc Phàm, ba điều kia là ta thương lượng với Vô Tàng sư thúc, phương thức trừng phạt với ngươi, ngươi có ý kiến gì, nói từng điều một đi. Vô Tàng lạnh lùng nói. Thứ nhất, con có đủ bảo vật bồi thường phủ đệ cho Bất Viễn sư huynh. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, không ít bảo dương bay từ trong ra, rơi xuống trước người hắn. Không ít thứ lấy được trong động phủ của ngũ hành yêu vương, những thứ khác đều là từ Hàn Ly huyền thiên cảnh. Thì sao? Phổ Tàng nhíu mày, trầm giọng nói. Lúc con dựng La Thiên Đại Tế có tìm đám Phùng sư huynh chào hỏi rồi, bọn họ không thèm quan tâm lý lẽ liền rời đi, ngoài ra La Thiên Đại Tế của con là Bất Khí sư huynh tự tay khởi động, phủ đệ của bọn họ bị hủy. Có thể nói là do một tay Bất Khí sư huynh gây ra, hơn nữa trước khi La Thiên Đại Tế khởi động, con đã nói trước với đám Bất Khí sư huynh rồi, cho dù thế nào cũng không so đo, nếu Vô Tàng sư bá ép con bồi thường cũng được, đầy đủ bồi thường cho phủ đệ bọn họ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, bồi thường thì bồi thường, nhưng phải xem Vô Tàng sư bá có thể bỏ mặt mũi lấy hay không. Sắc mặt Vô Tàng khó coi, ánh mắt âm tình bất định. Mạc Phàm đúng là không tầm thường.
vừa rồi ông còn vô số lý do thu thập Mạc Phàm. Bị Mạc Phàm nói như vậy, Phùng gia bọn họ muốn tìm Mạc Phàm đòi bồi thường thì xấu mặt rồi. Ngươi chắc chắn là như vậy, có phải hay không? Phô Tàng sư bá hỏi Bất Khí sư huynh thì biết, nếu Bất Khí sư huynh phủ nhận chuyện này, không cần Phô Tàng sư bá mở miệng, con sẽ dựa theo điều thứ hai tới cửa Phùng gia xin lỗi. Mạc Phàm nhìn Phô Tàng, lạnh lùng nói. Được, vậy ta sẽ đi xác nhận một phen, nếu là như vậy, ta sẽ cho ngươi một công đạo, vậy điều thứ ba thì sao? Phô Tàng nhíu chặt mày, nói. Điều thứ ba sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nhìn về phía Vô Ngần sư thúc. Vô Ngần sư thúc, nếu Lam Phi sư huynh muốn giết Lam Dương sư huynh, hoặc lấy Lam Dương sư huynh làm thương, người sẽ làm gì? Có chuyện này sao? Vô Ngần khẽ nâng mí mắt, sắc mặt khó coi hỏi. Trái tim của Lam Dương sư huynh bị nát, còn đã chữa trị cho huynh ấy 7 phần, hiện giờ đang bế quan trong vô địch cung của vô địch sư thúc, e rằng Vô Ngần sư thúc mới nghe được lời nói của một bên. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn không biết Phô Tàng sư bá biết chân tướng không, nhưng e rằng Vô Ngần sư thúc bị che mắt. Hả? Còn Phượng Vũ bên cạnh con, hai người nói muốn, con đề nghị hai người tìm một người khác. Mạc Phàm nói xong lấy thủ ngọc vô địch sư thúc cho ra. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, một dòng linh khí được rót vào trong thủ ngọc. Vô địch sư thúc, có người muốn đánh chủ ý với tiểu Phượng Vũ, nếu muốn đổ đệ, tự mình nhìn mà làm đi. Hắn mới nói xong, trên thủ ngọc lập tức tỏa ra quang mang màu xanh. Trong quang mang màu xanh, một bóng người đi từ trong ra, không phải vô địch thì còn có thể là ai. Vô địch vừa xuất hiện, khí tức nguy hiểm lập tức xuất hiện. Vốn vì Vô Tàng và Vô Ngần tới, Tàng Bảo Các đã vô cùng áp lực, ở dưới khí tức này gần như tất cả mọi người bị đè không ngẩng đầu lên được. Nhìn thấy vô địch, vẻ mặt không ít người ngây ngốc. Vô địch sư thúc, sao sư thúc lại tới đây? Tiểu tử này có Vô Phong sư thúc làm chỗ dựa còn chưa đủ, chẳng lẽ cũng có quan hệ với vô địch sư thúc? Có người thán phục. Một Vô Phong đã đủ khiến Vô Tàng sư bá thu tay, hiện giờ lại thêm vô địch sư thúc, Mạc Phàm đúng là không người nào có thể trêu chọc. Hình như cậu ta còn là đệ tử của trưởng môn. Một người khác nuốt nước bọt nói. Chuyện này, xung quanh không ít người không biết phải nói gì. Vô Phong, Vô Cực và Vô Địch, ba đại cao thủ của Thần Nông Tông, đều là người có quan hệ với Mạc Phàm, chuyện này quá khó tin rồi. Vô Địch nhìn lướt qua Vô Tàng và Vô Ngần ngồi ở tầng 2, lại thấy nhiều người ở xung quanh như vậy, thì nhíu mày. Chẳng lẽ các ngươi không cần luyện công à? Không còn chuyện gì nữa, người không liên quan tới chuyện này nhanh rời đi. Dạ, Vô Địch sư thúc. Không ít người không chút do dự đi ra ngoài Tàng Bảo Các. Vô Địch sư thúc là một trong những người có tính tình tệ nhất Thần Nông Tông, ông đã lên tiếng. Bọn họ lại ở đây không đi, một lát nữa muốn chạy phải trải qua nỗi khổ quyền cước. Náo nhiệt này, đã không còn là chuyện bọn họ có thể nhìn. Chỉ trong phút chốc, tầng Tàng Bảo Các này không còn mấy người. Vô Địch liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt đều là sắc bén. Tiểu tử, ai muốn cướp đồ đệ của lão phu? Chuyện này, sư thúc phải hỏi Bất Phiến sư huynh mới được. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất Phiến, ngươi nói đi. Vô Địch rời mắt, nhìn về phía quầy cách đó không xa. Lúc trước Bất Phiến còn tươi cười, nhưng theo Vô Địch sư thúc xuất hiện, sắc mặt anh ta không được tốt lắm. Vô Địch sư thúc, chuyện này. Bất Phiến nhìn về phía Vô Tàng và Vô Ngần ngồi ở tầng 2, muốn mở miệng nhưng không dám. Không cần Mạc Phàm nói gì nữa, anh ta cũng hiểu rồi. Chỉ sợ Vô Địch sư thúc đã nhận Phượng Vũ làm đồ đệ. Nếu bây giờ anh ta nói sư phụ anh ta hoặc Vô Ngần sư thúc, sau này anh ta đừng nghĩ tới chuyện lăn lộn ở Thần Nông Tông. Nhưng anh ta không nói, chỉ sợ không qua được cửa ải của Vô Địch sư thúc. Một tên phế vật. Trong mắt Vô Địch hiện lên khinh thường, nói. Ông rất không thích Mạc Phàm, nhưng so với Mạc Phàm, ông càng ghét Bất Phiến hơn. Võ đạo của Bất Phiến không tinh còn chưa tính, lại học những người khác giở thủ đoạn đổi trắng thay đen. Muốn giở thủ đoạn cũng không phải không thể được, nhưng chỗ dựa phải có đủ thực lực. Nếu không sẽ giống như bây giờ, ngay cả nói cũng không dám nói. Tuy tiểu tử Mạc Phàm này khiến người ta rất chán ghét, nhất là lúc nói chuyện, nhưng ít nhất tốt hơn Bất Phiến nhiều. Ông nhìn theo mắt Bất Phiến, nhìn về phía Vô Tàng và Vô Ngần. Vô Tàng sư huynh, là huynh muốn cướp nhà đầu ta mới nhận làm đồ đệ à? Vô Tàng nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Một nhà đầu có được huyết cấm kỵ, đến chỗ của ta, chỉ có thể làm một nô lệ làm việc nặng. Cũng phải.
quả thật không phải là Vô Tàng sư huynh, Vô Tàng sư huynh sẽ không có can đảm nhận một người có huyết cấm kỵ làm đồ đệ. Vô Địch cười lạnh lùng, nói. Vô Địch sư đệ, ngươi. Sắc mặt Vô Địch khó coi, lập tức đứng dậy, ánh mắt phát lạnh. Lúc Vô Địch còn trẻ rất nổi tiếng ở Thần Nông Tông, hai bọn họ hợp lực lại cũng không đối phó được. Trong mắt Vô Địch hiện lên vẻ khinh thường, nhìn về phía Vô Ngần. Vô Ngần sư huynh, nếu không phải Vô Tàng sư huynh, vậy chỉ có thể là huynh rồi, thế nào, ta trừng phạt tiểu phi như vậy, Lam gia huynh có ý kiến à? Vô Địch nói tiếp, rõ ràng là Vô Tàng và Vô Ngần là sư huynh của ông, nhưng khẩu khí nói chuyện của Vô Địch, giống như là thượng vị giả đối với hạ vị giả, hoàn toàn là đang chất vấn. Vô Địch sư đệ, ta biết có khả năng chuyện này khác với sự thật, nhưng quả thật là ta muốn dẫn nha đầu này đi. Vô Ngần nhíu mày, nói thẳng. Ông nghe Liễu Mị Nhi nói chuyện Lam Phi, cho nên lúc này ông mới cùng Vô Tàng thu thập Mạc Phàm. Thật không ngờ, vốn đưa tới một chút phẫn nộ của Vô Phong sư đệ, hiện giờ lại đưa Vô Địch tới. Có hiểu lầm cũng không sao, không có gì phải giải thích, nếu Phùng gia và Lam gia cảm thấy bất mãn với phương thức xử lý lúc trước của ta, đúng lúc hai người cũng ở đây, chúng ta lại xử lý lại đi. Vô Địch nói với vẻ khinh thường. Chuyện đã tới nước này, phần ai đúng ai sai đều không thú vị, giải quyết là được. Ngón tay ông khẽ búng, một đạo quang bay vào trong mi tâm Mạc Phàm. Chữ chấn mới biến mất lại xuất hiện, vẫn đỏ như máu giống lúc trước. Vô Địch nhìn thoáng qua chữ chấn màu đỏ, nhíu mày, sau đó lại nhìn về phía Vô Tàng và Vô Ngần. Tiểu tử này có quan hệ gì với Vô Phong sư đệ, hẳn là hai người biết rõ, nhà đầu này là đồ đệ ta mới nhận, Lam Dương tiểu sư muội, con người ta không thích nhất là tay thiện nghệ lại dùng miệng, nếu các ngươi có ý kiến với tiểu tử này, có thể trực tiếp ra tay. Lúc này hẳn là Vô Phong không rảnh ra tay cứu giúp, nhưng ta nợ tiểu tử này một lần ra tay, hai người ra tay với cậu ta cũng sẽ ra tay với hai người, nếu hai người ra tay với đồ đệ của ta, nể mặt là sư huynh đệ, ta sẽ giảm tu vi tới cùng cấp với hai người. Sau đó chơi với hai người, mãi cho đến khi chuyện này được giải quyết, hai người nhìn mà làm, là ra tay giải quyết, hay hai người dựa theo lời ta nói mà làm. Vô Địch nói thẳng luôn. Vô Ngần thì không sao. Quan hệ giữa ông và Vô Địch không tệ lắm, nếu không không có khả năng hai đứa cháu trai đều là đệ tử của Vô Địch. Vô Địch có tính cách gì, ông hiểu rất rõ. Đôi mắt của Vô Tàng nheo lại, trong chớp mắt sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Vô Địch sư đệ, đây là đệ đang lấy thực lực đè bọn ta à? Vô Địch đâu phải bàn với bọn họ, thật sự là ép bọn họ cúi đầu. Không sai, ta là lấy thực lực đè hai người, nếu hai người có bản lĩnh cũng có thể lấy ra đè lại ta. Vô Địch nói thẳng, cố tình gây sự, tự đệ chơi đi, ta không có gì muốn nói với đệ. Vô Tàng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy muốn rời đi. Vô Địch muốn chơi thì tự chơi một mình đi, quy củ của Tàng Bảo Các không đổi, Mạc Phàm đợi phiền phức tìm tới cửa đi. Chỉ cần không phải ông tự mình gây sự với Mạc Phàm, Vô Phong sẽ không ra tay can thiệp. Huynh đi đi, đợi ta đưa tiểu tử này và Lam Dương đến võ đạo trì, ta sẽ tìm Vô Tàng sư huynh. Ta nghe nói gần đây tu vi của Vô Tàng sư huynh tăng mạnh, ta rất muốn biết rốt cuộc Vô Tàng sư huynh tiến bộ tới cỡ nào. Vô Địch há to miệng, cười lạnh lùng nói, uy hiếp trắng trợn lập tức đè về phía Vô Tàng. Vô Địch, đệ đừng có mà quá phận, đệ nghĩ rằng chiến lực mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm ở Thần Nông Tông à. Vô Tàng nhíu mày, trầm giọng nói. Trái lại ông có thể đi cho xong việc, nhưng hạng người như Vô Địch nói được thì làm được, nếu thật sự tìm tới cung điện của ông khiêu chiến. Ông sẽ mất sạch mặt mũi. Vô Tàng sư huynh, chẳng lẽ thực lực mạnh không thể muốn làm gì thì làm? Vô Địch cười lạnh lùng, hỏi ngược lại. Được lắm, đợi trưởng môn sư đệ trở về, ta nhất định sẽ tìm đệ ấy tố cáo đệ một việc. Sắc mặt Vô Tàng xanh mét, nổi giận đùng đùng nói. Mạc huynh, nhưng trước khi trưởng môn sư huynh trở về, chuyện này tất phải giải quyết theo phương pháp của ta, sau đó thì tùy. Vô Địch nói với vẻ khinh thường. Thực ra ông chẳng muốn quản chuyện của Mạc Phàm, chỉ quản chuyện của Tiểu Phượng Vũ mà thôi. Vô Tàng tìm trưởng môn càng tốt, Mạc Phàm là đệ tử của trưởng môn giải quyết là tốt nhất, nếu trưởng môn cũng đứng về phía Vô Tàng vậy ông không phản đối, chỉ là trưởng môn làm vậy hay không, ông cũng không biết. Nhất là Vô Tàng vì trả thù, dùng Tàng Bảo Các của Thần Nông Tông tới gây khó dễ cho Mạc Phàm, chuyện này có chút lạm dụng tư quyền, trưởng môn càng không đứng về phía Vô Tàng. Rốt cuộc là đệ muốn thế nào? Vô Tàng nghiến răng hỏi. Vô Địch đến đây, ông nhượng bộ chỉ có thể tự rước lấy nhục.
người như vô địch, chưa bao giờ thích giảng đạo lý với người khác, cũng không có đạo lý có thể nói, không phục thì đánh. Đừng nói là đám sư huynh đệ bọn họ hết cách với vô địch, trưởng bối của bọn họ cũng rất đau đầu về vô địch, gặp được vô địch thường trốn tránh không gặp. Tạm thời theo vô địch là được, đợi trưởng môn trở về, nhất định phải để trưởng môn cho ông công đạo. Rất đơn giản, không phải là chuyện mấy phủ đệ và hậu bối đánh nhau sao, không có gì ghê gớm cả, thắng thì thắng, thua thì thua, ta cũng bại bởi tiểu tử này, nhưng vô địch ta đã thua nguyện chịu thua, đồng ý dẫn cậu ta vào võ đạo trì, đánh cược không phải chỉ một chút, hai người thân là trưởng bối cũng cần phải như vậy. Ta cho hai người hai lựa chọn, thứ nhất, hai người đánh nhau một người không muốn, hai người đều phải trừng phạt, ta sẽ kéo tất cả mọi người tới. Vô địch vươn một tay ra, khẽ kéo trong hư không. Không gian trước người hắn lắc lư, trong gợn sóng, đám Lam Dương, Lam Phi, Phùng Bất Khí, Liễu Mị Nhi được kéo từ trong ra ngoài. Trên tầng 2, sắc mặt Vô Tàng và Vô Ngần lập tức thay đổi. Bọn họ đều là cao thủ đại thừa, tự mình có thể hoành độ hư không. Nhưng tiện tay kéo nhiều người khác tới đây như vậy giống vô địch, hai bọn họ đều không làm được. Mười phong ở Thần Nông Tông, nhìn thì như rất gần, thực ra là biểu hiện giả do không gian pháp tắc tạo thành, từng sơn phong ít nhất cách hai hệ hành tinh. Hơn nữa chỗ bọn họ đều có trận pháp bảo hộ, tùy tiện kéo tới như vậy, rất không đơn giản, e rằng không có mấy người ở Thần Nông Tông làm được. Mạc Phàm thì không có cảm giác gì mấy, quả thật lúc này vô địch sư thúc rất lợi hại, nhưng hắn từng thấy lúc vô địch sư thúc càng khủng bố hơn rồi. Đám Phùng Bất Khí thì khác, không biết có phải là có tật giật mình, hay là bị thủ đoạn của vô địch sư thúc dọa sợ, sắc mặt cả đám trắng bệch. Chuyện này vốn xem như là vô địch sư thúc ra mặt, tối đa là chấm dứt tại đây, nhưng vô địch sư thúc lại kéo bọn họ tới, vậy thì không dễ nói rồi. Vô địch không để ý tới biểu cảm vô cùng khiếp sợ của đám Vô Tàng, nâng cao cằm nói. Nếu như đều trừng phạt, mỗi người ta sẽ giáng tu vi xuống thấp hơn một cấp đánh ba quyền, ai trả xong, chuyện này xóa bỏ, người nào cũng không được nhắc tới, cũng không còn ai được giở trò như vậy nữa, tiểu tử, ngươi có ý kiến không? Vô địch hỏi Mạc Phàm. Vô địch sư thúc quyết định là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vô địch sư thúc cùng cấp với hắn mà hắn còn đỡ được một quyền, ba quyền của Kim Đan đỉnh phong hắn càng không có vấn đề. Con thì sao, Tiểu Dương? Vô địch nhìn Lam Dương nói. Quyết định của sư phụ là quyết định của con. Lam Dương cung kính nói. Mấy người thì sao? Vô địch rời mắt nhìn về phía đám Lam Phi, Phùng Bất Khí. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nói gì. Trong đám bọn họ mạnh nhất không thể nghi ngờ là Lam Phi, nhưng Lam Phi cũng chưa chắc đỡ được ba quyền giáng cấp của vô địch sư thúc. Cho dù vô địch sư thúc thủ hạ lưu tình, có khả năng mấy bọn họ không chết cũng phế. Phùng Bất Khí do dự, liếc mắt ra hiệu với nam tử ở bên cạnh. Bọn họ không thể lựa chọn, vô địch sư thúc đã khiến Phùng gia và Lam gia không còn mặt mũi, nếu ông ta và Lam Phi mở miệng, trở về sẽ không tránh được bị phạt nặng. Nam tử kia do dự một lát, cười run rẩy, cúi người hành lễ với vô địch sư thúc. Vô địch sư thúc, lựa chọn thứ hai là gì vậy? Thứ hai à, không có bồi thường, không có xin lỗi, nữ đồ đệ này của ta cũng không thể cho Lam gia. Chuyện Tàng Bảo Các và Lam gia có thể tiếp tục chơi, nhưng ta thấy người có chữ lót vô của La gia sẽ đánh một lần, mãi đến khi trưởng môn sư huynh trở về, như vậy đấy. Vô địch nắm chặt tay, cười nói. Phùng gia và Lam gia có mấy người thực lực không tệ, ông chịu nhiều thua thiệt trên người Mạc Phàm như vậy, đúng lúc tìm người hả giận, đánh người xong còn có thể ký dưới trướng Vô Phong và trưởng môn. Vô địch sư đệ, chuyện này có chút hiểu lầm, ta thu hồi lại yêu cầu của Lam gia bọn ta. Đa tạ sư đệ bồi dưỡng tiểu phi, chúng chúc mừng sư đệ tìm được tân đồ đệ, Phượng Vũ Châm này coi như là lễ vật ta tặng sư điệt. Vô Ngần nghĩ một lát, lấy một châm phượng màu đỏ rực ra nói. Ông ném châm phượng về phía không trung, châm phượng bay về phía Phượng Vũ. Châm phượng tới gần Phượng Vũ, hỏa diễm màu đỏ lập tức dấy lên, từng tiếng phượng minh vang lên trên châm phượng. Hiếm khi trên mặt Phượng Vũ có biểu cảm, trước mắt cô hơi sáng lên. Mạc Phàm nhìn thấy châm phượng này, sắc mặt cũng hơi đổi. Kiếp trước, sau khi hắn nhận Phượng Vũ làm đồ đệ, Phượng Vũ nhanh chóng phá kỷ lục tốc độ tu luyện ghi lại ở Thần Nông Tông, lúc ấy Vô Ngần sư thúc đã tặng Phượng Vũ chiếc châm phượng này. Châm phượng này tương đồng với huyết mạch trong cơ thể Phượng Vũ rất thích. Phượng Vũ, thích không? Vô địch thấy vẻ mặt Phượng Vũ thay đổi, thì hơi vui vẻ. Trong mắt Phượng Vũ lóe lên tinh quang, khẽ gật đầu đáp.
thích thì cất đi, lát nữa ta sẽ để Lam Dương sư huynh dẫn con vào bảo khố nhìn xem, ta nhớ rõ ta cũng có thứ này, nếu không có thì bảo Lam Dương sư huynh dẫn con tới bảo khố của Lam gia nhìn xem con thích gì nữa không. Vô Địch không khách sáo, giống như bảo khố của Lam gia là hậu viện nhà ông. Phượng Vũ vươn một ngón tay ra, với về phía Châm Phượng. Cô mới đụng vào Châm Phượng, trong Châm Phượng biến thành một tiểu Phượng Vũ huyền ảo, vờn quanh cô. Vô Ngần cũng không tức giận, trái lại cười nhạt. Phượng Vũ có thể tới Lam gia bất cứ lúc nào, không có Tiểu Dương cũng không sao. Đừng đánh chủ ý đồ đệ của ta, tốt nhất là huynh nên quản tốt đứa nhỏ của mình, ta đã dạy giúp huynh tu luyện cơ sở, nhưng còn chuyện khác ta cũng không có biện pháp. Vô Địch liếc mắt nhìn Vô Ngần một cái, lạnh lùng nói. Vậy ta đi trước một bước. Trong mắt Vô Ngần hiện lên chút thất vọng, bàn tay vung lên, cả Lam Phi sắc mặt âm trầm cùng biến mất. Vô Địch hơi nhếch miệng, nhìn về phía Vô Tàng. Vô Tàng nhíu chặt mày, sắc mặt khó coi hơn không ít. Vô Ngần ở đây, hai bọn họ đều không đè được Vô Địch, Vô Ngần đã đi rồi, một mình ông càng độc mộc nan chi. Vô Địch, lần này xem như ngươi lợi hại, món nợ này chúng ta sẽ tính sau. Vô Tàng phất tay áo, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, ông ta xoay người muốn đi, đợi một chút, Vô Tàng sư huynh, tấm bảng kia thì sao? Vô Địch chỉ tấm bảng ở chỗ quầy, nói. Sắc mặt Vô Tàng khó coi, trong mắt lóe lên tinh quang, tấm bảng kia vỡ nát luôn, Vô Tàng cũng biến mất không thấy, giọng nói phẫn nộ vang lên trong tàng bảo các. Bất khí, trở về gặp ta. Cơ thể Phùng Bất Khí run lên, giống như có một đạo sấm sét nổ tung bên cạnh ông ta. Sắc mặt ông ta khó coi tới cực hạn. Ông ta không thể đối phó Mạc Phàm, trái lại chọc giận thúc thúc ông ta, trở về bị trừng phạt chắc chắn không thể thiếu. Các người còn không quay về, chẳng lẽ cần ta đưa các người về sao? Vô Địch lạnh lùng liếc đám Phùng Bất Khí ngây ra như phỗng một cái, hỏi. Không cần không cần. Trong mắt Phùng Bất Khí hiện lên không cam lòng và phẫn nộ, nhưng vội vàng lắc đầu. Để Vô Địch sư thúc đưa bọn họ đi. Không biết sẽ ném bọn họ ở chỗ nào. Mấy người trừng Mạc Phàm một cái, chật vật rời khỏi tàng bảo các. Tiểu tử, nhanh đổi đồ vào võ đạo chỉ đi, mang theo đồ đệ của ta tới Vô Địch cung. Lần này nể mặt Phượng Vũ, ta giúp ngươi một lần sau lại tìm ta sẽ lấy khối thủ ngọc đi. Vô Địch giơ tay ném thủ ngọc cho Mạc Phàm, bất mãn nói. Những lời này vừa vang lên, ông cũng biến mất theo. Mạc Phàm lắc đầu cười, cất thủ ngọc đi. Rời mắt nhìn lão Hồng Nhu. Hồng Nhu sư tỷ, không phải là sư tỷ muốn đổi đồ sao, đi thôi, cùng đổi. Lão Hồng Nhu nhìn tươi cười trên mặt Mạc Phàm, trong lòng cảm thấy không ổn lắm. Mạc Phàm bị xung quân tới Vạn Yêu Quật, cô tiến vào Thần Nông Tông sớm hơn Mạc Phàm một chút, nhưng cô vẫn đang vì dựng trận pháp mà chạy tới chạy lui, Mạc Phàm đã tìm được chiến tu của Thần Nông Tông giúp đỡ. Lúc trước Mạc Phàm tìm Vô Phong sư thúc, hiện giờ lại là Vô Địch sư thúc. Chênh lệch giữa cô và Mạc Phàm không chỉ không thu nhỏ lại, trái lại càng lúc càng lớn. Làm sao vậy, Hồng Nhu sư tỷ? Mạc Phàm thấy lão Hồng Nhu thất thần, cười nhạt hỏi. Không có gì, gặp được đệ thì không cần đổi, đệ có trận bàn của trận pháp hộ phủ hay không cho ta một cái, cấp độ, phẩm chất càng cao càng tốt. Lão Hồng Nhu nghĩ một lát, tức giận nói. Nếu gặp được nhà giàu như Mạc Phàm, sao cô có thể tự mình đổi, không làm thịt một phen không đủ để bình ổn phẫn nộ. Lão Hồng Nhu nói xong nhìn bảo dương quanh Mạc Phàm, tiện tay mở một dương ra. Những bảo dương này là Mạc Phàm lấy ra để bồi thường Vô Tàng, bây giờ còn chưa cất đi. Qua, vậy mà đệ còn có Hỏa Vân Thạch vạn năm, gần đây ta đang tìm thứ này, đệ có cần không, nếu không cần thì ta lấy nhé. Còn thứ này nữa, ngũ ấp hoa, ta cũng muốn. Lão Hồng Nhu không cần Mạc Phàm đồng ý, lấy luôn bỏ vào dương. Mạc Phàm bĩu môi không nói gì. Cũng không để ở trong lòng. Ta không có trận bàn, nhưng sư tỷ có thể tới Vô Khí Phong tìm Bất Linh sư tỷ, hẳn là Bất Linh sư tỷ sẽ có. Sư tỷ nói là ta bảo sư tỷ qua đó, tỷ ấy sẽ cho sư tỷ một trận bàn không tệ, đúng rồi lúc đi nhớ mang theo một ít Thiên Long quả. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất Linh sư tỷ thích Thiên Long quả nhất, trước kia Bất Linh sư tỷ tới tìm hắn, chỉ ăn thứ này, không ăn thứ gì khác. Bất Linh sư tỷ, ta sẽ đi tìm tỷ ấy. Đợi ta dựng trận pháp hộ phủ xong sẽ tới tìm đệ. Lão Hồng Nhu không nghi ngờ, nói. Ta phải bế quan một thời gian, đợi ta đi ra đã sắp bắt đầu đại bỉ rồi, đợi sư tỷ lấy được trận bàn thì đi tìm Lương trưởng lão và Trúc trưởng lão với Vọng Cơ sư huynh,
cũng dẫn cả Bất Linh sư tỷ đi, nếu tỷ ấy cảm thấy có hứng thú. Mạc Phàm nói, đại bỉ, Lão Hồng Nhu nhíu mày, không nói gì thêm. Mạc Phàm nhìn thì rất phong quang, trên người như có bảo vật không đếm xuể, nhưng hắn trả giá hơn người khác rất nhiều. Vậy đệ bảo trọng, cô thuận tay lấy một bảo dương còn nhỏ đi, rời khỏi tàng bảo các. Mạc Phàm lắc đầu, cất dương còn thừa, đi tới bên cạnh quầy. Bất Viễn sư huynh, ta muốn đồ trong ngọc giản này. Mạc Phàm lấy ngọc giản vô địch sư thúc cho hắn ra, đặt lên trên quầy. Sắc mặt Phùng Bất Viễn xanh đỏ bất định, nhưng không lấy ngọc giản này. Anh ta vừa khiến Mạc Phàm thiên địa vô môn, lúc này chỉ mới một lát, Mạc Phàm đã khiến anh ta không còn đường lui. Nếu anh ta đổi đồ cho Mạc Phàm, tương đương tát mình một cái. Sao thế, tấm bảng kia bị vô tàng sư bá lấy mất, Bất Viễn sư huynh còn định lập thêm cái khác sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng, hỏi. Tất nhiên là ta sẽ không tự lập quy củ, nhưng Mạc sư đệ đúng là có đủ thủ đoạn, vậy mà có thể mời được vô địch sư thúc và vô phong sư thúc ra tay, sư huynh đúng là bội phục. Phùng Bất Viễn âm dương quái khí nói. Cho nên, Mạc Phàm thản nhiên nói. Sư đệ tự giải quyết cho tốt đi, sơn bất kiến thủy kiến, dù sao sau này ngươi cũng dùng của Phùng gia bọn ta, đến lúc đó đừng trách ta không nói cho ngươi, con đường này, tự ngươi phá hỏng rồi. Phùng Bất Viễn trầm giọng nói. Vậy sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Con đường của Phùng gia, cho đến bây giờ hắn không muốn đi qua, là thông hay bị chặn, hắn đều không sao cả. Kiếp trước, sư phụ hắn từng để hắn chấp trưởng tàng bảo các, nhưng bị hắn từ chối. Một nơi không có đồ hắn cần tìm, có thể làm gì hắn? Hừ, ngươi đợi đấy. Phùng Bất Viễn thấy Mạc Phàm dầu muối không vào, hừ lạnh một tiếng, cầm lấy ngọc giản đi về sau đài. Mạc Phàm không biết tốt xấu như thế, anh ta rất muốn xem Mạc Phàm có thể đi bao xa ở Thần Nông Tông. Hiện giờ có vô địch sư thúc và vô phong sư thúc che chở Mạc Phàm, nhưng loại người như Mạc Phàm, sớm muộn gì cũng đắc tội không ít người ở Thần Nông Tông. Đợi Mạc Phàm không có ai bảo hộ, xem Mạc Phàm còn kiêu ngạo thế nào. Chỉ trong phút chốc, anh ta cầm mấy món đồ trở về, ném lên trên quầy. Mạc Phàm nhìn thoáng qua mấy thứ kia, có tổng cộng 3 thứ, theo thứ tự là cửu thức thạch, tam mệnh quả và vô thần hoa. Cửu thức thạch là dùng để phong bế cửu thức của con người, một khi ăn tảng đá này, sẽ mất đi thính giác, thị giác và cửu thức. Tam mệnh quả không khác cửu thức thạch lắm, nhưng hiệu quả mạnh hơn một chút, khiến thể cảm, khí cảm, thần cảm phân ly, hạ thấp cảm nhận của một người. Hiệu quả của vô thần hoa càng mạnh hơn, tách toàn bộ cảm quan. Hắn từng dùng 3 thứ này rồi, nhưng dùng ít hơn, bởi vì 3 thứ này đều là độc vật, nếu sử dụng quá liều lượng, sẽ khiến cả người như thi thể, không có bất luận cảm giác gì. Tiến vào võ đạo chỉ sử dụng 3 thứ này, xem ra trong võ đạo chỉ có thứ khiến người ta khó có thể chịu được, nếu không sẽ không dùng thẳng 3 thứ này luôn, mà không phải dùng đan dược đóng cửu thức. Hắn không nghĩ nhiều, cất mấy thứ này vào trong nhẫn chữ vật, đi về phía vô địch cung. Nơi sâu nhất trong vô địch cung, vô địch dẫn đám Mạc Phàm đi qua từng tầng cấm chế, đứng phía trước một sơn động. Cửa đá sơn động không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, phía trên đầy vết rạn, nhưng những vết rạn này không làm phai mờ phù văn kỳ lạ trên cửa đá. Sư thúc, đây là cửa vào võ đạo chỉ đúng không? Mạc Phàm nhìn phù văn trên cửa đá, nhướng mày nói. Không sai, sao thế, tiểu tử ngươi biết phù văn ở phía trên à? Vô địch cười lạnh lùng, hỏi. Nơi này là cửa vào võ đạo trì, mỗi một phù văn ở phía trên đều là một phần của võ đạo. Tuy Mạc Phàm là y đạo đại thành, cũng chưa chắc đã biết. Dù sao khác nghề như cách núi, y đạo và võ đạo kém rất nhiều. Vô địch sư thúc có rảnh, có thể đến chỗ này nhìn xem, nói không chừng lại có thu hoạch. Mạc Phàm nhướng mày, lấy một ngọc giản ra, khắc một số tin tức ném cho vô địch. Hắn không biết phù văn ở bên trên, chỉ biết là liên quan tới võ đạo. Kiếp trước hắn từng thấy một nơi tương tự cửa đá này. Bởi vì võ đạo của hắn và Phượng Vũ không tới tình trạng của vô địch, cuối cùng vẫn không thể mở cánh cửa kia, chỉ ghi nhớ lại nơi đó rồi rời đi. Nếu nơi này là võ đạo trì, cửa đá hắn gặp được chắc chắn cũng liên quan tới võ đạo. Hắn không mở được, hẳn là vô địch sư thúc không thành vấn đề. Nơi nào thế, tiểu tử, không phải ngươi viện cớ ép lão phu làm chân chạy giúp ngươi đấy chứ? Vô địch nhíu mày nói. Sư thúc đi sẽ biết, có khả năng là một võ đạo trì khác, cũng có thể là thứ khác, con không biết. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Hửm,
Vô Địch nhướng mày, không do dự cầm lấy ngọc giản, nhớ toàn bộ thông tin. Nếu người khác nói có võ đạo chỉ khác, ông sẽ không do dự tát một cái, nhưng tiểu tử Mạc Phàm nói, vẫn đáng tin hơn một chút. Tuy nơi đó hơi xa, nhưng không là vấn đề gì đối với ông. Nhưng ông vẫn cảnh cáo Mạc Phàm một câu. Tiểu tử, nếu để ta phát hiện là giả, người sẽ biết tay ta, hiện giờ Phùng gia đang hận người thấu xương đó. Mạc Phàm lắc đầu cười, vươn một tay về phía Vô Địch. Vậy sư thúc trả lại cho con đi. Nghĩ hay quá nhỉ, đến tay ta rồi, người còn muốn lấy lại. Vô Địch cất ngọc giản, hừ lạnh một tiếng nói. Đến tình trạng này của ông, thứ khác không có lực hấp dẫn lớn với ông, nhưng võ đạo chỉ xem như là một thứ. Thứ trong võ đạo chỉ này đã được ông lĩnh ngộ hoàn toàn, thậm chí ông còn thêm vào bên trong, đã không còn ích lợi gì với ông. Nhưng võ đạo chỉ mới, vậy thì khác rồi. Nếu những lời Mạc Phàm nói là thật, võ đạo của ông sẽ tiến thêm một bước, vượt qua Vô Cực sư huynh và Vô Phong sư đệ cũng không phải không có khả năng. Tiểu tử, các ngươi chuẩn bị một phen tiến vào võ đạo chỉ đi, trước đó, tốt nhất là các ngươi nên biết một số chuyện liên quan tới võ đạo chỉ, tránh xảy ra ngoài ý muốn ở bên trong. Vô Địch thu hồi tâm tư khác, nói. Mạc Phàm không lơ là, ánh mắt rời khỏi cửa đá nhìn về phía Vô Địch sư thúc. Võ đạo của hắn bình thường, đối với võ đạo chỉ có thể nói là hoàn toàn không biết gì, vẫn nên tìm hiểu một phen thì hơn. Thứ chảy trong võ đạo chỉ là võ đạo chi lưu, là bản nguyên của võ đạo biến thành, tuy là thứ tốt khó có được, nhưng nếu thực lực không đủ, sẽ là chí mạng. Sau khi hai đứa đi vào, khoan hẳn cảm ngộ võ đạo, dùng võ đạo chi lưu để thăng cơ thể trước, sau khi tới mức độ nhất định, lại đi lĩnh ngộ, nếu không có khả năng hai đứa chưa lĩnh ngộ được nhiều võ đạo, cơ thể sẽ không chịu nổi, ta không phải nói đùa, từng có người chết trong võ đạo chỉ rồi, ta còn sống là hơn người bình thường. Vô Địch thận trọng nói, ông không phải là đệ tử đầu tiên tiến vào võ đạo chỉ, lúc ấy có mấy người cùng đi vào với ông. Nhưng chỉ có ông lĩnh ngộ hoàn toàn tất cả võ đạo trong võ đạo chỉ, những người khác không phải cơ thể tan vỡ, thì mất đi bản thân trong võ đạo chỉ, hiện giờ còn chưa tỉnh lại. Ông nói với đám Mạc Phàm những lời này, cũng là sau khi nhiều đệ tử tiến vào võ đạo chỉ tổng kết ra quy luật. Sư phụ, đồ mà người bảo bọn con chuẩn bị là dùng lực túy thể sao? Lam Dương nhíu mày, hỏi. Ba thứ này đều dùng để hạ thấp lực cảm ứng, nói cách khác tránh cho đi vào lĩnh ngộ võ đạo. Nếu như vậy, thì là chuẩn bị vì túy thể. Không sai, sau khi hai người đi vào, nếu cảm thấy cơ thể không chịu nổi võ đạo khiên dẫn, thì bắt đầu phục dùng từ cửu thức thạch, sau đó là tam mệnh quả, cuối cùng là vô thần hoa, nếu ba thứ này đều phục dùng xong, vậy bắt đầu tham ngộ võ đạo. Vô Địch gật đầu nói tiếp. Ngoài ra lúc tham ngộ võ đạo, đừng quá si mê, hơn nữa không thể bị võ đạo mê hoặc, nếu ta phát hiện hai đứa bị võ đạo mê hoặc, ta sẽ cưỡng ép mang hai đứa ra, nhưng nếu là như vậy, hai đứa sẽ bỏ lỡ cơ hội tiến vào võ đạo trì. Vô Địch lại nói tiếp. Võ đạo là thứ vô cùng cao cấp, không ít người tận cùng một đời đều đang truy đuổi chuyện này. Trong võ đạo trì, đều là thứ này. Có một số người đang mài giũa tiến lên. Lập tức đến võ đạo đầy khắp núi đồi, sẽ xa vào bên trong. Như vậy không thể lĩnh ngộ võ đạo, còn thành nô lệ của võ đạo. Làm thế nào mới không bị võ đạo mê hoặc à? Lam Dương hỏi. Muốn một lòng hướng đạo, mà lại không thể xa vào, hình như chuyện này rất khó. Chuyện này, người có tâm đắc gì? Vô Địch không trả lời, hỏi Mạc Phàm. Vạn đạo đều như nhau, Mạc Phàm y đạo đại thành, chắc chắn cũng từng bị đại đạo mê hoặc. Nếu không không đi xa như vậy. Lam Dương sư huynh, ngươi chỉ cần nhớ rõ, nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một muôi ẩm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ta chỉ lấy một muôi ẩm sao? Lam Dương nhíu mày, càng thêm mơ màng. Không sai, cho dù ngươi thiên diệu vạn hảo, ta không thích thì không uống thứ vô dụng với ta, không hợp với ta thì không uống, ta là ta, đạo chỉ là con đường dưới chân ta, nghịch thiên chi đồ mà thôi, không phải không có nó ngươi không đi được. Nói một cách ngắn gọn là ngã hành tức đạo. Mạc Phàm giải thích, hắn từng xa vào bên trong, may mà sư phụ hắn phát hiện sớm, đã tặng những lời này cho hắn, đánh thức hắn, lúc này hắn mới không gặp chuyện như vậy. Hay cho câu nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một muôi ẩm, ngã hành tức đạo, không sai, con chỉ cần nhớ kỹ đạo chỉ là con vẫy tay là tới, ném thì đi là được, không cần quá để ý đạo mất đi, con còn đi thứ khác, đại đạo vạn thiên sẽ có thứ thích hợp với con. Cho dù không có, vậy thì đi đường mới, giống như sư phụ con đây, thần nông tông ta không phải đều là y tiên sao,
ta lại càng muốn thành chiến tu, như vậy là được rồi. Vô Địch hài lòng liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Ông không thích Mạc Phàm, nhưng câu nói của Mạc Phàm rất có đạo lý. Đa tạ sư đệ nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi. Lam Dương suy nghĩ một lát, thản nhiên nói. Được rồi, hai đứa vào đi, cố gắng kiên trì lâu một chút, ta ở trong đó 4 tháng, xem hai đứa có trình độ gì. Vô Địch nói xong, đi về phía cửa đá. Vô Địch đi tới trước cửa đá, một tay đặt lên trên cửa đá, một đám văn tự võ đạo trên tay ông lao dũng mãnh tới cửa đá, những phù văn này hợp lại với từng phù văn trên cửa đá. Không lâu sau, phù văn trên tay Vô Địch dung nhập vào trong cửa đá hoàn toàn. Khai! Vô Địch khẽ quát một tiếng, phù văn trên cửa đá sáng lên toàn bộ. Xèo xèo, âm thanh tảng đá ma sát vang lên, cửa đá mở ra từ giữa, lộ ra một cửa động có thể dung nạp một người. Cửa động vừa mới mở ra, còn chưa có linh khí tràn ra, nhưng cảm giác huyễn hoặc khó hiểu lập tức xuất hiện. Dưới cảm giác huyền hoặc khó hiểu này, một số ảo ảnh võ đạo lập tức xuất hiện trước mắt đám Mạc Phàm. Đây là hình chiếu võ đạo, nơi này còn yếu hơn một chút, phía sau sẽ khiến hai đứa không thể không đi theo những võ đạo này, hai đứa thích ứng trước đi, không phải lo lắng đi vào. Vô Địch giải thích. Dạ, sư phụ. Lam Dương nói. Vô Địch khẽ gật đầu, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, mấy ngày trước ta tới Ngạo Nhật Sơn Tông một chuyến, gặp được Long Ngạo Thiên của Ngạo Nhật Sơn Tông, trạng thái hiện giờ của ngươi rất mạnh, Lam Dương dùng toàn lực cũng không phải đối thủ của ngươi, nếu thời gian ngươi ở trong võ đạo trì ngắn hơn ta hoặc không lĩnh ngộ kiếm đạo tới tầng rất cao, vậy ngươi sẽ không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên. Vẻ mặt Vô Địch nghiêm trọng, nhắc nhở. Đại bỉ lần này do Vô Phong dẫn đội, nhưng do ông quan sát. Tất cả người tham gia đại bỉ, ông đều nhìn một lần. Long Ngạo Thiên không hổ là người đứng đầu, cho dù là thiên phú, tu vi, huyết mạch, thể chất và lĩnh ngộ võ đạo, những người khác đều kém hơn Long Ngạo Thiên rất nhiều. Cho dù Mạc Phàm đấu với Long Ngạo Thiên, trong 3 chiêu Mạc Phàm sẽ thất bại, nếu sau đó Mạc Phàm không cầu xin tha thứ, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Hắn vẫn hiểu biết về Long Ngạo Thiên, ngoài ra khi hắn ở địa cầu, cũng từng thấy Long Ngạo Thiên ra tay, lúc ấy nếu hắn liều mạng đối phó Long Ngạo Thiên, thì không có nhiều vấn đề lắm. Nhưng theo lời Vô Địch sư thúc nói, hình như không đơn giản như vậy. Chỉ là nghĩ một lát, hắn thoải mái hơn hẳn. Hắn đến tu chân giới, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, đây là hắn đạt được cơ duyên. Long Ngạo Thiên là thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông, muốn thứ gì không cần như hắn, cần phải đi tìm, hoàn toàn dựa vào bản thân để lấy, cộng thêm thiên phú của Long Ngạo Thiên, để thăng tu vi nhanh hơn hắn là chuyện rất bình thường. Xem ra con xem thường Long Ngạo Thiên rồi. Mạc Phàm nhíu mày nói. Bây giờ ngươi biết lợi hại của cậu ta không tính là muộn, còn chút thời gian, ngươi có thể đuổi theo, vẫn là câu nói đó, trừ phi thời gian ngươi ở trong võ đạo chỉ vượt qua ta, hoặc có thể tự mình lĩnh hội kiếm đạo, nếu không gặp được cậu ta trên lôi đài, lập tức đầu hàng chịu thua, Vô Phong sư đệ nợ ngươi một ân tình lớn như vậy, sẽ ra tay cứu ngươi, Tiểu Dương cũng vậy, gặp được cậu ta lập tức chịu thua, không tính là mất mặt, không có nghĩa sau này ngươi không bằng cậu ta. Vô Địch lặp lại. Quyền đạo của Mạc Phàm ngay cả Lam Dương cũng không bằng, tuy kiếm đạo cũng tạm, nhưng cách Long Ngạo Thiên còn một tầng. Võ đạo trì này, liên quan tới quyền đạo tương đối nhiều một chút, kiếm đạo thì Mạc Phàm không lĩnh ngộ được nhiều, cho nên muốn để thăng kiếm đạo, phải xem Mạc Phàm rồi. Người kia rất lợi hại sao? Phượng Vũ thấy Mạc Phàm nhíu chặt mày, mở miệng hỏi. Cô ở cạnh Mạc Phàm mấy ngày, rất ít khi thấy Mạc Phàm phát sầu. Người này khiến Mạc Phàm phát sầu, hẳn là không đơn giản. Rất lợi hại, trong vòng 3 năm, con không có khả năng đánh bại cậu ta, nhưng trong vòng 5 năm, chỉ cần con chăm chỉ theo ta học, trái lại có thể. Vô Địch nói, hiện giờ Tiểu Phượng Vũ còn là tiên thiên, tốc độ tu luyện của cô sẽ nhanh không ít, nhưng không tới 5 năm, cũng không có khả năng. Trong lòng Mạc Phàm có chút ấm áp, tươi cười xuất hiện trên mặt hắn. Kiếp trước, khi Long Ngạo Thiên cướp Huyền Nguyệt Tiên Tử, hắn vừa mới gặp Phượng Vũ, lúc ấy Phượng Vũ cũng nói như vậy. Sau đó hắn mời cao thủ đoạt lại Huyền Nguyệt Tiên Tử, còn tuyên bố huyền thường lệnh đuổi giết Long Ngạo Thiên. Sau đó ép tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông và sư phụ hắn ra mặt, chuyện này mới được giải quyết. Lần này hắn không mời những người khác, tự mình là được rồi. Yên tâm đi, ta tự mình làm được, người phải chăm chỉ học võ đạo với Vô Địch sư thúc, có người lợi hại hơn phải đánh bại giúp ta. Mạc Phàm cười nói. Ừm,
Phượng Vũ gật đầu. Tiểu tử, lão tử có hai đồ đệ, ngươi không nên lừa đồ đệ của ta chứ, để cho ta biết, ta sẽ làm thịt ngươi. Vô Địch vội vàng cảnh cáo. Long Ngạo Thiên là thiên tài như vậy, Mạc Phàm không coi là kẻ địch, vậy kẻ địch của Mạc Phàm có cảnh giới gì? Lam Dương sư huynh, nếu ngươi không chịu nổi, có thể tới tìm ta, ta có mấy biện pháp, có thể khiến cơ thể ngươi càng mạnh hơn một chút, ta đi vào trước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngoại trừ mấy thứ Vô Địch sư thúc nói ra, hắn còn một số châm thuật, có thể chắn thần thức càng lâu hơn, Vô Địch sư thúc đối với hắn không tệ, con người Vô Ngần sư thúc cũng không tệ, chiếu cố Lam Dương một phen cũng không sao, chẳng qua chỉ là chuyện hắn thuận tay. Ngoài ra Lam Dương tiếp xúc với đạo rất ít, cần thích ứng hình chiếu võ đạo ở nơi này, hắn thì không cần. Vậy đa tạ Mạc sư đệ rồi. Lam Dương nhướn mày, không từ chối, thản nhiên nói. Vô Địch khẽ nâng mí mắt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Tiểu tử, đừng có gấp vậy chứ, ta còn chưa nói xong mà. Sau khi hai đứa đi vào, có thể không dùng phương pháp khác thì không dùng, cố gắng dựa vào mình ngăn cản hấp dẫn của võ đạo, như vậy không chỉ kéo dài thời gian ở bên trong, còn có thể ma luyện thần hồn của hai đứa, nói một cách đơn giản, là dùng diễn thiên thần quyết ngăn cản. Lúc trước ta cảm ngộ về diễn thiên thần quyết kém hơn bây giờ nhiều, nhưng có được trình độ hiện giờ, là có hiệu quả tu luyện ở bên trong đó, ngoài ra. Vô Địch nói một nửa thì dừng lại. Chuyện này con biết, Vô Địch sư thúc còn chuyện gì khác không? Mạc Phàm nhướn mày hỏi. Tiểu tử, có vẻ là ngươi dùng thoát thai tuyệt, thoát thai toàn bộ quyền ý của Tiểu Dương và Lam Phi vào trong cơ thể được thoát ra ra, ngươi định để lốp dự phòng đó tu luyện quyền đạo đúng không? Vô Địch đánh giá Mạc Phàm. Tuy Mạc Phàm giấu lốp dự phòng ở trong cơ thể, nhưng muốn lừa gạt ông không dễ như vậy. Thoát thai tuyệt, chẳng trách ta không cảm nhận được quyền ý trong cơ thể Mạc sư đệ. Trong đôi mắt Lam Dương nhìn Mạc Phàm hiện lên dị sắc, nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Đây là quyền đạo tâm đắc của Lão Phu, cùng với bí quyết của Thiên Băng Địa Liệt Cửu Lưu Tinh và Vô Thần Vô Phật Vô Địch Đạo, người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì bấy nhiêu, đây là thù lao ta trả cho võ đạo chi địa kia trước. Nếu là giả, lão tử tay không mà về, ngươi phải bồi thường cho ta ba thứ có giá trị tương tự, nếu không ngươi biết rồi đấy. Vô Địch lấy ba ngọc giản ra, trong giọng nói mang theo ý uy hiếp, nói. Chuyện này, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt hơi đổi. Hai tuyệt kỹ này của Vô Địch sư thúc, mỗi một loại đều có cấp bậc rất cao, đều có thể vượt cấp giết chết đối phương. Sư phụ hắn từng đánh giá hai tuyệt kỹ này của Vô Địch sư thúc. Hai tuyệt kỹ này là top 10 tuyệt kỹ trong số những tuyệt kỹ 500 năm tu sĩ tự nghĩ ra. Phải biết rằng, tu chân giới có không biết bao nhiêu môn phái, 500 năm sáng tạo ra không biết bao nhiêu công pháp, tuyệt kỹ mới, tính ra đến 10 vạn cũng không đủ. Thông thường người sáng tạo ra công pháp và tuyệt kỹ không phải người bình thường, ít nhất có tu vi hóa thần trở lên, thậm chí là tu sĩ hợp đạo kỳ trở lên. Hai tuyệt kỹ này của Vô Địch sư thúc có thể nằm trong top 10, đủ để thấy cao thâm bao nhiêu. Kiếp trước, Vô Địch sư thúc truyền thụ cho không quá 5 người, 5 người này đều là Vô Địch sư thúc lựa chọn vạn lần. Hiện giờ Vô Địch sư thúc truyền thụ cho hắn, chuyện này nằm ngoài dự kiến của hắn rồi. Tuy Vô Địch sư thúc nói là trả thù lao, nhưng với tính cách của Vô Địch sư thúc, chỉ là viện cớ mà thôi. Vô Địch sư thúc, thứ này hơi quý rồi. Mạc Phàm do dự một lát, nói. Cho ngươi thì ngươi cầm lấy, lăn tăn cái gì, nhanh cút vào trong đi. Không có năng lực thì khiêm tốn một chút, người định theo Tiểu Dương chịu chết à? Vô Địch tức giận nói, ném ba thứ kia cho Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười, nhận ba ngọc giản. Có Vô Địch sư thúc truyền công, sau này phân thân quyền đạo này của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tuy hắn cũng có công pháp của cao thủ quyền đạo, cũng tương đương với cao cấp, ví dụ như âm dương long quyền hắn truyền cho A Hào, công pháp này là quyền pháp của quyền thần Vô Địch, người này cùng tên với Vô Địch sư thúc. Nhưng quyền đạo yếu hơn không thể sánh bằng Vô Địch sư thúc. Cùng với Đại Phạm Chân Vũ Kinh hắn truyền cho Tần Kiệt, đều là công pháp nổi tiếng ở tu chân giới. Nhưng quyền đạo của Vô Địch sư thúc lấy diễn thiên thần quyết làm cơ sở, hắn lấy thứ này nhập môn, con đường sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đây là âm dương long quyền và Đại Phạm Chân Vũ Kinh, nếu Lam Dương sư huynh có hứng thú, có thể lấy tìm hiểu, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì đừng sử dụng. Mạc Phàm lấy hai ngọc giản ra nói. Nếu Vô Địch sư thúc hào phóng như vậy, hắn cũng không thể quá keo kiệt. Nhưng đây đều là hai bộ công pháp hắn đạt được từ kiếp trước, hiện giờ hắn còn chưa tiếp xúc với quyền thần Vô Địch và đấu đế, nếu Lam Dương sử dụng bị hai người này nhìn thấy sẽ xảy ra vấn đề.
Âm Dương Long Quyền và Đại Phạm Chân Vũ Kinh, tiểu tử ngươi chắc chắn là thật sao? Sắc mặt Vô Địch thay đổi, nói. Sao ông có thể không biết hai bộ công pháp này, ông và Quyền Thần Vô Địch cùng tên, hai người gặp không ít lần, ra tay cũng không ít. Ông cũng từng gặp Đấu Đế vài lần, ông từng dùng tuyệt kỹ của mình tới trao đổi, đều bị hai người từ chối, cho nên ông chưa từng đạt được. Thường có người bán hai bộ công pháp này, nhưng không có một cái là thật. Tiểu tử Mạc Phàm này vừa ra tay, là hai bộ công pháp này. Sư thúc ra tay với Quyền Thần không ít lần, người xem thì biết, thuận tiện che giấu giúp Lam Dương sư huynh một phen. Mạc Phàm ném ngọc giản cho Vô Địch sư thúc. Vô Địch sư thúc là cao thủ quyền đạo, đợi ông lĩnh ngộ hai bộ công pháp, thuận tay cải tạo một phen, Lam Dương sư huynh lại thi triển ra, cho dù là Quyền Thần và Đấu Đế chỉ có thể hoài nghi, không thể chắc chắn có phải công pháp của bọn họ được cải biên hay không. Phải biết rằng, Diễn Thiên Thần Quyết của Thần Nông Tông rất mạnh, là công pháp khó giải trong tu luyện thần thức. Nếu Diễn Thiên Thần Quyết dám xưng thứ hai, không có công pháp nào dám ngồi vào thứ nhất. Vô Địch nhận ngọc giản của Mạc Phàm, một nhánh thần thức phóng vào bên trong, chỉ trong phút chốc, sắc mặt ông thay đổi. Tiểu tử, không phải ngươi trộm ở phủ đệ của Quyền Thần và Đấu Đế đấy chứ? Tuy ông chưa xem hết toàn bộ, chỉ mới xem lướt qua. Nhưng với hiểu biết của ông về Quyền Thần và Đấu Đế, đây là công pháp của bọn họ không thể nghi ngờ. Ông vẫn luôn không chiếm được, Mạc Phàm là một số tiểu tử mới vào Thần Nông Tông lại có được sao? Y Tiên có rất nhiều biện pháp đạt được những thứ này, sư thúc cứ việc lấy đi, nếu hai người kia nhận ra, người dẫn con đi gặp hai bọn họ là được. Mạc Phàm hờ hững nói. Nếu thực sự bị bọn họ phát hiện, chỉ cần hắn ra mặt, cũng có thể giải thích rõ ràng. Hai bộ công pháp này đều là hai người đưa cho hắn, chẳng qua thời gian không đúng. Được rồi, Vô Địch không khách sáo, trái lại trong mắt lóe lên tinh quang, giống như một con sói đói bụng mấy ngày nhìn thấy con mồi. Tiểu tử Mạc Phàm cũng quá thần kỳ rồi, nếu không phải Vô Phong phong ấn Mạc Phàm, ông chắc chắn sẽ tra xét thần hồn của Mạc Phàm, nhìn xem rốt cuộc Mạc Phàm là ai. Ông mới có ý nghĩ này, một nhánh thần thức ký gửi lên người Mạc Phàm, chữ chấn ở giữa trán Mạc Phàm lập tức xuất hiện, giống như ở tàng bảo các, có màu đỏ như máu. Vô Địch sư huynh, ta đã nói rồi mà, đừng tra xét tiểu tử này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giọng Vô Phong vang lên theo. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Vô Địch như nhìn một tên trộm, lắc đầu. Vô Địch sư thúc, tốt nhất là sư thúc đừng xem thì hơn, có một số việc con không thể nói với sư thúc, bởi vì con cũng không biết vì sao để nói với người, hoặc cho người nhìn sẽ xảy ra chuyện gì, con cũng không biết, lúc trước có người từng xem mệnh của con, mắt bị mù, cũng có người thiếu chút nữa là mất mạng, cho nên người đừng đánh chủ ý này nữa thì hơn. Phẩy. Vô Địch bĩu môi, lúng túng thu hồi thần thức. Dừng, không xem thì thôi, người nghĩ rằng ta muốn nhìn chắc, ta chỉ muốn biết tiểu tử ngươi có nguy hiểm hay không, với có công pháp Bát Hoang Tuyệt, Tứ Cực Đạo Thiên, Lưỡng Thiên Nhất Lưu và Vô Cực Đạo nữa không, nếu có mà nói, thì cho ta xem. Những thứ này đều là thứ ông muốn, nhưng vẫn không chiếm được, nói không chừng Mạc Phàm sẽ có, vậy thì không còn gì tốt hơn. Vô Cực Đạo, lúc trước có người dùng thứ này đổi với con, nhưng giao dịch không thành công, thì xảy ra vấn đề. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn biết hết mấy công pháp này, nhất là Vô Cực Đạo. Vô Cực Đạo là tuyệt kỹ thành danh của võ đế Quân Khương Lâm, điều kiện hắn luyện chế thần đan cho Quân Khương Lâm là Vô Cực Đạo. Bởi vì sư phụ hắn cũng muốn tham ngộ Vô Cực Đạo, lúc ấy hắn không suy nghĩ đồng ý luôn. Chính vì lần này, hắn bị Quân Khương Lâm phản bội, chết dưới tay Quân Khương Lâm. Được rồi, nếu sau này gặp được những công pháp như vậy nhất định không được bỏ qua, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sẽ cải biên giúp ngươi một phen, hai công pháp này ta trở về tham ngộ trước, sau đó sẽ truyền thụ tham ngộ được cho mấy đứa. Vô Địch tiếc nuối nói. Mạc Phàm bĩu môi không nói gì, lập tức đi vào trong võ đạo trì. Sớm biết như vậy hắn không lấy hai công pháp này ra, thân thiết với Vô Địch sư thúc cũng không phải chuyện tốt. Lam Dương không tiếp tục thích ứng hình chiếu võ đạo, đi theo vào trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.